dương thanh tần như phong nghe được tên này thì đồng tử đột nhiên co lại nhìn dương thanh với ánh mắt thâm độc chính là mày đã giết chết tần sương con trai tao dương thanh thản nhiên liếc nhìn tần như phong nhưng không trả lời lại đảo mắt nhìn về phía vũ liệt sau lưng lão ta xem ra ông không làm những chuyện tôi đã căn dặn dương thanh nheo mắt nói với vũ liệt vũ liệt nghe vậy chợt biến sắc bỗng nhiên có một sự cảm xấu vù quả nhiên tần như phong lập tức nhìn vũ liệt dương thanh cậu đừng nói linh tinh Vũ Liệt vô cùng hoảng sợ, tức giận quát Dương Thanh, sau đó mới vội vàng giải thích với Tần Như Phong, ông chủ, ông đừng hiểu nhầm. Lần trước tôi thua Dương Thanh, cậu ta bảo tôi về chuyển lời cho toàn thân Tần Như Phong đều phát ra sát khí. Lão ta vừa dứt lời đã lập tức nổi giận quát một tiếng, giết. Theo mệnh lệnh của lão ta được truyền ra, hơn 10 cao thủ thực lực vương cảnh đã xuất hiện, lập tức lao về phía Dương Thanh và Tần Đại Dũng. Ông chủ, đừng, Vũ Liệt vội vàng ngăn cản những người này đều là thành viên ưu tú của nhà họ tần nếu bọn họ đều chết trong tay dương thanh thì nhà họ tần cũng kết thúc ngay cả cao thủ số một của nhà họ tần là lão ta còn chẳng phải là đối thủ của dương thanh nữa là người khác trong cả nhà họ tần ngoài tần như phong là cao thủ vương cảnh đỉnh phong và lão ta là cao thủ vương cảnh hậu kỳ những người khác mạnh nhất cũng chỉ là vương cảnh trung kỳ nhưng vũ liệt biết thực lực của dương thanh ít nhất phải là vương cảnh đỉnh phong thậm chí là bán bộ thần cảnh Cao thủ trình độ như vậy hoàn toàn có thể giết cao thủ dưới vương cảnh hậu kỳ trong nháy mắt. Bảo cao thủ nhà họ Tần đi giết Dương Thanh thì có khác nào đi chịu chết. Bốp, Vũ Liệt vừa dứt lời, Tần Như Phong bỗng nhiên giơ tay chộp lấy cổ lão ta. Một giây tiếp theo, lão ta dùng một tay nhấc Vũ Liệt lên cao. Giờ phút này, Tần Như Phong giống như một thần chết căm tức nhìn Vũ Liệt nói, "Vũ Liệt, ông luôn ngăn cản tôi ra tay với nó, ông đã bị nó mua chuộc à?" Những người nhà họ Tần đứng xung quanh kinh ngạc đến ngây người khi thấy cảnh tượng này, ai nấy đều chấn động. Chuyện Tần Như Phong đột phá đến vương cảnh đỉnh phong còn chưa được tuyên bố ra ngoài. Trong mắt người nhà họ Tần, Vũ Liệt là cao thủ số một của nhà họ Tần, Tần Như Phong chưa chắc là đối thủ của lão ta. Nhưng bây giờ Vũ Liệt lại bị Tần Như Phong dùng một tay nắm cổ nhấc lên. Quan trọng hơn, Vũ Liệt là cao thủ thân cận nhất của Tần Như Phong, lão ta lại muốn ra tay với Vũ Liệt vào lúc này, lão ta muốn giết chết Vũ Liệt sao? chẳng lẽ chủ gia tộc đã đột phá đến vương cảnh đỉnh phong? Có người kinh ngạc kêu lên, ánh mắt nhìn về phía Tần Như Phong vô cùng kích động. Tần Như Phong là chủ nhà họ Tần, lão ta càng mạnh thì nhà họ Tần càng mạnh. Nhà họ Tần càng mạnh, từng người trong nhà họ Tần lại càng được lợi lớn hơn. Vũ Liệt bị Tần Như Phong dùng một tay nhấc lên nhưng không dễ dụa, trong đôi mắt lộ rõ sự thất vọng. Cổ sắp gãy nhưng lão ta vẫn cố chịu đau, cắn răng nói, tôi không bị mua chuộc. Không à, Tần Như Phong lại dùng thêm sức, lạnh lùng hỏi, rốt cuộc nó đã bảo ông làm gì? Nó bảo ông giết tôi à? Hay bảo ông giúp nó chiếm nhà họ Tần? Không, Vũ Liệt bị bóp cổ nên nói chuyện vô cùng khó khăn. Dương Thanh Thầm kinh ngạc. Anh chỉ thuận miệng nói một câu, không ngờ lại làm Tần Như Phong nghi ngờ Vũ Liệt như vậy. Đúng là một kẻ đa nghi, ông còn dám nói không có à? Tần Như Phong giận dữ hết, tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, nếu ông còn dám lấp liếm thì đừng trách tôi không khách sáo. Ông chủ hãy bất giận, lão quản gia lập tức rơi nước mắt, xông tới trước mặt Tần Như Phong và kích động nói: Vũ Liệt vô cùng trung thành với nhà họ Tần, tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ chuyện gì phản bội lại nhà họ Tần đâu. Ông chủ nhất định phải tin tưởng ông ấy. Cút! Tần Như Phong đạp lão quản gia bay ra ngoài và nhìn quanh một lượt, vẫn nộ quát: Nếu ai dám xin sỏ cho ông ta, giết! Lão ta vừa dứt lời, những người ban đầu còn muốn muốn xin thay cho Vũ Liệt đều ngậm miệng lại cho dù vũ liệt bị tần như phong nắm giữ sống chết trong tay nhưng sắc mặt không hề thay đổi thành thật nhìn tần như phong như đang nói cho lão ta biết mình không hề phản bội nhà họ tần đúng là một nơi làm người ta thất vọng bỗng nhiên một giọng nói châm chọc vang lên trong giây lát mọi người đều nhìn về phía tiếng nói phát ra hóa ra người vừa nói là tần đại dũng ngồi trên xe lăn đôi mắt sắc bén của tần như phong lập tức nhìn sang tần đại dũng trong đôi mắt tàn nhẫn này không hề có chút tình cảm nào chỉ có sát khí đừng vội chờ tao xử lý tên phản bội này xong sẽ tiến mày lên đường tần như phong nói với vẻ tàn nhẫn sợ là trong mắt loại người như ông người nào bị ông nghi ngờ đều sẽ bị gắn tội phản bội nhỉ tần đại dũng hoàn toàn không sợ hãi mà cười lạnh nói loại người như ông thì có tư cách gì làm chủ nhà họ tần ông lại có tư cách gì dẫn dắt nhà họ tần bước lên tầm cao mới nếu ông không có tư cách thì nhường vị trí lại cho người có năng lực lên ngồi đi tôi thấy ông sống lâu như vậy chắc cũng đủ rồi nhỉ Dương Thanh cũng sửng sốt khi nghe Tần Đại Dũng nói ra lời này. Đây thật sự là bố vợ nhát gan ngại phiền phức của mình sao? Đối phương là một cao thủ vương cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật, Tần Đại Dũng chỉ là một người bình thường. Có thể nói ông ấy chỉ là con kiến hôi trước mặt lão ta. Lúc này Tần Đại Dũng lại giống như biến thành một người khác, khí thế trên người cũng khác hẳn. Được, mày đã muốn chết thì tao tiến mày lên đường trước. Tần Như Phong nheo mắt và vung tay lên, giết nó cho tôi. Vâng, hơn 10 cao thủ nhà họ Tần làm gì có ai dám chống lại mệnh lệnh của Tần Như Phong, lập tức xông về phía Tần Đại Dũng. Nhưng vào lúc này, mấy khí thế khủng khiếp lập tức dâng lên. Một giây tiếp theo, 8 cao thủ vương cảnh hậu kỳ xuất hiện ở bên cạnh Dương Thanh và Tần Đại Dũng. 8 cao thủ này bỗng nhiên xuất hiện làm người nhà họ Tần đều kinh ngạc đến ngây người. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới ý thức được ở nhà họ Tần vẫn còn có kẻ địch. ầm ầm ầm, cuộc chiến lập tức diễn ra, 8 cao thủ vương cảnh hậu kỳ đấu với hơn 10 cao thủ vương cảnh nhà họ Tần. Tần Như Phong đánh ra một trường, Vũ Liệt bay thẳng ra ngoài. Vũ Liệt ngã xuống đất, đã bị thương nặng. Dương Thanh đẩy Tần Đại Dũng bước về phía trước. Dù bên cạnh là các cao thủ vương cảnh đang giao đấu nhưng Tần Đại Dũng ngồi trong xe lăn lại không hề sợ hãi, mặc cho anh đẩy mình về phía trước. Hai mắt ông ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tần Như Phong. Dương Thanh tất nhiên có thể cảm nhận được Tần Đại Dũng rất căm thù Tần Như Phong, Chẳng lẽ, Tần Đại Dũng nhớ ra Tần Như Phong rồi sao? Rốt cuộc mày là ai? Tần Như Phong cũng nhìn chằm chằm vào Tần Đại Dũng và chợt hỏi. Không biết tại sao lão nhìn mà Tần Đại Dũng thấy rất quen, nhưng không nhớ được là đã gặp ở đâu. Tôi nhớ rất rõ ràng, năm đó chính là tên ác ma ông đã giết bố mẹ tôi, nhốt tôi ở trong phòng nhỏ tối tăm không ánh mặt trời suốt ba ngày ba đêm. Tần Đại Dũng bỗng nhiên tức giận nói. Dương Thanh kinh ngạc, không ngờ Tần Đại Dũng thật sự nhớ lại chuyện đã qua ông ấy còn nhớ kỹ tần như phong như vậy đồng tử của tần như phong cũng đột nhiên co lại nhìn chằm chằm vào tần đại dũng hóa ra là một thành viên trong kế hoạch hạt giống của nhà họ tần tôi miệng lão ta nói vậy nhưng ánh mắt có phần hoảng loạn người khác không phát hiện ra được nhưng dương thanh đặc biệt bén nhạy vẫn cảm giác được xem ra còn có bí mật khác trong chuyện bố mẹ tần đại dũng bị giết lúc này hai mắt tần đại dũng đỏ ngầu còn lóe lên sát khí mãnh liệt dương thanh ở chung với tần đại dũng lâu mà vẫn chưa từng thấy ông ấy như vậy ánh mắt anh nhìn tần như phong cũng lộ ra sát khí nếu ánh mắt có thể giết người tần như phong đã bị giết chết nhiều lần rồi tần như phong ông không cần phải giả vờ như chẳng biết gì nữa tuy năm đó tôi còn rất nhỏ nhưng vẫn nhớ rõ những chuyện mà ông đã làm chính là tên khốn kiếp nhà ông giết bố tôi tần đức tài còn có mẹ tôi phương thục nhã Tần Đại Dũng gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Mà sau khi ông ấy nói xong, vẻ mặt Tần Như Phong lập tức thay đổi. Rõ ràng lão ta không ngờ Tần Đại Dũng thật sự còn nhớ rõ chuyện này. Dương Thanh cũng hơi kinh ngạc. Anh tưởng Tần Đại Dũng là một cô nhi, hoàn toàn không biết gì về chuyện lúc nhỏ. Không ngờ bây giờ ông ấy đến nhà họ Tần lại nhớ ra hết. Cái gì? Cậu nói bố cậu là Tần Đức Tài, mẹ cậu là Vương Thục Nhã à? Kẻ giết chết bố mẹ cậu năm đó là Tần Như Phong à? Bỗng nhiên có một ông cụ tóc bạc phơ xông tới, kích động nhìn Tần Đại Dũng hỏi. Ông cụ còn rưng rưng nước mắt. Ông là chú hai Tần Đức Chính. Tần Đại Dũng cũng kinh ngạc khi nhìn thấy ông cụ. Cậu thật sự là con của anh trai tôi. Tần Đức Chính thấy Tần Đại Dũng nhận ra mình thì lập tức kích động, xông lên trước và nắm chặt lấy tay của Tần Đại Dũng, cười to nói, "Ha ha ha ha, anh trai, chị dâu, con trai của hai anh chị không chết." hai người vẫn còn con cháu đời sau. Tần Đức Chính quá kích động mà rơi nước mắt. Chú hai, Tần Đại Dũng cũng nắm chặt lấy tay Tần Đức Chính, mắt đỏ hoe nói, chú hai, cuối cùng cháu đã gặp lại chú. Lúc này, những người nhà họ Tần đứng xung quanh đều chấn động. Có lẽ rất nhiều người thế hệ sau chưa từng nghe nói về cái tên Tần Đức Tài này nhưng lại biết Tần Đức Chính được Tần Đại Dũng gọi là chú hai chính là em họ của Tần như phong chủ nhà họ Tần. Chẳng qua những người thế hệ trước của nhà họ Tần vẫn biết Tần Đức Tài là ai. Đó là chủ gia tộc họ Tần 50 năm trước. Bây giờ, Tần Đại Dũng quay về, hơn nữa Tần Đức Chính đã chứng thực ông ấy chính là con trai của chủ gia tộc cũ. Có thể tưởng tượng được mọi người nhà họ Tần chấn động, kinh ngạc tới mức nào. "Đức Chính, cậu ta đúng là con trai ông chủ cũ à?" Lại có một ông ta bước tới, nhìn về phía Tần Đức Chính hỏi. Tần Đức Chính vội vàng gật đầu, đỏ nói, "Tôi có thể xác định cậu ấy chắc chắn là con trai của anh tôi, nếu không làm sao có thể nhận ra tôi được?" Còn nữa, ông nhìn gương mặt cậu ấy đi, có phải đúc một khuôn với anh trai tôi 50 năm trước không? Nếu cậu ấy không phải là con trai của anh tôi thì còn có thể là ai nữa? Ông già nghe thấy Tần Đức Chính nói vậy, cuối cùng cũng không kìm chế được cảm xúc của mình nữa, lập tức quỳ xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên trời, mắt đỏ hoe nói, ông chủ cũ, năm đó đều là lỗi của tôi. Nếu không phải tôi không trông cậu chủ cẩn thận thì cậu ấy làm sao bị lạc được? Tần Đức Chính vội vàng bước tới đỡ ông cụ kia đứng lên, mắt cũng đỏ hoe nói, ông ngô lẽ nào đến bây giờ ông còn không rõ năm đó đại dũng bị lạc không phải là lỗi của ông à ông ngô nghe thấy tần đức chính nói vậy thì lập tức kinh ngạc đức chính ý ông muốn nói năm đó đại dũng bị người ta đưa đi à dựa vào thực lực và địa vị của nhà họ tần chúng ta ai có thể vào nhà họ tần đưa cậu chủ đi được ông nhớ lại xem lúc đó anh trai và chị dâu tôi đột nhiên chết đi nhà họ tần đang rất hỗn loạn dù vậy người ngoài cũng đừng mong có hy vọng đưa cậu chủ nhà họ tần đi trừ khi là kẻ trong nhà họ tần Tần Đức Chính vừa nói dứt lời lại chợt nhìn sang Tần Như Phong. Đồng tử của ông Ngô cũng đột nhiên co lại, trong giây lát đã xoay người, tức giận nhìn về phía Tần Như Phong và hét lên, tôi biết rồi, là ông. Trước đây, chính ông đã sai người đưa cậu chủ đi. Chỉ khi cậu chủ không còn nữa, ông mới có thể kế thừa vị trí chủ gia tộc một cách hoàn toàn chính đáng. Tần Đức Chính cũng nhìn chầm chầm vào Tần Như Phong đầy sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng lẽ tôi nên nghi ngờ ông từ lâu, chỉ là không ngờ ông lại che giấu cẩn thận như vậy khi anh trai tôi còn sống ông luôn anh anh em em với anh ấy để tranh thủ lòng tin của anh ấy đối với ông khi anh trai và chị dâu chết ông là người khóc nhiều nhất tất cả mọi người trái lại còn khen hung thủ giết người là ông trung thành với anh trai tôi hóa ra tất cả những điều này đều là mưu kế của tên khốn kiếp nhà ông tần như phong anh trai và chị dâu tôi đối xử với ông tốt như vậy sao ông nỡ ra tay với bọn họ chứ Tần Đức Chính và ông Ngô Luân Phiên chất vấn làm sắc mặt Tần Như Phong đã trở nên cực kỳ thâm trầm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Tần Đại Dũng với vẻ thâm độc. Mà lúc này, cảnh tượng như vậy làm người nhà họ Tần vô cùng khiếp sợ. Mọi người đồng thời nhìn về phía Tần Như Phong, muốn biết suốt cuộc chân tướng năm đó thế nào. Vào lúc tất cả mọi người cho rằng Tần Như Phong sẽ kiếm cớ hoặc phủ nhận chuyện này nhưng lão ta đã thoải mái thừa nhận, không sai. Tần Đức Tài và Vương Thục Nhã là do tôi giết. Không chỉ vậy, Tôi còn có thể nói cho các người biết tôi đã tự tay giết chết bọn họ. Các người cũng đoán không sai, chỉ khi bọn họ chết thì tôi mới có khả năng kế thừa vị trí chủ gia tộc. Hơn nữa, tôi chưa từng hối hận về chuyện này. Điều duy nhất tôi hối hận là năm đó nên đuổi tận giết tuyệt, giết luôn cả Tần Đại Dũng. Nếu nó chết, làm sao có thể xảy ra chuyện hôm nay. Không ai ngờ được Tần Như Phong tự nhiên thừa nhận trước mặt mọi người. Ầm, ừ, đột nhiên, một khí thế khủng khiếp bao phủ cả nhà họ Tần mấy người do Tần Đức Chính dẫn đầu đều vô cùng tức giận. Tần Như Phong, không ngờ đúng là ông đã giết anh trai và chị dâu tôi. Hôm nay, tôi có phải liều cái mạng già này cũng muốn giết chết ông. Tần Đức Chính tức giận quát. Lúc này, toàn thân Tần Đức Chính đầy sát khí và phát ra thực lực vương cảnh hậu kỳ. Không chỉ vậy, mấy cao thủ bên cạnh Tần Đức Chính cũng phát ra thực lực vương cảnh trung kỳ. Tần Như Phong hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Tần Đức Chính nói, hóa ra ông đã đột phá đến vương cảnh hậu kỳ từ lâu nhưng chưa từng để lộ ra, chỉ sợ đã sớm muốn ra tay với tôi rồi nhỉ. Tần Đức Chính không trả lời, trong đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Tần Như Phong, tao giết mày. Ông ngô bên cạnh Tần Đức Chính bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đã hóa thành một bóng mờ sông về phía Tần Như Phong. Ông Ngô là cao thủ vương cảnh trung kỳ, giờ phút này đối mặt với Tần Như Phong còn mạnh hơn mình rất nhiều lại không hề hoảng sợ. Ông Ngô, Tần Đức Chính biến sắc, vội vàng xông tới. Tần Như Phong vừa phát ra thực lực vương cảnh đỉnh phong, ông Ngô muốn giết lão ta thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. ầm, ờ, quả nhiên ông Ngô vừa xông lên chỉ thấy Tần Như Phong vẫn đứng yên tại chỗ không hề động đậy, hờ hững đánh ra một trường lại khiến ông Ngô nôn ra máu và bay ngược ra ngoài. Tần Đức Chính biến sắc khi thấy ông Ngô bị một trường đánh bay. Ông cụ biết Tần Như Phong đã bước vào vương cảnh đỉnh phong nhưng không ngờ ông Ngô với thực lực vương cảnh trung kỳ lại không đỡ nổi một đòn của lão ta. Tần Như Phong, chết đi cho tao." Tần Đức chính thức giận gầm lên, lập tức phát ra thực lực vương cảnh hậu kỳ và đánh ra một quyền. Không chỉ vậy, còn có bốn cao thủ vương cảnh trung kỳ bên phía Tần Đức chính cũng đồng thời xông về phía Tần Như Phong. Trong giây lát, một cao thủ vương cảnh hậu kỳ và bốn cao thủ vương cảnh trung kỳ gần như cùng lúc đánh ra một đòn mạnh nhất về phía Tần Như Phong. Một luồng sát khí khủng khiếp bao phủ cả nhà họ Tần. Lúc này những người còn chưa bước vào vương cảnh run rẩy, không ngờ họ lại không thể chịu được khí thế khủng khiếp này. Sắc mặt tần đại dũng tái nhợt, nhìn chầm chầm vào tần như phong. Ông ấy muốn đích thân giết tần như phong nhưng cũng biết mình chỉ là một người bình thường, cho dù lão ta có đứng yên tại chỗ cho ông ấy giết, cũng rất khó giết được. Bây giờ, ông ấy chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đám người tần đức chính. Tần như phong nhìn năm cao thủ cùng sông về phía mình lại không hề sợ hãi, trái lại nhếch môi cười lạnh, khinh thường nói, không biết tự lượng sức mình. Tần Như Phong vừa dứt lời thì mọi người chợt phát hiện ra lão ta đã biến mất. Một giây tiếp theo, cảnh tượng khiến bọn họ chấn động đã xảy ra. Bịch bịch bịch, người ta thấy năm cao thủ vương cảnh với Tần Đức Chính dẫn đầu giống như diều đứt dây bay ngược ra xung quanh. Phụt, Tần Đức Chính ngã xuống trước xe lăn của Tần Đại Dũng và phun ra một búng máu, khí thế lập tức giảm xuống, gương mặt tái nhợt. Chú hai, Tần Đại Dũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì hét lớn một tiếng. Tần Đức Chính khẽ lắc đầu, giấy rụa từ dưới đất đứng lên, nhìn Tần Đại Dũng, mắt đỏ hoe nói, cháu yên tâm, chú hai còn có thể chống đỡ được. 50 năm trước, chú hai không thể bảo vệ được cho cháu, nhưng hôm nay trừ khi chú hai chết, bằng không sẽ không để ai có thể làm hại cháu nữa. Ông Ngô cũng giấy rụa đi tới, nước nở nói, cậu chủ, năm đó là tôi để lạc mất cậu nhưng hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không để lạc cậu nữa thề sống chết chiến đấu vì cậu chủ. Mấy cao thủ vương cảnh đã đến bên cạnh Tần Đại Dũng, ai nấy đều nghiêm túc nói. Bọn họ đều từng nhận được ơn huệ của chủ gia tộc của Tần Đức Tài, có thể nói là không có ông chủ cũ thì không có bọn họ ngày hôm nay. Bọn họ vốn tưởng mình sẽ chiến đấu vì nhà họ Tần cả đời nhưng không ngờ có một ngày mình sẽ đánh nhau với người nhà họ Tần. Nhưng vì bảo vệ con trai của Tần Đức Tài, bọn họ thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhìn người mấy người chú bác đứng trước mặt mình, Tần Đại Dũng giản rụa nước mắt, nghẹn ngào nói, các chú bác, cháu chỉ là một kẻ vô dụng, không xứng để các chú bác làm vậy vì cháu đâu. Cậu là giọt máu duy nhất còn lại của ông chủ cũ trên giời này, chúng tôi phải dùng cả tính mạng để bảo vệ. Ông ngô đỏ mắt nói, tình cảnh này làm Dương Thanh rất xúc động. Anh không sao ngờ được Tần Đại Dũng lại là cậu chủ nhà họ Tần, càng không ngờ hôm nay hai người tới nhà họ Tần lại gặp phải chuyện như vậy anh cũng không ngờ ở trong nhà họ Tần còn có một nhóm người trung thành với Tần Đức Tài tới chết. Dù sao ông cụ đã chết 50 năm, những người này còn có thể chiến đấu vì con cháu của ông cụ như vậy. Các ông yên tâm, có cháu ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho các ông có chuyện gì đâu. Đúng lúc này, Dương Thanh vẫn đứng sau lưng Tần Đại Dũng bỗng nói. Anh vừa dứt lời, mọi người đều nhìn về phía Dương Thanh. Đại Dũng, người này là ai vậy? Tần Đức Chính nhìn Tần Đại Dũng và nghi ngờ hỏi vừa rồi tần đại dũng cũng quên mất dương thanh lúc này mới lấy lại tinh thần vội vàng kéo anh qua giới thiệu với đám người tần đức chính các chú bác đây là con rể của cháu dương thanh những cao thủ phía sau đều là thủ hạ của nó cháu chào các ông dương thanh cung kính nói không quan tâm anh có thực lực thế nào thân phận gì hành động của những ông cụ trước mắt này đáng được anh tôn trọng tốt 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 tần đức chính kích động kéo tay dương thanh nói không ngờ nhà họ Tần có được cậu con rể đẹp trai tài giỏi thế này, đây là chuyện vui của nhà họ Tần chúng ta. Tuy bọn họ không biết Dương Thanh có thực lực mạnh tới mức nào nhưng chỉ dựa vào việc anh dẫn tới 8 cao thủ vương cảnh Hậu kỳ, bọn họ đã biết anh có lai lịch không nhỏ. Các người ôn chuyện đủ chưa? Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đó là giọng của Tần Như Phong. Chỉ thấy Tần Như Phong đứng chắp tay, hờ hững nhìn về phía đám người Dương Thanh và lạnh lùng nói: chẳng lẽ các người thật sự cho rằng dựa vào tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ là có thể làm gì được tôi sao? Người không biết thì không sợ, các người không biết thực lực của tôi bây giờ mạnh thế nào đâu. Tần Đức Chính cười lạnh, tao không tin tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ, còn có mấy lão già vương cảnh hậu kỳ và trung kỳ chúng tao còn không giết được một vương cảnh đỉnh phong như mày. Các người thật sự cho rằng thực lực của tôi chỉ là vương cảnh đỉnh phong thôi sao? Tần Như Phong chợt cười lạnh nói. Hả? đám người tần đức chính nghe vậy chợt biến sắc kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn tần như phong. ầm um, một giây tiếp theo từ trên người tần như phong phát ra một khí thế vô cùng khủng khiếp giống như sóng to gió lớn cuốn ra khắp nơi. cái gì sao có thể như vậy được mày mày đã bước vào thần cảnh à tần đức chính vô cùng khiếp sợ nhìn tần như phong người nhà họ tần cũng kinh ngạc tới ngây người khi nghe thấy tần đức chính nói vậy dù sao trong vương thành tào bây giờ ngay cả Tào Vương cũng chỉ mới tới Vương Cảnh Đỉnh Phong. Thế mà Tần Đức Chính đã vượt qua Vương Cảnh Đỉnh Phong, trở thành cao thủ thần cảnh trong truyền thuyết rồi sao? Cho dù Tần Đại Dũng không biết phân chia cảnh giới của các cao thủ võ đạo nhưng vẫn có thể cảm giác được Tần Như Phong lúc này đáng sợ tới mức nào. Ông ấy bỗng nhiên hơi hối hận khi bảo Dương Thanh dẫn theo mình tới nhà họ Tần. Ông ấy chết thì cũng thôi, nhưng nếu liên lụy với Dương Thanh, con gái của mình phải làm sao? Dương Thanh, con không cần lo cho bố, Mau rời khỏi đây đi." Tần Đại Dũng vội vàng nói. Đám người Tần Đức Chính cũng lấy lại tinh thần, đều nói với Dương Thanh, "Đúng vậy, đây là chuyện của nhà họ Tần, không nên kéo cháu vào. Cháu mau rời khỏi đây đi." Bọn họ nói xong, Tần Đức. Giờ khắc này, hơi thở trên người Tần Như Phong cũng tăng vọt, ban đầu chỉ là bán bộ thần cảnh nhưng lúc này hơi thở trên người lão ta đã như núi lửa phun trào. Một giây đánh bại 8 cao thủ vương cảnh hậu kỳ, có thể hình dung thực lực của Tần Như Phong lúc này đáng sợ cỡ nào. Tần Đức Chính cầm đầu mấy cao thủ kia cũng đã ngây người khi chứng kiến việc này. Ông Ngô cũng ngây mặt thốt lên, "Thần cảnh, Tần Như Phong là cao thủ thần cảnh." Ông Ngô vừa thốt lên, người nhà họ Tần càng thêm kinh hãi. "Thần cảnh", đối với bọn họ mà nói chính là cảnh giới võ thuật trong truyền thuyết, ngoại trừ mấy gia tộc lánh đời thần bí, chỉ có bốn hoàng tộc lớn là có cao thủ thần cảnh thuộc về gia tộc mình. Nhà họ Tần bọn họ lại có một cao thủ thần cảnh, tương lai sẽ phát triển đáng sợ cỡ nào. Vương tộc chó má gì đó, nhà họ Tần sẽ chẳng thèm để mắt tới. Lúc này, nhà họ Tần có người kích động, có người lo sợ, cũng có người tuyệt vọng. Đám người Tần Đức chính là những người cảm thấy thực sự tuyệt vọng. Anh cả, xin lỗi anh, em không thể bảo vệ được Đại Dũng rồi. Tần Đức chính đỏ mắt lên, tuyệt vọng nói. Ông Ngô cũng đã ròng ròng nước mắt nhưng đôi mắt đục ngầu kia lại lóe lên một sự kiên định lạ thường. Lão ta nghiến răng nghiến lợi nói, 50 năm trước tôi đã không thể bảo vệ cậu chủ cho tốt, 50 năm sau, tôi vẫn không thể bảo vệ được cậu chủ, nhưng dù phải chết, tôi cũng phải chết trước cậu chủ. Lão ta vừa dứt lời liền không hề do dự chắn trước mặt Tần Đại Dũng, chuẩn bị dùng chính thân thể mình chắn mọi chiêu tấn công Tần Đại Dũng. Mặc dù lão ta cũng biết rõ Tần Đại Dũng trước sau cũng phải chết, nhưng ít ra mình còn có thể làm chút gì đó cho Tần Đại Dũng. Tần Đại Dũng cũng đã hết sức tuyệt vọng và hối hận. Ông ấy đỏ mắt lên, nói, thưa các chú bác, cháu đã làm phiền đến các vị rồi. Tần Như Phong lúc này đã bừng bừng ý muốn giết người, đôi tròng mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, sau đó lao vút đến như một tia chớp. Tần Như Phong, thấy lão ta sắp vào tới trước mặt Dương Thanh rồi, ngay trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người già nua bỗng lao vút về phía Tần Như Phong. ầm, um, một tiếng nổ cực lớn vang lên, người kia vung tay đánh một trưởng vào người Tần Như Phong. Đáng chết, nhưng một tích tắc tiếp theo là cảnh tượng khiến mọi người càng thêm khiếp hãi. Ông cụ tấn công về phía Tần Như Phong không thể cản được lão ta mà chỉ khiến tốc độ tấn công dương thanh của lão ta thoáng chậm lại. Bản thân ông cụ lại bị Tần Như Phong tung một chiêu đánh bay, toàn thân bắn ngược ra sau như con diều đứt dây. Vũ Liệt, Tần Đức Chính hô to một tiếng, vội vã vươn tay ra đỡ được Vũ Liệt đang bay ngược lại. Vũ Liệt vốn là cao thủ số một của nhà họ Tần, chỉ đứng dưới tần như phong, thực lực đạt tới vương cảnh hậu kỳ, đã gần bước vào cấp bậc vương cảnh đỉnh phong. Không ai dám nghĩ, dưới tình huống như vậy, Vũ Liệt lại ra tay tấn công tần như phong. Trước đó Vũ Liệt đã suýt bị tần như phong giết chết, bản thân vốn bị thương nặng, mà nay lại trúng thêm một đòn cực nặng của tần như phong, tình hình của lão ta càng thêm nghiêm trọng. Sau khi được tần đức chính đỡ, sắc mặt lão ta tái nhợt, miệng hộp máu tươi. Vũ Liệt, tần đức chính đã run rẩy cả người, ôm lấy Vũ Liệt kêu lên. Ở nhà họ Tần này, Vũ Liệt và Tần Đức Chính có quan hệ tốt nhất, tình cảm thật sự thân thiết như anh em ruột. Ông Ngô cũng đỏ bừng đôi mắt nhìn Vũ Liệt hộc máu không ngừng, lão ta quay ngoắt về phía Tần Như Phong, giận dữ hét lên, "Tần Như Phong, Vũ Liệt đã giúp ông làm bao nhiêu việc như thế, tự ông không biết hay sao? Có thể nói, không có ông ấy cũng sẽ không có ông của ngày hôm nay, ấy vậy mà ông lại dám ra tay độc ác với ông ấy như thế, lương tâm ông bị chó tha hết rồi à?" tần như phong đang muốn giết dương thanh lại bị vũ liệt ngăn cản như vậy đột nhiên không muốn giết đám người này quá nhanh nữa nhìn thấy cảnh vũ liệt gần chết tần đức chính đau khổ tột độ khiến tần như phong cảm thấy vô cùng hả hê ông ta đã ra tay với cả tôi chẳng lẽ tôi còn phải giữ ông ta lại tần như phong đứng chắp tay hững hờ nhìn về phía ông ngô nói ông giết anh trai đoạt vị trí chủ gia tộc thậm chí cả con ruột của anh trai mình cũng không tha hôm nay ngay cả người có công lao lớn với nhà họ Tần mà ông cũng muốn giết, một kẻ như ông có tư cách gì để làm người đứng đầu nhà họ Tần này. Ông ngô giận dữ hét lên. Tần Như Phong cười lạnh một tiếng, sát khí trong mắt lóe lên, ông cho rằng, nhà họ Tần ngày nay, ngoài tôi ra còn ai có tư cách làm chủ gia tộc. Nếu không phải tôi nể tình đều là người cùng tộc thì các ông cho rằng mình còn có thể sống tới hôm nay sao? Nếu hôm nay các ông đã quyết trở mặt với tôi thì tôi cũng không còn lý do nào tha mạng cho các ông nữa. Vừa dứt lời, Tần Như Phong đã xòe năm ngón tay, ý định giết người như bùng ra từ thân thể lão ta, trong đôi mắt đỏ ngầu như máu hoàn toàn không có một tia tình cảm, thoạt nhìn chẳng khác nào một con quỷ đến từ địa ngục. Ông Ngô đã đứng lên, chắn trước mặt Tần Đại Dũng, đôi mắt cũng đã tràn ngập ý muốn giết Tần Như Phong, nhưng lão ta cũng biết, mình tuyệt đối không thể giết được Tần Như Phong lúc này. Bên kia, Vũ Liệt vẫn liên tục hộp máu tươi, hơi thở cũng yếu ớt nhanh chóng, sống chết chỉ còn cách nhau một sợi chỉ mong manh. Dương Thanh vẫn đứng sau lưng Tần Đại Dũng đột nhiên bước tới bên cạnh Vũ Liệt, lấy ra một bình thuốc bằng sứ trắng, đổ ra một viên tròn màu đen nồng mùi thuốc. Nuốt viên thuốc này có thể cứu tính mạng ông. Dương Thanh nói xong bèn búng tay một cái, viên thuốc màu đen kia rơi ngay vào miệng Vũ Liệt. Đây là viên thuốc cứu mạng mà Phùng Tiểu Uyển đưa cho Dương Thanh, cô ta nói khi rơi vào trạng thái trọng thương sắp chết, viên thuốc này có thể giúp anh giữ lại tính mạng. Hơn nữa, đây là thứ mà thần y Phùng giao cho Phùng Tiểu Uyển trước khi chết ngay cả phùng tiểu huyền hiện giờ cũng chưa thể điều chế được, hiện cô ta còn đang nghiên cứu cách làm. Ngay chính bản thân thần y phùng cũng chỉ có thể điều chế được một viên như thế sau khi đã dốc hết toàn bộ sức lực, có thể tưởng tượng muốn điều chế viên thuốc này cần tiêu hao nhiều tinh lực cỡ nào. Vậy mà lúc này, Dương Thanh lại đưa nó cho Vũ Liệt. Vũ Liệt bị tần như phong vỗ một trường đánh bay, cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đã bị tổn thương nặng, lão ta biết rất rõ, tính mạng mình đang từ từ trôi đi, ngay khi lão ta đã tới thời khắc hấp hối một viên thuốc đột nhiên rơi vào miệng vũ liệt còn chưa phản ứng lại viên thuốc này đã hóa thành một dòng nước ấm chảy vào cổ họng lão ta giây lát một luồng sức sống vô cùng hùng hậu bùng nổ trong cơ thể lão ta vũ liệt cảm nhận rất rõ lục phủ ngũ tạng vốn đã bị tổn thương nặng lúc này lại đang từ từ khôi phục không chỉ có vậy vào giờ khắc này lão ta cảm giác tất cả mọi lỗ chân lông trên thân thể đều đang nở ra hít dưỡng khí vào toàn thân lão ta trượt ấm lên, cảm giác vô cùng thoải mái, đâu còn chút đau đớn tột cùng như vừa rồi bị thương nặng. Vũ Liệt, Tần Đức Chính cũng chú ý tới những thay đổi trên người Vũ Liệt, lập tức mừng rỡ như điên, kích động nói, ông, ông không sao nữa rồi. Tuy vẫn nhắm chặt mắt nhưng sắc mặt Vũ Liệt hoàn toàn không còn vẻ đau đớn, Tần Đức Chính có thể cảm nhận rất rõ, sức sống của Vũ Liệt đang từ từ khôi phục. Tần Như Phong đang muốn ra tay với ông Ngô nhằm khiến cho phe Tần Đức Chính lại tổn thất thêm một vị đại tướng nữa, lão ta lại được xem cảnh đám người này đau khổ dẫy ruộng, nhưng bỗng nhiên, lão ta chợt cảm nhận được một luồng sức sống mạnh mẽ từ trên người vũ liệt. Không chỉ tần như phong mà cả Dương Thanh cũng ngây người ra, anh chỉ biết viên thuốc này vô cùng quý giá, có thể giữ lại tính mạng vũ liệt. Nhưng anh thực sự không ngờ được, viên thuốc này lại có hiệu quả mãnh liệt như vậy, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã có thể khiến một người đang đứng sát bờ vực chết chóc có thể khôi phục sức sống rồi rào. Chuyện này, sao có thể chứ? Tần Như Phong không thể tin nổi, thốt lên. Ngay sau đó, cặp mắt đỏ như máu tươi kia nhìn về phía Dương Thanh, đáy mắt tràn đầy tham lam, danh con, mày lại mang đến một bất ngờ lớn như vậy, thật đúng là quý nhân của Tần Như Phong tao rồi. Thứ thuốc mày vừa cho Vũ Liệt uống là thuốc gì? Vì sao lại có công hiệu thần kỳ như vậy? Khôn hồn thì giao toàn bộ thần dược đó ra đây, có lẽ tao sẽ tha cho mày một mạng. Nghe vậy, đám Tần Đức Chính lập tức biến sắc, mấy vị cao thủ đều tiến đến, chắn trước mặt Dương Thanh và Tần Đại Dũng. Dương Thanh, Mau dẫn bố vợ cháu rời khỏi nơi này ngay, loại thần dược này nếu chẳng may rơi vào tay Tần Như Phong thì sẽ thành tai họa cho mọi người đấy." Tần Đức Chính vội nói thêm, dù cháu thật sự giao thần dược ra cho Tần Như Phong thì ông ta cũng sẽ không để cháu sống sót rời khỏi đây đâu. "Mấy lão già chúng tôi cũng đã sống đủ rồi, giờ là lúc làm điều gì đó có ích cho nhà họ Tần này, cháu mau đưa bố vợ cậu rời khỏi đây đi, chúng tôi sẽ liều mạng ngăn cản ông ta." Ông Ngô cũng che trước mặt hai người, lạnh lẽo nhìn chầm chầm tần như phong, nói với Dương Thanh, cậu Thanh, cậu mau đưa cậu chủ tôi đi nhanh đi, lão già này cầu xin cậu đó. 50 năm trước, ông Ngô Chính là người chịu trách nhiệm bảo vệ tần Đại Dũng, nào ngờ nhà họ tần xảy ra biến cố lớn, bố mẹ tần Đại Dũng đồng thời đột ngột qua đời, tần Đại Dũng cũng biến mất. Chính vì sự kiện này mà ông Ngô đã ăn năn rằn vặt suốt 50 năm qua, khó khăn lắm mới gặp lại tần Đại Dũng. Lão ta chỉ mong Tần Đại Dũng có thể sống sót rời khỏi nơi này muốn đi tần như phong cười lạnh một tiếng hơi thở bậc cao thủ thần cảnh bùng nổ từ thân thể lão ta lão ta ngạo nghễ nói tần như phong tôi chưa cho đi kẻ nào có thể bước ra khỏi nhà họ tần nửa bước người trẻ tuổi kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt tôi khuyên cậu mau chóng giao nộp thần dược ra đây đi bằng không đợi đến khi tần như phong tôi nổi giận hậu quả khó lường đấy dường như tần như phong hoàn toàn không hề lo đến chuyện dương thanh có thể chạy thoát khỏi nơi đây bèn cười lạnh bảo nếu để tôi tự mình ra tay đến khi đó thần dược là của tôi tính mạng cậu cũng sẽ là của tôi nói xong chưa dương thanh bỗng cất tiếng hỏi vừa rồi anh mải quan tâm tình hình của vũ liệt giờ đã xác định vũ liệt không còn gặp nguy hiểm đến tính mạng anh mới đứng lên đôi mắt vốn rất bình thản nay đã trở nên cực kỳ lạnh lẽo hử tần như phong lập tức hiểu ý dương thanh sát khí trong cặp mắt đỏ tươi như máu kia càng thêm nồng đập danh con mày có chắc rằng mày muốn tao tự mình ra tay không một khi tao đã ra tay, mày sẽ không còn. lão ta còn chưa nói hết câu, dương thanh đã cắt đứt lời lão, câm miệng. ầm um, giờ khắc này, toàn bộ người nhà họ tần đều khiếp sợ ngây ra. tần như phong lúc này đã thể hiện ra thực lực thần cảnh, nhưng dương thanh lại vẫn dám quát vào mặt lão ta trước mắt bao người. thế này chẳng phải muốn chết hay sao? dương thanh, đừng lo cho bố, mau rời khỏi đây đi. tần đại dũng lập tức nôn nóng, ông ấy đã chẳng quản sự sống chết của bản thân nữa rồi chỉ có điều, trong lòng vẫn áy náy vì đã khiến Dương Thanh bị liên lụy. Hiện giờ Tần Như Phong đáng sợ như vậy, chỉ khi Dương Thanh rời khỏi đây được thì may ra mới có cơ hội sống sót. Các người còn có thể đánh được không? Dương Thanh không để ý bất luận kẻ nào, chỉ quay sang hỏi tám vị cao thủ vương cảnh hậu kỳ do anh dẫn tới đây. Tám người nhìn nhau, lẽ nào Dương Thanh còn muốn bọn họ tiếp tục đấu với Tần Như Phong? Thật vô dụng, Dương Thanh lạnh giọng nói. Ngay khi vừa dứt lời, anh đã cất bước thong thả đi về phía Tần Như Phong. Dương Thanh, cháu làm gì thế, mau quay lại ngay, bây giờ thực lực của Tần Như Phong rất đáng sợ, cháu qua đó khác gì tự sát đâu, chúng tôi sẽ liều mạng chặn ông ta lại, cho cháu cơ hội tranh thủ rời khỏi đây, mau quay lại đi. Chấm, đám người Tần Đức Chính đều sợ đến sững người, vội vã lên tiếng khuyên bảo. Chỉ có điều, Dương Thanh vẫn không hề để tâm, lúc này anh đã đứng đối diện với Tần Như Phong, chỉ còn cách lão ta một bước chân. Trong số người nhà họ Tần, tuy cũng có vài người đứng về phía Tần Đức Chính nhưng số lượng cực ít, đại bộ phận đều vẫn lựa chọn ủng hộ Tần Như Phong. Tuy rằng 50 năm trước Tần Như Phong đã gây ra một việc đáng ghê tởm vô cùng, nhưng ngày nay, thực lực lão ta thể hiện ra đã đặt chân tới cảnh giới thần cảnh rồi. Chỉ cần có Tần Như Phong, nhà họ Tần trong tương lai nhất định sẽ tiến đến một vị trí cao hơn bây giờ rất nhiều, thậm chí có thể vượt qua cả năm vương tộc lớn của Chiêu Châu hiện giờ, bọn họ đang nhìn về phía Dương Thanh bằng ánh mắt nhìn kẻ ngu si. Tần Như Phong ít mắt, đôi mắt đỏ vằn lóe lên sát khí. Từ khi Dương Thanh xuất hiện ở nhà họ tần này, lão ta vẫn không nhìn ra được thực lực của anh, mặc dù lão ta đã bước chân vào bậc thần cảnh nhưng vẫn không cách nào đánh giá được Dương Thanh. Như thế, Dương Thanh chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, hoàn toàn không có một chút võ thuật nào. Nhưng lão ta cũng biết rõ, địa vị của dương thanh ở yến đô gần như là vương của yến đô rồi chỉ chưa chính thức tuyên bố mà thôi nếu không phải liên minh vương tộc muốn nhúng tay vào chuyện yến đô có lẽ dương thanh đã thành vương của yến đô rồi nhỉ người như vậy sao có thể là một người thường nhưng lão ta vẫn không thể nhìn ra thực lực của dương thanh dương thanh còn lấy ra được một viên thần dược có thể cải tử hồi sinh điều này càng khiến lão ta tò mò về thân phận của anh danh con mày muốn chết à Mặc dù lão ta cũng có đôi phần kiêng kỵ vì thân phận của Dương Thanh nhưng lúc này, Dương Thanh dám hiên ngang đứng trước mặt lão ta, đây quả thực là một sỉ nhục cực lớn với lão. Tần Như Phong lập tức vung một cánh tay, trong nháy mắt, toàn bộ nhà họ Tần như thể đã bị bao phủ bởi một luồng sát khí khủng bố. Những cao thủ dưới vương cảnh hậu kỳ đều cảm thấy thực đáng sợ, toàn thân liên tục run lẩy bẩy. Ngay cả các cao thủ vương cảnh hậu kỳ và vương cảnh đỉnh phong cũng cảm nhận được một áp lực cực lớn đang đè lên mình. Dương Thanh Tần Đại Dũng hét lên xé lòng. Nếu Dương Thanh gặp chuyện không may, ông ấy thực sự không cách nào ăn nói với hai cô con gái của mình. Tần Như Phong, ông dám à? Đám người Tần Đức Chính cũng nổi giận gầm lên, đồng loạt xông về phía Tần Như Phong, cố gắng cứu lấy Dương Thanh dưới tay lão ta. Chỉ tiếc, Dương Thanh đang đứng ngay trước mặt Tần Như Phong, chỉ cách một bước chân, Tần Như Phong muốn giết anh còn chẳng cần di chuyển đã có thể dễ dàng làm được. Đám người Tần Đức Chính còn cách Dương Thanh một khoảng sao có thể tới cướp Dương Thanh về trước khi chiêu tấn công của Tần Như Phong hạ xuống. Nhưng dù biết không thể, bọn họ vẫn muốn dốc toàn lực thử một lần. Trong khoảnh khắc này, đất trời dường như thoáng biến sắc, cánh tay Tần Như Phong đã hạ xuống, quật một trưởng về phía đầu Dương Thanh. Nhưng tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ mà Dương Thanh mang theo lại hoàn toàn không hề lo lắng, thậm chí lúc này còn sôi trào nhiệt huyết, bởi vì bọn họ biết Dương Thanh sắp ra tay. Bộp, nay dưới ánh nhìn chằm chằm của tất cả mọi người, cánh tay tần như phong chợt dừng lại giữa không trung cổ tay lão ta bị một bàn tay khác tóm chặt cái gì tất cả mọi người của gia tộc họ tần đều ngây ra như phóng đám tần đức chính đang liều lĩnh sông lên muốn cứu dương thanh cũng khựng lại nửa đường nhìn về phía cánh tay dương thanh hời hợt chộp lấy cổ tay tần như phong ai nấy đều khiếp sợ cực kỳ may may thế này sao có thể như vậy được tần như phong cũng sợ đến lắp bắp không thành câu lão ta đã khiếp hái tột cùng bởi vì giờ khác này Lão ta đã ra sức rút tay về, lại phát hiện không cách nào làm được, bàn tay Dương Thanh như một chiếc kìm khóa chặt cổ tay lão ta. Thật sự cho rằng dùng biện pháp đường ngang ngõ tắt để tăng thực lực lên mức thần cảnh thì mình chính là một cao thủ thần cảnh sao? Dương Thanh thờ ơ hỏi một câu. Lời vừa dứt, đầu gối anh đã thúc thẳng lên bụng Tần Như Phong. Thịch, một tiếng va chạm thật mạnh, thân thể Tần Như Phong lập tức bị đánh bay mấy chục mét, lại một tiếng va chạm thật lớn vang lên, lão ta đã đâm thẳng vào cửa sổ một căn biệt thự cả người bay vào bên trong biệt thự luôn. Trong nháy mắt, mọi người đồng loạt quay sang nhìn Dương Thanh. Toàn bộ nhà họ Tần đã lặng ngắt như tờ, tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ mà Dương Thanh mang tới đều cảm thấy máu nóng trong cơ thể đang sôi trào, sắc mặt cực kỳ kích động. Bọn họ biết Dương Thanh cực mạnh nhưng không ngờ rằng anh lại mạnh đến độ này, ngay cả một cao thủ đã bước vào cảnh giới thần cảnh như Tần Như Phong đều không chịu nổi một đòn của anh. Nghĩ tới trước đây từng muốn giết chết Dương Thanh, bọn họ chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thật chẳng khác nào mấy con kiến hôi tơ tưởng nuốt chừng một con voi. Đám người bên Tần Đức chính càng khiếp sợ tột cùng, vẻ mặt không thể tin nổi, như thể vừa chứng kiến một cảnh kỳ ảo vốn chỉ trong điện ảnh mới có mà nay lại phát sinh ngay trong hiện thực. Đám người nhà họ Tần cũng có cảm giác đó. Ầm, uhm, đúng lúc này, bên trong biệt thự vang lên một tiếng nổ lớn, dây tiếp theo, Tần Như Phong toàn thân tắm máu từ bên trong vọt ra. Lúc này, Tần Như Phong thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, máu tươi khắp người, trông vô cùng thê thảm. Chỉ có điều, hơi thở của cao thủ thần cảnh đã hạ xuống cảnh giới vương cảnh đỉnh phong, thậm chí còn chỉ là bậc mới đặt chân vào cảnh giới vương cảnh đỉnh phong. Dương Thanh biết, đây mới chính là thực lực vốn có của Tần Như Phong. Hiện giờ, các người còn sức đánh một trận chứ? Ngay khi mọi người đang thắc mắc Dương Thanh sẽ xử lý Tần Như Phong như thế nào, Dương Thanh lại cất tiếng. Hiển nhiên, những lời này là dành cho tám vị cao thủ vương cảnh hậu kỳ đi theo anh. Còn Tám vị cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ sau một giây đờ người đã nhanh chóng đáp. Lời vừa thốt ra, tám cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ này đồng loạt xông về phía Tần Như Phong. Còn Dương Thanh, anh lại thong dong bước ra sau lưng Tần Đại Dũng, tay đặt lên tay vịn xe đẩy của ông ấy. Cảnh tượng vừa rồi khiến người nhà họ Tần đều tưởng mình đang nằm mơ. Đám người Tần Đức Chính bấy giờ chợt hiểu ra ý của Dương Thanh, rõ ràng anh có thể giết chết Tần Như Phong dễ dàng nhưng lại chỉ đánh trọng thương lão ta sau đó giao lão ta cho tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ đi giải quyết. Anh đang lấy Tần Như Phong để rèn luyện tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ của mình. Nghĩ tới đây, mọi người càng chấn kinh hơn. Lấy một cao thủ đã đặt một chân vào cảnh giới thần cảnh để rèn luyện cấp dưới của mình, khắp chiêu châu này, còn có người dám làm thế sao? Lúc này, tám cao thủ kia cũng đã hiểu được ý tưởng sâu xa của Dương Thanh, cho nên khi đối đầu với Tần Như Phong lại càng thêm dốc sức. Dương Thanh, thực lực của cháu là... Tần Đức Chính bỗng lên tiếng hỏi. Dương Thanh mỉm cười, chẳng phải ông đã đoán được sao ạ? À? Tần Đức Chính thoáng sừng sốt, sau đó cười khổ, lắc đầu, thì ra đám lão già chúng tôi chỉ là lũ kiến thức hạn hẹp. Nhớ lại vừa rồi, mấy cao thủ vương cảnh hậu kỳ bọn họ tính nỗ lực đi cứu một cao thủ thần cảnh, thật là xấu hổ. Ông Ngô càng kích động, lệ rơi ướt gương mặt già nua, lão ta cầm tay Tần Đại Dũng, nói, cậu chủ à, cậu chọn được một người con rể tốt lắm, tốt lắm đó. Có người con rể này, khắp thế giới còn ai có thể ức hiếp cháu nữa. Sau này, dù chú có chết cũng có thể yên lòng nhắm mắt được rồi. Bấy giờ, Tần Như Phong đang bị tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ bao vây tấn công, nhưng thực lực bộc lộ ra vẫn chỉ là vương cảnh đỉnh phong. Hai bên chiến đấu, thoạt nhìn thì thực lực ngang nhau, thậm chí Tần Như Phong đang chiếm ưu thế. Nhưng chỉ có vậy mới khiến tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ được trải nghiệm chiến đấu đúng nghĩa, dương thanh hoàn toàn không hề lo lắng chuyện tần như phong có thể gây thương tích nặng cho tám cao thủ của mình anh bước tới nhìn vũ liệt đã tỉnh lại hỏi hiện giờ ông cảm thấy thế nào đám người tần đức chính lúc này mới phát hiện vũ liệt đã tỉnh lại tất cả đều nhìn lão ta đầy mong đợi dốc hết sức tấn công tôi xem sao dương thanh đột nhiên nói vũ liệt biết dương thanh mạnh cỡ nào cho nên hoàn toàn không lo đến việc mình có thể gây thương tích cho dương thanh giây lát đã dồn toàn bộ sức mạnh vào nắm tay phải Giờ khắc này, Vũ Liệt như thể biến thành một người khác, toàn thân tràn ngập một hơi thở khủng bố. Đám người Tần Đức Chính đều khiếp sợ nhìn lão ta. Mặc dù Vũ Liệt là cao thủ số một của nhà họ Tần, chỉ đứng dưới Tần Như Phong, nhưng thực lực lão ta trước đó cũng chỉ mới là vương cảnh hậu kỳ, vừa rồi còn bị trọng thương, bấp bênh giữa ranh giới sinh tử. Vậy mà lúc này, một hơi thở của cao thủ vương cảnh đỉnh phong bỗng bùng nổ từ thân thể lão ta. Đây chính là vũ liệt vừa suýt chết đó sao? Oanh, dây lát, Vũ Liệt chém ra một quyền, nhưng Dương Thanh chỉ thở ơ nâng một cánh tay, nắm tay Vũ Liệt nặng nề nện vào lòng bàn tay Dương Thanh. Lấy hai người làm tâm, một luồng hơi thở khủng khiếp lập tức tràn ra bốn phương tám hướng, cuốn đi tất cả. Ngay cả tần đức chính vốn có thực lực vương cảnh hậu kỳ cũng bị luồng hơi thở này đẩy lùi một bước. Vương cảnh đỉnh phong, ông ngô vô cùng kích động, nói, Vũ Liệt, ông đã bước vào vương cảnh đỉnh phong. Vũ Liệt cùng với tần đức chính và ông ngô thân thiết như anh em, nay đều là người một nhà, Vũ Liệt gặp họa lại được phúc, bọn họ đều vui mừng thay lão ta. Phịch, Vũ Liệt đột nhiên quỳ hai gối xuống đất, cảm kích nhìn Dương Thanh, nói, cậu Thanh, từ nay về sau, cái mạng này của Vũ Liệt tôi thuộc về cậu. Tuy tôi không biết cậu cho tôi uống thứ thuốc gì nhưng tôi cũng biết, một viên có thể khiến kẻ sắp chết như tôi khôi phục lại, thậm chí còn khiến thực lực võ thuật của tôi tiến vào cảnh giới cao hơn, chắc chắn nó cực kỳ quý giá. Ngoại trừ cái mạng này, tôi không biết còn có thể lấy gì để đáp đền công ơn của cậu. Lúc này Vũ Liệt thực sự vô cùng biết ơn Dương Thanh. Khi đó, lão ta đã chuẩn bị tinh thần mất mạng rồi. 50 năm trước, lão ta đã từng là cấp dưới của bố Tần Đại Dũng, ông chủ gia tộc cũ có ơn lớn với lão ta, cho nên khi biết năm xưa Tần Như Phong đã giết chết bố mẹ Tần Đại Dũng, Vũ Liệt đã bắt đầu nảy sinh ý muốn giết Tần Như Phong. Khi thấy Tần Như Phong tấn công Dương Thanh, lão ta cho rằng Tần Như Phong muốn giết Tần Đại Dũng, cho nên mặc dù đang bị thương nặng, lão ta cũng quyết liều mạng tấn công tần như phong để tần đại dũng có thể tránh đòn chỉ tiếc tần như phong quá mạnh bản thân lão ta lại đang bị thương nặng không thể đỡ nổi một đòn của tần như phong nhưng cũng thật không ngờ mình đã hấp hối lại có thể sống sót không chỉ thế thực lực còn tiến thêm một bước nhìn vũ liệt quỳ trước mặt tỏ lòng trung thành dương thanh cũng cảm khái vô vàn anh vội bước tới đỡ vũ liệt dậy tiền bối quá lời rồi ông cũng vì muốn cứu bố vợ tôi nên mới liều mình bảo vệ ông ấy tôi cảm kích còn không đủ, sao có thể để tiền bối mang ơn chứ? Dương Thanh vội nói, nay anh đã biết, những người này đều trung thành với Tần Đại Dũng, đương nhiên anh sẽ đối đãi đúng lễ nghĩa với họ. Thậm chí có thể nói, những bậc tiền bối này đều là chú bác của Tần Đại Dũng căn cứ vào sức mạnh mà vũ tiền bối vừa bộc phát ra, hẳn đã đạt tới bán bộ thần cảnh. Dương Thanh không muốn Vũ Liệt tiếp tục tỏ lòng cảm kích, bèn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Cháu nói, Vũ Liệt giờ đã có thực lực bán bộ thần cảnh. Tần Đức Chính khiếp sợ hỏi. Dương Thanh gật đầu, vô tiền bối vốn đã là vương cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn đã sắp tiến vào cảnh giới vương cảnh đỉnh phong, lần này suýt chết mà sống lại, thực lực bước vào bán bộ thần cảnh cũng là bình thường. Ha ha ha, tốt tốt, tốt lắm, Tần Đức Chính kích động vô cùng, nói to, dù không có Tần Như Phong, nhà họ Tần ta cũng có thể duy trì thực lực cao nhất như trước rồi. Ngay khi đám người nhà họ Tần đứng quanh Dương Thanh đang chúc mừng Vũ Liệt bước vào cảnh giới bán bộ thần cảnh, Tần Như Phong đang bị tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ vây đánh. Dương Thanh, tao có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Tần Như Phong tức giận giết gào, cực kỳ không cam lòng. Dương Thanh rõ ràng có khả năng giết chết lão ta trong nháy mắt nhưng lại chỉ đánh cho lão ta trọng thương, sau đó ném cho tám tay cấp dưới liên hợp tấn công. Đây quả thực là một sự sỉ nhục cực lớn đối với lão ta, nếu không phải lão ta còn ôm một tia hy vọng thoát được thì đã sớm chọn tự sát tại chỗ rồi đối mặt với thực lực tuyệt đối thì yêu ma quỷ quái gì cũng chỉ là hư vô. Dương Thanh hứng hờ nhìn về phía Tần Như Phong lúc này đã tắm trong máu tươi. Bấy giờ, mọi người của nhà họ Tần đều thấp thỏm lo âu nhìn, Tần Như Phong rõ ràng đã như nỏ hết đà, sắp bị tám cao thủ kia giết chết. Một khi Tần Như Phong bị giết, những kẻ tay chân của Tần Như Phong là bọn họ chỉ e cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Tất cả đều im lặng nhìn, ai nấy đều có tính toán riêng. Các người đứng đó nhìn làm gì, Cùng sông lên cho tôi, nếu không, một khi tôi chết, các người chắc chắn sẽ không được sống yên đâu. Tần Như Phong thực sự không thể lấy một địch lại tám cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ, bèn quay sang hét to giận dữ với các cao thủ cùng phe với mình. Nhưng, cả đám cao thủ phe lão ta vốn chiếm quá nửa nhân lực nhà họ Tần lại không có lấy một người động đậy, thậm chí không ai dám nhìn thẳng vào Tần Như Phong. Cậu chủ, nếu đúng là Tần Như Phong đã giết bố mẹ cậu thì hôm nay nên lấy máu tươi của lão ta để báo thù cho chủ gia tộc đời trước trước kia chúng tôi không rõ tình hình, nhưng sau này, chúng tôi thành tâm tôn cậu làm chủ gia tộc, chỉ xin cậu chủ có thể bỏ qua hiểm khích trước đây, cho chúng tôi một con đường sống. Vài kẻ thuộc nhánh chính của nhà họ Tần bỗng đi tới trước mặt Tần Đại Dũng, quỳ gối xuống, lên tiếng cầu xin. Chúng tôi thành tâm tôn cậu chủ làm người đứng đầu nhà họ Tần. Lúc này, đám người thuộc phe phái Tần Như Phong trước đây đều đã quỳ trước mặt Tần Đại Dũng, lớn tiếng cầu xin. Tần Đại Dũng bối rối ra mặt, ông ấy chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kế thừa vị trí chủ gia tộc nhà họ Tần. Chỉ vì cơn ác mộng bị nhốt trong phòng tối ấy đã đeo đuổi ông ấy suốt mấy chục năm qua, cho nên lần này ông chỉ muốn trở về nhìn thử, xem liệu có thể giải trừ cơn ác mộng này hay chăng, nhưng thực lòng ông ấy chưa từng nghĩ sau khi tới nhà họ Tần lại xảy ra chuyện thế này. Đám người Tần Đức Chính và ông Ngô lúc này cũng hết sức kích động, bọn họ vốn dự định chờ Tần Như Phong chết sẽ đưa Tần Đại Dũng lên làm chủ gia tộc, dù tần đại dũng chỉ là một người thường nhưng bọn họ có đủ thực lực võ thuật vậy là được rồi hơn nữa sau lưng tần đại dũng còn có một kỳ tài võ thuật cực mạnh như dương thanh sau này ai còn dám động tới nhà họ tần bọn họ nữa đại dũng à bố cháu vốn chính là chủ gia tộc họ tần chúng ta nếu không phải lão giả khốn kiếp tần như phong kia thì có lẽ bố cháu đã truyền lại vị trí chủ gia tộc cho cháu rồi tần đức chính nghiêm nghị nói cháu là con trai của anh cả Vậy thì vị trí chủ gia tộc họ Tần này lẽ ra nên do cháu kế thừa, cháu mau nhận lời đi. Sau này, bọn chú sẽ dốc hết sức giúp đỡ cháu, dẫn dắt nhà họ Tần ta trở nên huy hoàng hơn." Ông Ngô cũng kích động nói, "Cậu chủ, nếu có thể giúp đỡ cậu lên làm chủ gia tộc thì dù tôi có phải chết ngay bây giờ, tôi cũng có thể ngậm cười nhắm mắt, cậu hãy mau đồng ý đi." Vũ Liệt cũng gật đầu, nhà họ Tần chỉ có cậu mới có tư cách kế thừa vị trí chủ gia tộc. Vậy là lúc này, Trừ Tần Như Phong đang bị vây đánh tất cả mọi người của nhà họ tần đều đã thống nhất ý kiến đưa tần đại dũng lên làm chủ gia tộc dương thanh nhìn mà cảm khái chính anh cũng không thể ngờ được sẽ có một ngày ông bố vợ đôn hậu của mình lại có cơ hội trở thành người đứng đầu gia tộc hàng đầu của một phương thành tôi không thể nhận lời được ngay trong lúc mọi người đều chờ mong tần đại dũng bỗng lắc đầu vẻ tự diếu tôi có thể trở về gia tộc một lần nữa đã là vinh hạnh to lớn của tôi rồi sao có thể tranh đoạt vị trí chủ gia tộc này tôi chỉ là một người bình thường Bất kể người nào ở nhà họ Tần này đều có thể dễ dàng giết chết tôi. Nếu để tôi trở thành chủ gia tộc họ Tần, không chỉ sẽ khiến nhà họ Tần thêm một gánh nặng mà còn có thể khiến người ngoài cười nhạo nhà chúng ta không chọn được ai ra hồn làm chủ gia tộc. Hơn nữa, tôi đã quen với cuộc sống của một người thường, có thể chứng kiến hai đứa con gái của mình được hạnh phúc, có thể vui vẻ bên cạnh cháu gái là tôi đã mãn nguyện rồi. Trên môi Tần Đại Dũng bỗng xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Ông ấy thực sự không muốn trở thành chủ gia tộc họ Tần, cũng không muốn rời khỏi yến đô. Theo ý tôi, chủ gia tộc đời tiếp theo nên để chú hai tôi kế thừa mới phải. Tần Đại Dũng bỗng nhìn về phía Tần Đức Chính, nghiêm nghị nói, bản thân chú là con cháu có dòng máu thuần khiết nhất của nhà họ Tần ta, lại là em ruột của bố cháu, chỉ có chú mới có tư cách kế thừa gia tộc này nhất. Tần Đức Chính vội vàng lắc đầu, sao làm thế được. Dựa theo quy định của tộc ta, vị trí chủ gia tộc nên là cha truyền con nối nếu bố cháu đã không còn thì nên do cháu kế thừa mới phải. Dương Thanh vốn không muốn nhúng tay vào việc riêng của nhà họ Tần, nhưng anh cũng thấy rõ, Tần Đại Dũng thật sự không muốn đảm nhận vị trí chủ gia tộc này. Vì vậy, anh bèn lên tiếng, quy củ là vật chết, người mới là sống, cháu cho rằng, một gia tộc muốn trở nên mạnh mẽ thì nên để người có khả năng nắm giữ vị trí cao. Bố cháu không phải người trong giới võ thuật, cũng đã 50 năm không sống tại nhà họ Tần này, đồng thời cũng không có công lao gì với gia tộc nếu để bố cháu làm chủ gia tộc thì không được thích hợp lắm điểm quan trọng nhất là chúng cháu không có ý định để bố cháu ở lại đây một mình ánh mắt dương thanh bỗng rơi xuống người tần đức chính anh nói nếu đã vậy thì xin được giao nhà họ tần lại cho ông hai đây nghe dương thanh nói thế tần đại dũng cảm kích nhìn anh đám người tần đức chính cũng quay sang nhìn nhau vốn định nhân cơ hội này đẩy tần đại dũng lên làm chủ gia tộc nào ngờ lại bị từ chối nhưng dương thanh cũng đã lên tiếng nếu còn cố khuyên Tần Đại Dũng ở lại thì đúng là không thích hợp lắm. Thôi được, nếu đã vậy, vị trí chủ gia tộc này tạm thời để chú làm thay, nhưng vị trí này vĩnh viễn sẽ thuộc về Đại Dũng, nếu có một ngày cháu muốn trở về, chú sẽ trả lại vị trí này cho cháu." Tần Đức Chính chân thành nói. "Được." Tần Đại Dũng cười, gật đầu. "Tôi còn chưa chết, các người đã vội vã chọn một chủ gia tộc khác như vậy cơ à?" Tần Như Phong vung một trường đẩy lùi một vị cao thủ đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đám tần đức chính, nói. Ác giả ác báo, bao nhiêu năm qua, ông đã làm vô số việc bất nghĩa, hôm nay ông nhất định phải chết. Tần đức chính nhìn thẳng vào tần như phong, đằng đằng sát khí nói. Chỉ dựa vào ông cũng muốn giết tôi à? Tần như phong giữ dần hỏi, lại vung mạnh tay đẩy lùi một cao thủ khác rồi bay thẳng về phía tần đức chính, vậy để tôi giết ông trước đã. Vèo. Đúng lúc này, một bóng người xé gió lướt tới. Thịch một giây tiếp theo, thân thể Tần Như Phong bay vụt ra sau như bị đánh mạnh. Đó chính là Vũ Liệt, lão ta lạnh nhạt nhìn Tần Như Phong, nói, ông đã sống thừa 50 năm, đáng ra nên chết lâu rồi. Dưới sự bao vây tấn công của tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ, Tần Như Phong đã sớm như nỏ hết đà, Vũ Liệt lại vừa bước vào cảnh giới bán bộ thần cảnh, Tần Như Phong sao có thể chịu được một đòn của Vũ Liệt. Lúc này con người Tần Như Phong đã nở to, chết không nhắm mắt. Toàn bộ nhà họ Tần đều chìm trong tĩnh lặng. Cẩn thận. Đúng lúc này, một con cổ trùng màu đen chui ra khỏi miệng Tần Như Phong, bắn vút về phía Vũ Liệt như một tia chớp. Tần Đại Dũng cũng tham gia cuộc họp lần này, đây là lần đầu tiên ông ấy được tiếp xúc với những cuộc họp thế này. Mặc dù không hiểu gì nhưng có thể nhận thấy được sự lợi hại của Dương Thanh. Nhất thời, Tần Đại Dũng càng hài lòng về cậu con rể này hơn. "Cậu Thanh, cậu đã có cách gì đối phó với cao thủ của Miêu Thành chưa?" Bỗng nhiên một người bề trên của nhà họ Tần lên tiếng hỏi. Dương Thanh bình tĩnh nói, chưa đến mức là biện pháp, cháu chỉ có thể nói với mọi người rằng chỉ cần có cháu ở đây, dù người nào của Miêu Thành đến cũng phải về tay trắng. Đây là sự tự tin của Dương Thanh, cũng là lời hứa Dương Thanh dành cho nhà họ Tần. Ngay cả Tần Như Phong đã bước vào thần cảnh mà còn không chịu nổi một đòn của cậu Thanh, dù người Miêu Thành đến thì thế nào. Có cậu Thanh ở đây, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Ông ngô lên tiếng, dường như hơi bất mãn với người mới vừa đặt câu hỏi, lạnh giọng nói, nếu không nhờ cậu Thanh thì sợ rằng sau này nhà họ Tần cũng sẽ trở thành gia tộc phụ thuộc của các thế lực đứng đầu Miêu Thành. Tôi mong mọi người hãy tin tưởng cậu Thanh. Các người phải hiểu rõ một điều rằng cậu Thanh hoàn toàn có thể mặc kệ chuyện của nhà họ Tần. Nghe ông Ngô nói xong, mặt của người ban nãy mới hỏi Dương Thanh có biện pháp gì không đỏ bừng, vội vàng nói, tôi không có ý gì khác. Hừ, ông Ngô hừ lạnh rồi không nói gì nữa. Tuy rằng ban nãy Dương Thanh đã thể hiện thực lực cao thủ thần cảnh nhưng mối đe dọa mà Miêu Thành đã gây ra cho họ vẫn rất lớn, họ lo lắng cũng là chuyện bình thường. Lúc này Tần Đức Chính nhìn mọi người, lên tiếng, mặc dù có Dương Thanh ở đây nhưng chúng ta cũng không thể để cậu ấy lo hết mọi chuyện được, chỉ có trải nghiệm sinh tử mới có thể làm cao thủ chúng ta càng ngày càng mạnh. Nếu cao thủ đứng đầu Miêu Thành đến, tất nhiên là cao thủ vương cảnh đỉnh phong hoặc bán bộ thần cảnh. Tôi mong đến lúc đó cao thủ nhà họ Tần từ vương cảnh hậu kỳ trở lên sẽ ra ngăn cản trước. Nếu không đấu lại thì để Dương Thanh ra tay cũng không muộn. Vốn dĩ nhà họ Tần cũng không có bao nhiêu cao thủ cấp vương cảnh hậu kỳ trở lên, ngoài Vũ Liệt đã là bán bộ thần cảnh thì chỉ có Tần Đức Chính và ông Ngô, còn có vài người khác thực lực miễn cưỡng đạt đến vương cảnh hậu kỳ. Dưới tiền đề Vũ Liệt không ra tay, chỉ với đám người này, sợ là khó mà ngăn cản được cao thủ đứng đầu Miêu Thành. Vương cảnh hậu kỳ thì thôi vậy, Dương Thanh chợt nghiêm túc nói, vốn dĩ năng lực của Tần Như Phong chỉ ở mức vương cảnh đỉnh phong nhưng lại có thể bộc phát năng lực thần cảnh trong khoảng thời gian ngắn. Điều này chứng minh thế lực miêu thành mà Tần Như Phong đã cấu kết cũng là một đại sư cổ thuật rất mạnh. Tôi nghĩ một khi người của đối phương đến, rất có khả năng sẽ là cao thủ bán bộ thần cảnh. Cao thủ mạnh thế này, có lẽ cao thủ vương cảnh hậu kỳ bình thường sẽ bị hạ gục trong vòng một giây. Trải nghiệm sinh tử có thể nhanh chóng tăng thực lực của cao thủ nhưng cũng tùy theo tình huống nếu đối thủ đến cảnh giới bán bộ thần cảnh thì phải để ông vũ chiến trước. Dương Thanh nói xong, nhìn về phía Vũ Liệt, lại nói, dù gì ông Vũ cũng mới bước chân vào bán bộ thần cảnh, căn cơ chưa ổn định. Nếu có thể đấu với cao thủ bán bộ thần cảnh chân chính, chắc chắn sẽ rất có lợi cho ông Vũ. Một khi nhà họ Tần có cao thủ thần cảnh, e là sẽ đàn áp cả năm vương tộc lớn ở Chiêu Châu. Nghe vậy, ánh mắt Vũ Liệt đầy cảm kích, đương nhiên lão ta hiểu Dương Thanh đang cho lão ta cơ hội lớn đến nhường nào một cao thủ bán bộ thần cảnh còn là cao thủ đứng đầu miêu thành rất lợi cho việc cải thiện võ thuật của lão ta tiếp tục như vậy có lẽ không bao lâu sau lão ta có thể đặt chân vào thần cảnh trong truyền thuyết tần đức chính gật đầu được cứ làm như dương thanh nói nếu người đến là cao thủ bán bộ thần cảnh thì sẽ để vũ liệt ra chiến đấu trong lúc nhà họ tần đang thảo luận biện pháp đối phó thì trong phòng họp video của liên minh vương tộc bốn vị vương của liên minh vương tộc đều xuất hiện trong video Bạch Phương, tự nhiên ông vội vàng triệu tập chúng tôi họp video, xảy ra chuyện gì lớn à?" Mã Vương nghi ngờ hỏi. Tiết Phương cười nói, chắc chắn không phải chuyện gì lớn, nếu không Bạch Phương sẽ không mỉm cười. "Nếu tôi đoán không nhầm, hẳn là đã bàn bạc xong chuyện bắt tay với thế lực đứng đầu Miêu Thành đúng không?" Thật à, Tào Vương vui vẻ hỏi. "Ha ha, Bạch Phương cười to, không hổ là quân sư của liên minh vương tộc chúng ta, chuyện gì cũng không qua mắt được Tiết Phương." cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, Tào Vương kích động nói. Bạch Vương nhìn Tào Vương thật kỹ rồi nói, tôi đã liên hệ được với một đại sư cổ thuật thần cảnh của Miêu Thanh, lão ta mới cho người trả lời là sẵn sàng bắt tay với chúng ta. Vị đại sư cổ thuật này tên là Lưu Lão Quái, không có môn phái gì nhưng thuộc hạ lại là bốn đệ tử có tài năng xuất chúng. Thực lực của bốn đệ tử đều từ bán bộ thần cảnh trở lên, thậm chí đại đệ tử của lão ta đã bước vào thần cảnh. Ở Miêu Thành, Lưu Lão Quái cũng là người có tiếng. Mặc dù không có gia tộc tông môn nhưng lại được rất nhiều gia tộc mời đến làm khách. Bạch Phương kể mọi chuyện. "Tốt quá." Mã Vương cười nói, "Có đại sư cổ thuật ở đây, ngày chúng ta khống chế yến đô sắp tới rồi. Có điều đại đệ tử của Lưu lão quái đã là người đã tiến vào cảnh giới thần cảnh. Sau khi chúng ta khống chế đế thôn, liệu lão ta có đá chúng ta ra khỏi ván cờ không?" Tiết Vương lo lắng hỏi. Lão ta vừa dứt lời, các vị vương khác cũng nghiêm túc hẳn lên dù gì liên minh vương tộc này được lập ra để khống chế hoàn toàn đế thôn, chưa bao giờ nghĩ đến việc chia sẻ miếng bánh với các thế lực khác. Trong liên minh vương tộc, người mạnh nhất là Bạch Vương nhưng chỉ mới đến bán bộ thần cảnh. Mà trong bốn đồ đệ của Lưu Lão Quái, có ba người đã đến bán bộ thần cảnh, thậm chí có một người còn là cao thủ thần cảnh, vậy thực lực của Lưu Lão Quái kia mạnh đến nhường nào? Cao thủ thế này sẽ giúp đỡ liên minh vương tộc khống chế đế thôn hay sao? Mọi người yên tâm đi, Lưu Lão Quái không có ý định giành đế thôn, lão ta chỉ đồng ý giúp chúng ta giải quyết dương thanh còn lại phải dựa vào chính chúng ta bạch phương cười nói hả tiết phương ngạc nhiên lão ta không có ý định gì với đế thôn bạch phương cười gật đầu sở dĩ lưu lão quái được xưng là lưu lão quái vì phong cách làm việc quái dị người khác nghĩ lão ta cần nhưng lão ta lại khinh thường không thèm nhìn không có ý định gì với đế thôn vậy lão ta muốn gì mã vương đề phòng hỏi huyết thần bạch phương nói huyết thần Giờ khắc này, những vị vương khác đều ngơ ngác, huyết thần là gì? Máu tươi của cao thủ thần cảnh, lưu lão quái muốn luyện chế một con cổ trùng mạnh mẽ, cần dùng máu tươi của cao thủ thần cảnh để nuôi. Đương nhiên cũng không yêu cầu chúng ta lấy huyết thần giúp lão ta, chúng ta chỉ cần tìm bốn cao thủ thần cảnh giúp lão ta là được. Bây giờ Dương Thanh là một, chúng ta chỉ cần tìm thêm ba cao thủ thần cảnh nữa là lão ta sẽ đồng ý ra tay. Bạch Vương giải thích, mặt không hề có chút lo lắng nào, Giống như lão ta đã tìm được ba cao thủ thần cảnh khác rồi. Ngoài Dương Thanh ra, chúng ta có hội tiếp xúc với cao thủ thần lưu lão quái này kiêu ngạo quá rồi nhỉ. Dù lão ta là cao thủ thần cảnh, muốn rút cạn máu của bốn cao thủ thần cảnh, lão ta nghĩ mình đã vượt trên cả thần cảnh à?" Tiết Phương bỗng trầm giọng nói, chỉ là nói xong câu cuối cùng, bỗng mặt đầy sợ hãi, chẳng lẽ lưu lão quái là cao thủ trên cả thần cảnh thật. Mã Vương và Tào Vương cũng biến sắc, nhìn Bạch Phương như thể không tin nổi. Bạch Phương cười lắc đầu, không thể nào mặc dù đại đồ đệ của lão ta cũng là cao thủ thần cảnh nhưng khoảng cách tranh lệch giữa họ rất lớn hơn nữa khoảng cách giữa các cao thủ vương cảnh cực kỳ lớn sợ là khoảng cách tranh lệch giữa các cao thủ thần cảnh càng lớn hơn nữa dù lưu lão quái có mạnh cũng không thể vượt khỏi thần cảnh được nếu lão ta mạnh đến vậy sao vẫn bị trói buộc ở miêu thành nghe bạch vương nói mấy vị vương khác bình tĩnh hơn nhiều trong mắt họ thần cảnh đã là đỉnh cao còn về cảnh giới trên thần cảnh, đúng là chưa nghe nói bao giờ. Chỉ là Lưu lão quái đưa ra yêu cầu muốn bốn cao thủ thần cảnh, nhưng chỉ có một Dương Thanh. Chúng ta phải chạy đi đâu tìm ba cao thủ thần cảnh khác cho lão ta đây?" Tào Vương nhíu mày hỏi. Lưu lão quái không có ý định gì với Đế thôn là chuyện không gì tốt hơn được nữa. Nhưng lão ta muốn bốn cao thủ thần cảnh, ý định này hơi điên cuồng đúng không?" Mắt Bạch Vương sáng lấp lánh. Bỗng nói, chẳng lẽ các ông nghĩ bây giờ cuộc chiến tranh giành đế thôn chỉ có một mình liên minh vương tộc và chiến vực à? Chẳng lẽ còn có sự tham gia của các thế lực khác? Mã Vương kinh ngạc nói. Bạch Vương gật đầu, theo tôi được biết, hoàng tộc họ Long đã chuẩn bị xong, chuẩn bị phái người đến yến đô bất kỳ lúc nào. Mấy vị vương biết tin này xong, ai nấy đều khiếp sợ, hoàng tộc cũng muốn vào cuộc à? Chiến vực chỉ phái ra một cao thủ thần cảnh như Dương Thanh đã làm chúng ta khó có thể đối phỏ được. Nếu hoàng tộc cũng vào cuộc, phái ra thêm vài cao thủ thần cảnh, liên minh vương tộc chúng ta còn cơ hội à? Với liên minh vương tộc mà nói, tin tức này giống một thảm họa. Chiến vực hay hoàng tộc đều có cao thủ thần cảnh, chỉ riêng mình liên minh vương tộc, cao thủ mạnh nhất chỉ mới ở mức bán bộ thần cảnh. Khoảng cách giữa bán bộ thần cảnh và thần cảnh không hề nhỏ chút nào, dù tất cả cao thủ đứng đầu liên minh vương tộc tiến quân vào yến đô, sợ là cũng không có cơ hội lấy được đế thôn. Tôi biết rồi, Tiết Vương chợt nói. Bạch Phương, ban nãy ông nói lưu lão quái sẵn sàng bắt tay với chúng ta nhưng yêu cầu chúng ta tìm cho lão ta bốn cao thủ thần cảnh. Nếu tôi không đoán nhầm, ý của Bạch Phương là định đổ thêm dầu vào cuộc chiến Yến Đô, để hoàng tộc tham gia càng sớm càng tốt. Bởi chỉ có thế mới tìm được ba cao thủ thần cảnh khác cho lưu lão quái. Bạch Phương cười ha ha, không hổ là tiết phương, quả nhiên thông minh. Đúng vậy, đây là ý định của tôi. Hoàng tộc đã thèm muốn đế thôn lâu rồi nhưng họ không dám phá vỡ quy định trăm năm trước do người đó đặt ra. Bây giờ Liên Minh Vương tộc đã đến Yến Đô, không có trở ngại gì. Dù có phá vỡ quy tắc thì cũng phải do Liên Minh Vương tộc chúng ta phá vỡ. Nếu Liên Minh Vương tộc chúng ta tiến quân vào Yến Đô mà vẫn không sao thì chắc chắn hoàng tộc đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Các ông nói xem, trong tình huống thế này, hoàng tộc sẽ đứng ngoài cuộc hay sao? Nghe Bạch Vương phân tích xong, các vị vương khác gật đầu liên tục. Nếu đã vậy thì chúng ta sẽ đổ thêm chút dầu vào cuộc chiến giành đế thôn, để hoàng tộc nhanh chóng phái cao thủ thần cảnh ra. Một khi đã gom đủ bốn cao thủ thần cảnh thì cũng là lúc lưu lão quái ra tay. Nụ cười trên mặt Bạch Vương biến mất, nheo mắt nói, nếu lưu lão quái dám lấy máu tươi của bốn cao thủ thần cảnh nuôi cổ trùng của lão ta thì dù là hoàng tộc hay là chiến vực, cao thủ thần cảnh của họ mà dám đến Yến Đô thì chắc chắn phải chết. Nếu không có sự tham gia của cao thủ thần cảnh, sau lưng chúng ta lại có người mạnh mẽ như lưu lão quái, ngoài liên minh vương tộc ra, ai có thể cướp đế thôn được. Mặt của các vị vương khác cũng hồng hào, kích động vô cùng. Tào vương, có phải vương thành tào của ông có nhà họ tần không? Bạch vương bỗng nhìn tào vương hỏi. Tào vương bất ngờ, không biết sao tự dưng bạch vương lại nhắc đến nhà họ tần, gật đầu nói, nhà họ tần ở vương thành tào là gia tộc đứng đầu sau vương tộc họ tào. Chủ gia tộc tên tần như phong, rất nhiều năm về trước, thực lực của lão ta là vương cảnh hậu kỳ. Lần trước tôi có gặp lão ta, đến tôi còn cảm nhận được áp lực trên người lão ta. Nếu tôi không đoán nhầm thì sợ là bây giờ cảnh giới võ thuật của lão ta đến vương cảnh đỉnh phong. Bạch Phương, sao tự dưng ông lại hỏi đến nhà họ Tần? Bạch Phương lắc đầu, là đồ đệ của Lưu Lão Quái nói với tôi, nói là ban nãy Tần Như Phong đã chết. Lão ta bảo tôi hỏi Tào Vương xem cái chết của Tần Như Phong có liên quan gì đến ông không? Dù gì liên minh vương tộc đã quyết định bắt tay với Lưu Lão Quái, họ cũng lo chúng ta sẽ lục đục nội bộ khi tào vương nghe được tin này lão ta ngơ ngác vô cùng kinh hãi tần như phong đã chết sao lại thế được ở vương thành tào thực lực của nhà họ tần chỉ đứng sau vương tộc họ tào còn về tần như phong tôi có thể cảm nhận được áp lực trên người lão ta trừ phi là cao thủ thần cảnh ra tay nếu không sao ông ta lại chết được nghe tào vương nói xong bạch vương cũng nhíu mày nếu đồ đệ của lưu lão quái đã nói vậy thì chắc hẳn tin đó không phải là giả xem ra nhà họ Tần đã gặp chuyện lớn, Tào Vương nên nhanh chóng điều tra tìm hiểu. Được, bây giờ tôi sẽ đi tra ngay, xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Mặt Tào Vương đầy hoảng loạn, vội và rời khỏi cuộc họp video. Ban nãy lúc lão ta nhắc đến Tần Như Phong, thật ra đã giấu một ít sự thật. Trước mặt Tần Như Phong, không những lão ta thấy áp lực mà còn cảm nhận rõ ràng rằng hơi thở trên người Tần Như Phong còn mạnh hơn lão ta. Hiển nhiên thực lực của Tần Như Phong đã mạnh hơn lão ta. Nếu Tần Như Phong bị giết thật thì có thể chứng minh, người giết Tần Như Phong cũng có thể giết lão ta dễ như trở bàn tay. Bạch Vương, vương tộc họ Tào có sao không? Trong phòng họp video, Tiết Vương lo lắng nói, bây giờ liên minh vương tộc không thể thiếu một ai, nếu mất vương tộc họ Tào, chắc chắn liên minh vương tộc sẽ phải chịu ảnh hưởng lớn. Sắc mặt Mã Vương và Bạch Vương nghiêm túc, sau khi im lặng một lúc xong, Bạch Vương nói, hẳn là vương tộc họ Tào sẽ không sao nếu xảy ra chuyện gì, e là cũng không đợi đến bây giờ. Chúng ta yên lặng quan sát diễn biến đi, dù vương thành tào trong vương phủ họ tàu. Tàu vương mới bước ra khỏi phòng họp video, một tên cấp dưới cuốn quyết chạy đến, chủ gia tộc, không xong rồi, nhà họ tần gặp chuyện rồi. Mới đây, nhà họ tần gửi tin đến, chủ gia tộc tần như phong đã chết. Tần Đức Chính kế thừa vị trí chủ gia tộc. Đây là thiệp mời nhà họ Tần mới gửi, nói là muốn mời chủ gia tộc Dến tham gia buổi lễ kế vị của Tần Đức Chính. Ban nãy nhờ Bạch Vương lão ta biết chuyện Tần Như Phong chết, bây giờ cấp dưới lại chạy đến báo cáo chuyện này, Tào Vương càng sợ hãi hơn. Tần Như Phong đã chết thật rồi, Tào Vương chợt túm lấy cổ áo cấp dưới, lạnh giọng hỏi. Chủ gia tộc, là thật, ông hãy xem thiệp mời này đi, là nhà họ Tần gửi mà, chắc chắn là thật. Cấp dưới hoảng sợ vội vàng lấy tấm thiệp mời màu vàng ra, đúng là được gửi từ nhà họ Tần tào vương thả lỏng tay ra sắc mặt âm u đến cực đỉnh xem ra nhà họ tần đã gặp biến cố lớn nếu không sao tần như phong lại chết sao tần đức chính lại kế thừa vị trí chủ gia tộc tần như phong mới vừa chết tần đức chính tổ chức lễ kế thừa chuyện này hơi không bình thường thoáng chốc tào vương đã phân tích được một số chi tiết lão ta thấy hơi lo lắng lúc này lão ta đi cũng không được mà không đi cũng không được thực lực của tần như phong bằng với thực lực của lão ta Tần Đức Chính thì mới là vương cảnh hậu kỳ nhưng Tần Như Phong đã chết, hiển nhiên nhà họ Tần có một cao thủ rất mạnh, hơn nữa có quan hệ với Tần Đức Chính. Bây giờ điều cần lo lắng là cuối cùng người đứng sau lưng Tần Đức Chính là ai? Buổi lễ kế thừa lần này có phải là một bữa tiệc bẫy hay không? Khi nào lễ kế thừa nhà họ Tần sẽ bắt đầu? Tào Vương chợt hỏi. Cấp dưới vội vàng nói, đúng 3 giờ chiều, 3 giờ chiều. Tào Vương nhìn đồng hồ, nhíu mày. Bởi vì bây giờ đã là 2 giờ chưa đầy một tiếng nữa là đến lễ kế thừa của nhà họ tần trong khoảng thời gian ngắn như vậy muốn điều tra rõ nhà họ tần đã xảy ra chuyện gì đó là việc không thể nào chủ gia tộc người có muốn tham gia lễ kế thừa của nhà họ tần không cấp dưới hỏi một cách cẩn thận tào vương suy nghĩ rồi ra lệnh chuẩn bị qua nửa tiếng sau xuất phát đến nhà họ tần dạ cấp dưới tuân lệnh rời đi mà tào vương cũng chìm trong im lặng mặt đầy lo lắng lúc tần như phong còn sống vương tộc họ Tào và nhà họ Tần cũng khá thân nhau nhưng Tào Vương biết trong nhà họ Tần chia thành hai phe. Một phe do Tần Như Phong đứng đầu còn một phe do Tần Đức Chính đứng đầu. Nghe nói hai phe đấu nhau liên tục, nếu không phải vì thực lực của Tần Như Phong quá mạnh mẽ, có thể khống chế được nhà họ Tần thì sợ là nhà họ Tần đã phân nhánh từ lâu rồi. Đúng lúc này, quản gia của vương tộc họ Tào cầm một chiếc điện thoại đã được mã hóa bước tới, hơi cúi đầu nói, vương, là điện thoại của Bạch Vương. Hả, Tào Vương hơi ngạc nhiên, trong những tình huống bình thường, các phương sẽ không liên lạc bằng điện thoại. Cho dù gần đây các phương tộc liên minh với nhau thì cũng chỉ liên hệ nhau qua cuộc họp video. Bây giờ Bạch Phương chủ động gọi điện thoại cho lão ta khiến lão ta cảm giác không bình thường lắm. Nhưng lão ta vẫn nhanh chóng nhấc máy, sau đó giọng Bạch Phương vang lên, Tào Vương, đã điều tra hết mọi chuyện chưa? Đúng là chủ gia tộc họ Tần, Tần Như Phong đã chết. Tào Vương nói đúng sự thật, mới đây thôi, nhà họ Tần gửi thiệp mời đến, một tiếng sau nhà họ tần sẽ tổ chức lễ kế thừa cho chủ gia tộc mới cho nên ông đã nhận thiệp mời chuẩn bị đến nhà họ tần bạch vương hỏi tào vương nói dù gì nhà họ tần cũng là một trong các gia tộc đứng đầu ở vương thành tào này sau này lúc cuộc chiến tranh giành đế thôn diễn ra tôi còn cần đến sự trợ giúp của nhà họ tần nên bắt buộc phải đi ông không thể đi bạch vương lập tức nói giọng đầy nặng nề tào vương cũng bất ngờ không hiểu ý bạch vương là sao mới đây thôi tôi nhận được một vài thông tin bí mật về nhà họ Tần ở Vương Thành Tào. 50 năm trước, chủ gia tộc tiền nhiệm của nhà họ Tần, Tần Đức Tài và vợ ông ta bị Tần Như Phong giết chết. Mà Tần Đức Tài có một người em tên Tần Đức Chính. Nếu tôi không đoán nhầm, người kế thừa vị trí chủ gia tộc lần này là Tần Đức Chính đúng không? Bạch Vương lên tiếng hỏi. Tào Vương nhíu mày, các vương tộc lớn có thỏa thuận rằng sẽ không xen vào chuyện nội bộ của nhau nhưng bây giờ Bạch Vương lại hiểu rõ tình hình nhà họ Tần. Như Bạch Vương vừa nói, đó là bí mật của nhà họ Tần, số người biết không nhiều. Thế thì sao? Tào Vương lạnh giọng hỏi, rõ ràng giọng của lão ta đã hơi tức giận. Tào Vương đừng hiểu lầm, tôi cũng lo cho ông nên mới cho người điều tra nhà họ Tần, không ngờ tra được một vài bí mật. Bạch Vương vội vàng giải thích, ngay sau gió nói tiếp, nhưng ông có biết 50 năm trước, chủ gia tộc tiền nhiệm Tần Đức Tài bị Tần Như Phong giết là ai không? Bạch Vương đừng úp úp mở mở nữa, cuối cùng là ai, ông nói thẳng ra đi. Tào Vương đã hơi mất kiên nhẫn, lão ta nói. Bố vợ của Dương Thanh, Tần Đại Dũng là con trai của Tần Đức Tài, hơn 50 năm trước sau khi Tần Đức Tài bị giết, Tần Đại Dũng trở thành một thành viên trong kế hoạch hạt giống của nhà họ Tần, bị đưa đến Giang Hải. Bạch Phương nghiêm túc nói, ban nãy Yến Đô gửi tin đến, 3 tiếng trước, Dương Thanh và Tần Đại Dũng đi máy bay riêng, rời khỏi sân bay quốc tế Yến Đô. Nói đến đây, Bạch Phương im lặng không nói tiếp nữa. Mà Tào Vương thì sau khi biết tin biết Tần Đại Dũng là con trai của Tần Đức Tài, ba tiếng trước mới rời khỏi Yến Đô, lão ta ngơ ngác tại chỗ như bị xét đánh. Từ Yến Đô đến Vương Thành Tào khoảng 2 tiếng đồng hồ, mà ba tiếng trước Dương Thanh và Tần Đại Dũng rời khỏi Yến Đô. Chẳng lẽ Dương Thanh chính là người giết Tần Như Phong, Tào Vương hoảng hốt, căn cứ theo những gì liên minh Vương tộc đoán thì Dương Thanh là cao thủ thần cảnh. Tần Như Phong lại là hung thủ giết chết Tần Đức Tài, mà Tần Đức Tài lại là bố của bố vợ Dương Thanh, nói như vậy, dường như mọi chuyện liên kết với nhau. Cho nên buổi lễ kế thừa này chính là một buổi tiệc bẫy nhắm vào ông, nếu ông đi, chắc chắn sẽ không về được. Giọng Bạch Vương rất nghiêm túc, bây giờ trong liên minh vương tộc, bất kỳ thành viên nào cũng đóng vai trò quan trọng nhất, chúng tôi không thể để mất vương tộc họ Tào. Bạch Vương, cảm ơn, vốn dĩ Tào Vương còn hơi tức Bạch Vương nhưng bây giờ, tất cả cơn tức đều biến mất. Tào Vương nghiêm túc nói, Bạch Phương cứ việc yên tâm, Liên Minh Vương tộc sẽ không thiếu Vương tộc họ Tào đâu. Nếu đã vậy thì tôi yên tâm rồi, nếu cùng lúc đó, nhà họ Tần. Tần Như Phong của nhà họ Tần chết đi, đáng lẽ mọi người nên đau buồn nhưng bây giờ nhà họ Tần lại cực kỳ vui mừng. Theo dự kiến ban đầu vào lúc 3 giờ chiều sẽ tổ chức lễ thừa kế chủ gia tộc mới nhưng chưa đến 3 giờ, rất nhiều khách khứ đã đến nhà họ Tần. Ai nấy đều mang theo quà cáp đến chúc mừng Tần Đức Chính mà tần đức chính vẫn chưa xuất hiện khách khứ đến đều được đưa vào phòng tiệc của nhà họ tần trong một tòa gác lửng tần đức chính đang ngồi ở vị trí trên cùng bên dưới là người cầm quyền của phe ông cụ dương thanh và tần đại dũng cũng có mặt dương thanh nhà họ tần phải đi đến bước đó thật à tần đức chính nhìn dương thanh mặt nghiêm túc hỏi dương thanh gật đầu tất nhiên chuyện cháu đến nhà họ tần sẽ bị lộ liên minh vương tộc dễ dàng điều tra được quan hệ giữa cháu và nhà họ tần còn vương tộc họ tào lại là một thành viên trong liên minh vương tộc nếu ông là tào vương chờ sau khi cháu rời khỏi đây liệu ông có ra tay với nhà họ tần không nghe dương thanh nói tần đức chính tỉnh táo ra ngay bây giờ không phải là nhà họ tần có đồng ý hay không mà là tào vương có chịu buông tha cho nhà họ tần hay không nếu đã vậy nhà họ tần sẽ liều mạng tần đức chính chợt đứng lên đập bàn những người khác cũng rồn rập đứng lên ai nấy đều kích động liều mạng có dương thanh ở đây sự tự tin của họ tăng vọt. Tần Đại Dũng cũng kích động cực kỳ, bởi vì những chuyện sắp xảy ra sẽ thay đổi bố cục của cả Vương Thành. Không ai biết nhà họ Tần đang ấp ủ một kế hoạch khổng lồ, một khi thành công, địa vị của nhà họ Tần ở Chiêu Châu sẽ tăng vọt. Chưa đến 3 giờ, các gia tộc đứng đầu ở Vương Thành Tàu được nhà họ Tần mời đều đã đến hết rồi, chỉ thiếu một mình Tào Vương. Tào Vương chưa đến à? Trong căn gác lửng, ông Ngô báo cáo tình hình bữa tiệc, Tần Đức Chính nhíu mày hỏi ông ngô gật đầu mặt nghiêm túc nói chẳng lẽ tào vương đã đoán được ý đồ của chúng ta nên không đến tào vương chưa đoán được mục đích chân chính của chúng ta đâu lúc này dương thanh đứng lên nói nhưng chắc ông ta đã biết đây sẽ là một bữa tiệc bẫy xem ra liên minh vương tộc đã biết cháu đến nhà họ tần rồi sắc mặt tần đức chính cực kỳ âm u cắn răng nói không ngờ tào vương lại gian manh đến vậy Chúng ta gấp rút tổ chức lễ thừa kế như vậy là để không cho họ có thời gian điều tra, không ngờ bị họ phát hiện rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tào Vương không đến, những chuyện tiếp theo không còn ý nghĩa gì cả." Một người bề trên của nhà họ Tần hoảng loạn hỏi. Mặc dù Dương Thanh rất mạnh nhưng nhiều năm trôi qua, Vương tộc họ Tào luôn đàn áp nhà họ Tần nên mọi người đã có thói quen nghĩ rằng họ không thể thắng Vương tộc họ Tào. Hoảng cái gì mà hoảng, chẳng phải chúng ta đã có Dương Thanh ở đây rồi sao? tần đức chính quát người kia ngay sau đó ông cụ lại nhìn mọi người trầm giọng nói dù hôm nay tào vương có đến hay không lễ thừa kế vẫn phải được tổ chức đúng vậy dương thanh cũng lên tiếng lúc cháu quyết định làm vậy cháu đã nghĩ đến tình huống bây giờ rồi cứ tiến hành buổi lễ đi đã đợi sau khi buổi lễ kết thúc rồi hắng bàn đến những chuyện khác tần đức chính gật đầu được nếu đã vậy thì chúng ta đi thôi dứt lời ông cụ bước thẳng ra ngoài Vài người giữ chức cao ở nhà họ Tần theo sau. Cùng lúc đó, trong sảnh tiệc, chủ của các gia tộc đứng đầu Vương Thành Tào đích thân dẫn người trong tộc đến mừng. Tuy nhiên đã đúng 3 giờ chiều mà không thấy Tào Vương xuất hiện, chủ của các gia tộc đứng đầu hơi lo lắng. Đã 3 giờ rồi, sao Tào Vương chưa đến? Đúng đó, lễ thừa kế quan trọng vậy mà, nếu không có sự chứng kiến của Tào Vương thì có còn được xem là lễ thừa kế nữa không? Mọi người nói xem có phải Vương tộc họ Tào đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tần rồi không? khi có người đoán quan hệ giữa vương tộc họ Tào và nhà họ Tần đã dạn nứt, mọi người biến sắc. Xuyệt! Một chủ gia tộc đứng đầu vương thành Tào làm động tác im lặng, nói một cách cẩn thận, im nhanh đi, ai mà chẳng biết nhà họ Tần và vương tộc họ Tào thân nhau đến nhường nào. Nếu Tào Vương và chủ gia tộc họ Tần mà nghe câu này của ông, gia tộc nhà ông cứ chờ bị tiêu diệt đi. Dứt lời, chủ gia tộc kia vội vã ngậm miệng lại, cười mỉa, tôi chỉ nói lung tung thôi. Câu này của ông ta trông thì giống nói năng lung tung nhưng những vị chủ gia tộc khác đều cảm thấy hơi là lạ. Căn cứ theo quan hệ giữa nhà họ Tần và vương tộc họ Tào, Tào Vương không thể đến trễ được. Bây giờ đã qua 3 giờ rồi mà Tào Vương vẫn chưa đến, lễ thừa kế của nhà họ Tần cũng chưa bắt đầu. Có vài chủ gia tộc chợt cảm thấy đứng ngồi không yên, lòng hơi lo lắng. Nếu quan hệ giữa vương tộc họ Tào và nhà họ Tần vỡ nát thì việc họ đến tham gia lễ thừa kế của nhà họ Tần sẽ đắc tội với Tào Vương đến rồi kia đúng lúc này vài bóng người bước vào sảnh tiệc tần đức chính bước đến trong sự ủng hộ của những người giữ chức cao ở nhà họ tần ông chủ tần chúc mừng thấy tần đức chính xuất hiện lập tức có chủ gia tộc đứng lên chúc mừng ngay sau đó các chủ gia tộc lớn có năng lực tương đương với nhà họ tần cũng sôi nổi chúc mừng cảm ơn mọi người tần đức chính cười cười chắp tay cảm ơn bốn phương tám hướng lúc này bên cạnh tần đức chính có sáu bảy người thậm chí còn có người 80 tuổi nhưng chỉ có duy nhất một chàng trai trẻ tuổi. Mà chàng trai trẻ này lại đi ngay sát bên cạnh Tần Đức Chính, dù là cao thủ đứng đầu nhà họ Tần như Vũ Liệt cũng phải đứng sau Dương Thanh. Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của mọi người, nhất thời vô số ánh mắt đổ dồn lên người Dương Thanh. Từ vị trí đứng của người nhà họ Tần là có thể nhận ra thân phận của Dương Thanh chỉ đứng sau Tần Đức Chính. Nhưng điều làm mọi người nghi ngờ là họ chưa bao giờ nghe nói nhà họ Tần có một người trẻ như vậy. Khi nhóm người Tần Đức chính vào chỗ, quản gia nhà họ Tần chợt bước ra, nhìn mọi người xung quanh rồi hô to: "Bây giờ buổi lễ Phong Vương xin được phép bắt đầu." Quản gia vừa nói xong câu này, các gia tộc đều sợ ngây người. Bởi vì quản gia nói là buổi lễ Phong Vương, khắp Chiêu Châu này ngoài Vương tộc ra, làm gì có gia tộc nào dám tổ chức buổi lễ Phong Vương. Chỉ là các chủ gia tộc đó đều nghĩ mình nghe nhầm rồi. Bái tế tổ tiên nhà họ Tần. Quản gia dứt lời, Tần Đức Chính đứng lên dẫn theo dòng chính của gia tộc, bước đến nhà thờ tổ của nhà họ Tần. Tần Đức Chính tự đốt ba nén nhang, sau khi cắm lên lư hương, ông cụ quỳ xuống đất dập đầu lại ba cái rồi mới đứng lên. Ông cụ nhìn bài vị của tổ tiên, mặt hơi kích động. Sau khi hoàn thành lễ tế bài, Tần Đức Chính lại dẫn dòng chính của gia tộc về sảnh tiệc, quản gia lại nói, mời vương Bảo. Quản gia dứt lời, một cô gái thuộc hàng con cháu của nhà họ Tần bưng một chiếc khay bằng gỗ đàn hương đến, trong khay có một chiếc vương bảo đã được xếp ngay ngắn. Há! Tần Đức Tào Vương, nhìn người mặc vương bào, mọi người kêu lên. Dù là Tần Đức chính thì ông cụ cũng nghiêm túc hẳn lên, dường như lúc này khí chất của Tào Vương đã khác. Mười mấy vệ sĩ tiến vào sảnh tiệc đều là cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Dù Dương Thanh đã dẫn đến tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ, hơn nữa vốn dĩ nhà họ Tần cũng có vài cao thủ vương cảnh hậu kỳ nhưng xét về mặt số lượng, ông cụ không bằng vương tộc họ Tào. Tần Đức Chính, ông to gan thật đó, ở vương thành đào của tôi mà ông dám tự tiện xưng vương. Ông xem tôi là vật trang trí à, tàu vương tức giận chất vấn, giọng như sấm sét cuồn cuộn nổ vang bên tai tần đức chính. Vũ liệt bước lên phía trước một bước che trước mặt tần đức chính, đề phòng nhìn tào vương, sợ tàu vương chợt sông đến. Dương Thanh vẫn đứng bên cạnh tần đức chính, mặt lạnh lùng nhìn tào vương. Lúc này hơi thở trên người tàu vương càng kinh khủng hơn, rõ ràng là bán bộ thần cảnh điều này làm dương thanh hơi bất ngờ người ngoài đều cho rằng thực lực của tào vương là vương cảnh đỉnh phong không ngờ lão ta đã đến bán bộ thần cảnh lâu rồi quả nhiên bốn vị vương của liên minh vương tộc không phải đèn cạn dầu tào việt cuối cùng ông cũng tới rồi tần đức chính nhìn về phía tào vương lạnh giọng nói tào việt là tên thật của tào vương lúc này tần đức chính gọi thẳng tên thật thể hiện rõ thái độ của mình cái tên tào việt này mấy chục năm rồi không nghe ai gọi cũng chỉ có vài chủ gia tộc đứng đầu vương thành Tàu biết. Lúc này, Tần Đức Chính lại gọi thẳng tên, có thể tưởng tượng được nỗi căm phẫn trong lòng Tào Việt. Mắt Tào Việt nhìn Tần Đức Chính chằm chằm, cắn răng nói, "Tần Đức Chính, ông chán sống rồi đấy." Có chán sống hay không chắc ông cũng biết, nếu đã đến rồi thì ở lại vương tộc họ Tần mãi mãi đi." Tần Đức nhưng lúc này, nhà họ Tần lại có nhiều cao thủ vương cảnh hậu kỳ đến vậy, còn chiến đấu với vương tộc họ Tào Điều này làm họ có cảm giác như đang nằm mơ, trước khi đến nhà họ Tần, họ hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này. Thời gian cho các người suy nghĩ đã hết rồi, bây giờ các tộc có thể nói với tôi đáp án của các người rồi nhỉ? Khi mọi người ở đây cho rằng nhà họ Tần và vương tộc họ Tào sẽ đánh nhau thì bỗng Dương Tần Đức Chính quay sang nhìn chủ các gia tộc đứng đầu, lên tiếng hỏi. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của bảy tám chủ gia tộc đến nhà họ Tần khó coi đến cực đỉnh. Hiển nhiên Tào Việt cũng muốn nghe đáp án của họ lúc này lạnh lùng nhìn họ bên này là vương tộc lâu đời bên kia là nhà họ tần mới tự xưng là vương tộc lúc này hai gia tộc lớn đang thể hiện thực lực của mình lựa chọn này thực sự khó khăn đối với họ tào việt cũng không lên tiếng khuyên bảo chỉ thờ ơ lạnh nhạt thời gian trôi qua từng phút từng giây trong chớp mắt lại một phút trôi qua chủ của các gia tộc nhìn nhau chậm chạp không chịu đưa ra câu trả lời của bọn họ vương tộc họ tần nhà họ trần đồng ý đi theo tần vương Đúng lúc này, một bóng dáng trung niên quỳ xuống đất nhìn sang hướng của Tần Đức Chính, lớn tiếng nói. Bụp, khoảnh khắc này, vô số ánh mắt dồn lên người của người đàn ông trung niên. Người mới vừa nói tên là Trần Trung, ông ta là chủ nhà họ Trần, mà trong các gia tộc đứng đầu, nhà họ Trần là nhà có thực lực yếu nhất. Lúc này, mặt Trần Trung toát lên vẻ điên cuồng và kiên quyết. Ông ta rất rõ đây là cơ hội duy nhất của nhà họ Trần, một khi thắng cực thì địa vị của nhà họ Trần sẽ tăng vọt cũng chỉ có cơ hội duy nhất này mới có thể thay đổi tình hình hiện tại của nhà họ Trần. Tốt, Tần Đức Chính cười to, từ nay về sau, nhà họ Trần chính là gia tộc đứng đầu của Vương Thành Tần, thống trị khu vực phía nam của Vương Thành Tần. Cảm ơn Tần Vương, mặt Trần Trung ngỡ ngàng rồi kích động, lớn tiếng nói cảm ơn. Các chủ gia tộc của các gia tộc đứng đầu khác đều kinh hãi. Vương Thành Tào được chia thành 5 khu vực lớn, vương tộc họ Tào chiếm khu vực chính giữa, được gọi là khu vực trung tâm, mà bốn khu vực đông, tây, nam, bắc được chia cho bốn gia tộc lớn của vương thành tàu quản lý. trong đó khu vực phía nam là lớn nhất, tài nguyên phong phú nhất, chỉ đứng sau khu vực trung tâm. bây giờ tần đức chính lại đưa khu vực phía nam cho nhà họ trần. hiển nhiên gia tộc nào thể hiện thái độ trước, gia tộc đó sẽ được nhiều lợi hơn. nhưng đó chỉ là tiền đề nhà họ tần có thể tiêu diệt vương tộc họ tàu thật, nếu không mọi thứ chỉ là phiếu khống. trong lúc nhất thời, ngoài trần trung đã tỏ thái độ ra các chủ gia tộc khác không ai tỏ thái độ. Dường như Tào Việt không hề quan tâm chuyện Tần Đức Chính chia khu vực phía Nam cho Trần Trung, chẳng thèm nhìn Trần Trung. Có điều ánh mắt nhìn Tần Đức Chính càng lạnh lẽo hơn. Các người định ngồi xem long hổ đấu nhau à? Tần Đức Chính chợt nhìn các chủ gia tộc, lạnh giọng nói, tôi cho các người cơ hội cuối cùng, trong vòng một phút này, các người phải đưa ra lựa chọn. Nếu không tôi sẽ tính là các người đi theo Tào Việt ông cụ vừa nói xong sắc mặt các chủ gia tộc còn lại càng khó coi hơn tần đức chính đang ép họ phải đưa ra lựa chọn ngay vốn dĩ họ định đợi chút đợi sau khi vương tộc họ tàu và nhà họ tần đấu nhau rồi mới chọn chỉ cần họ tỏ thái độ kịp thời thì vẫn chiếm được lợi nhưng bây giờ tần đức chính lại ép họ phải đưa ra đáp án ngay tần đức chính ông ép người quá đáng rồi đó một chủ gia tộc căm tức nhìn tần đức chính nói ông nghĩ nhà họ tần ông âm thầm bồi dưỡng một vài cao thủ là cao thể lật đổ vương tộc họ tào à. Tôi nói cho ông biết, không thể nào. Dứt lời, ông ta bước đến trước mặt tào Việt, khẽ khom lưng nói, tào vương, nhà họ trương sẵn lòng tiếp tục đi theo ngài, đối đầu với tất cả kẻ thù. Mà tào Việt vẫn bình tĩnh, lời trả lời lại, mắt vẫn nhìn tần đức chính chằm chằm. Chủ gia tộc họ trương không dám nói nữa, vội vã đứng sau lưng tào Việt. Nhà họ tề đồng ý đi theo vương tộc họ tào Bỗng nhiên thêm một chủ gia tộc mặc đồ truyền thống bước ra sau lưng Tào Việt. Nhà họ Thẩm đồng ý đi theo vương tộc họ Tào, nhà họ Khương đồng ý đi theo vương tộc họ Tào. Chấm, nhất thời, các gia tộc còn lại sôi nổi tỏ thái độ. Thoáng chốc ngoài Trần Trung ra, bảy tám chủ gia tộc ở đây đều chọn vương tộc họ Tào. Cảnh tượng này làm sắc mặt Trần Trung hơi khó coi. Gia tộc chọn vương giờ phút này, Trần Trung lại trở thành tâm điểm. Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên là Tào Việt vừa dứt lời, Mặt Trần Trung nghiêm túc nói, "Tào Việt, không cần phải nói những lời vô nghĩa đâu. Nếu Trần Trung tôi đã nói sau này ủng hộ Tần Vương thì tuyệt không hối hận." Đến cả Tần Đức Chính cũng không ngờ thái độ Trần Trung lại kiên quyết như vậy. Mà Tào Việt thì sau khi nghe Trần Trung nói xong, sắc mặt u ám đến cực đỉnh, mắt đầy sát ý, "Tốt lắm, sau hôm nay, Vương Thành Tào không còn nhà họ Trần nữa." "Tào Việt, đừng nói nhảm nữa, muốn chết thì chiến, nếu đe dọa mà có tác dụng thì không có ngày hôm nay đâu." Tần Đức chính lạnh giọng nói: "Nếu ông đã vội vã muốn chết thì tôi sẽ tác thành." Tào Việt vung tay lên, ra lệnh: "Ra tay đi." Khoảnh khắc lão ta dứt lời, mười mấy cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ cùng xông ra ngoài. Tần Đức chính không cần phải lên tiếng, cao thủ của nhà họ Tần đã tiếp chiến. Tám cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ mà Dương Thanh dẫn đến, sau khi trải qua trận săn giết Tần Như Phong bán bộ thần cảnh, thực lực đã tăng lên. Tuy rằng vẫn không thể bước lên Vương cảnh đỉnh phong nhưng cũng không còn xa nữa chỉ cần chiến đấu cao độ thêm trận nữa thì có thể hôm nay sẽ đột phá được cảnh giới. Giết, tám cao thủ Dương Thanh dẫn đến cũng xông ra ngoài. Khi trận chiến xảy ra, hai bên đều là cao thủ từ vương cảnh hậu kỳ trở lên. Trong mắt các chủ gia tộc của vương thành đào cuộc chiến này giống như cuộc chiến kinh thiên động địa vậy. Vũ Liệt không tham gia chiến đấu, vẫn đi theo sau lưng bảo vệ tần đức chính, bảo vệ tần đức chính mới là sứ mệnh lớn nhất của lão ta. Dương Thanh thờ ơ nói với tần đức chính đang lo lắng, Ông hai, ông ngồi xuống quan sát là được, sau hôm nay nhà họ Tần sẽ xương vương. Tần Đức Chính nhìn Dương Thanh thật kỹ, vốn dĩ trong lòng còn hơi lo lắng nhưng chỉ một câu đơn giản của Dương Thanh lại làm ông cụ yên tâm hơn nhiều. Cháu là con rể nhà họ Tần, chỉ cần cháu muốn, cháu có thể ngồi lên chiếc ghế Tần vương này. Sau khi Tần Đức Chính ngồi xuống, nhìn Dương Thanh bên cạnh, mặt nghiêm túc nói. Dương Thanh còn kém nhiều lắm, ông cụ cứ có cảm giác mình không có tư cách làm Tần vương. Mà Dương Thanh là con rể của Tần Đại Dũng, Tần Đại Dũng lại là con trai của anh ông cụ, cũng chính là con trai của chủ gia tộc họ Tần tiền nhiệm. Bản thân Dương Thanh lại mạnh mẽ, để Dương Thanh làm Tần Vương không có gì không thích hợp cả. Dương Thanh cười lắc đầu, ông hai cứ yên tâm đi, sau này Vương Thành Tần, không ai có thể động đến địa vị của vương tộc họ Tần. Thấy Dương Thanh không chịu nhận vị trí Tần Vương, Tần Đức chính chỉ có thể từ bỏ, khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn hiện trường trận chiến. Lúc này hiển nhiên vệ sĩ do Tào Việt dẫn đến là cao thủ mạnh nhất nhà họ Tào, sức chiến đấu cực mạnh, lại chiếm ưu thế về mặt số lượng. Trong lúc nhất thời, cao thủ bên phe Tần Đức Chính bị đàn áp hoàn toàn. Cũng may tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ Dương Thanh dẫn đến có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có người còn phải một mình đấu với hai cao thủ nhà họ Tào nhưng họ không sợ hãi chút nào, ngược lại còn càng đánh càng hăng. Đương nhiên tám cao thủ mà Dương Thanh dẫn đến sẽ không hèn nhát. Có Dương Thanh ở đây, Họ hoàn toàn không cần lo sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Họ không hề có gánh nặng gì, chỉ cần chiến đấu, phát huy hết tiềm lực võ thuật của mình, chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng bước vào vương cảnh đỉnh phong. Tào Việt phía bên kia, sắc mặt cực kỳ âm u, thân là Tào Vương, tất nhiên lão ta có thể thấy lúc này trông như phe lão ta đang chiếm ưu thế nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Sợ rằng không bao lâu sau, tình hình hiện tại sắp đảo ngược. Lão ta chợt nhìn người trẻ tuổi đứng bên cạnh Tần Đức Chính, Cảm nhận được ánh mắt của Tào Việt, Dương Thanh cũng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ là mắt anh vẫn bình tĩnh. Lúc nhìn Tào Việt, ánh mắt hệt như đang nhìn người chết. Mà sát khí trong mắt Tào Việt sáng lấp lánh, đương nhiên lão ta biết người trẻ tuổi này là Dương Thanh. Trên cơ bản liên minh Vương tộc đã xác định được Dương Thanh là cao thủ thần cảnh. "Cậu là Dương Thanh đúng không?" Tào Việt chợt hỏi. Dương Thanh cười nhạt, không biết chủ nhà họ Tào hỏi có gì không. Mặt Tào Việt cứng đờ. Dương Thanh gọi lão ta là chủ nhà họ Tào. Tào Việt nheo mắt, cuộc chiến chưa kết thúc mà cậu đã biết kết quả rồi à? Mặt Dương Thanh bình tĩnh, cười thong thả, ông nghĩ có tôi ở đây, nhà họ Tào còn cơ hội thắng à? Sắc mặt Tào Việt càng khó coi hơn. Nếu chủ gia tộc họ Tào đồng ý đi theo tôi, tôi có thể để nhà họ Tào ở lại Vương Thành Tần. Dương Thanh chợt lên tiếng, liên minh vương tộc chỉ muốn tranh giành lợi lộc trong cuộc chiến đế thôn. Tôi có thể khẳng định với ông rằng, có tôi ở đây, ai cũng đừng mơ đế thôn suốt thế. Tào Việt thẹn quá thành giận, nghiến răng nghiến lợi nói, bảo tôi phục tùng cậu. nằm mơ, nếu đã vậy, hết hôm nay, tôi chỉ có thể làm nhà họ Tào biến mất. Dương Thanh lạnh lùng nói giống như một chuyện rất bình thường. Các chủ gia tộc xung quanh đều sợ ngây người. Lúc trước họ thấy Dương Thanh đi theo Tần Đức chính là bất ngờ lắm rồi, không biết chàng trai trẻ này là người thế nào. Nhưng bây giờ, sau khi nghe cuộc đối thoại giữa Dương Thanh và Tào Việt, bọn họ mới ý thức được, sợ rằng chàng trai trẻ này mới là người đứng sau lưng Tần Đức Chính. Nếu không, sao Tàu Việt lại biết Dương Thanh? Nếu không, sao Dương Thanh lại bảo Tàu Việt phục tùng? Nghĩ đến đây, các chủ gia tộc càng lo lắng hơn. Nếu chỉ có nhà họ Tần, bọn họ sẽ không bao giờ hối hận khi về phe nhà họ Tàu. Nhưng bây giờ nhà họ Tần lại có một chàng trai trẻ thân phận cực kỳ bí ẩn, điều này làm họ bỗng hơi sợ hãi. Một người trẻ tuổi mà đến Tàu Việt cũng thấy khó giải quyết, há có thể giải quyết một cách dễ dàng. Nếu các người chỉ có chút sức chiến đấu này, tôi thấy hơi thất vọng đó. Đúng lúc này, Dương Thanh chợt nói. Nghe câu này, tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ được anh dẫn đến chợt run rẩy, ý chí chiến đấu âm ỉ trong lòng chợt bộc phát hoàn toàn. Âm âm âm, tám cao thủ đều bộc phát toàn bộ sức chiến đấu, cả nhà họ tần, sát khí ngập trời. Giết, bởi vì một câu của Dương Thanh, tám cao thủ xông về phía cao thủ nhà họ tào giống như dã thú lên cơn cuồng cao thủ nhà họ Tào ban nãy còn chiếm ưu thế, bây giờ phải lùi lại liên tục. Cảnh tượng này làm đám gia tộc chọn nhà họ Tào cực kỳ khiếp sợ, lòng càng hối hận hơn. Một câu thôi đã có thể kích thích sức chiến đấu của tám cao thủ, cuối cùng chàng trai trẻ này là ai? Sắc mặt Tào Việt cũng âm u đến cực đỉnh, đôi mắt lóe lên lạnh lẽo, tự lẩm bẩm, tại sao phải ép tôi? Tại sao phải ép tôi? Ầm, um, rứt lời, một hơi thở kinh khủng bộc phát từ cơ thể lão ta. Thần cảnh, Dương Thanh nheo mắt, Lúc này, anh lại cảm nhận được trên người Tào Việt có hơi thở của cao thủ thần cảnh. "Ra đây hết đi." Tào Việt chợt hết vào không khí. Trong giây lát, vài hơi thở kinh khủng ập về phía nhà họ Tần. Một người, hai người, ba người, trong nháy mắt, ba bóng hình kinh khủng đáp xuống, trên người ai nấy đều toát ra hơi thở bán bộ thần cảnh. Khoảnh khắc này, người nhà giờ phút này, ánh mắt mọi người đổ dồn lên Dương Thanh, ai nấy đều khiếp sợ. Không ai có thể ngờ rằng Tào Vương mạnh mẽ lại muốn đấu với Dương Thanh một trận. Đặc biệt là những chủ gia tộc đó, họ càng ngạc nhiên hơn. Trông Dương Thanh chưa đến 30 tuổi, dù có địa vị đi chăng nữa thì sao? Tào Việt của bây giờ, khí thế trên người có khi đã lên đến thần cảnh. Những chủ gia tộc đó có một suy nghĩ hoang đường, cứ như một anh chàng thanh niên đòi đấu với một cậu bé lên ba vậy. Chỉ có 8 cao thủ vương cảnh hậu kỳ mà Dương Thanh đã dẫn đến là biết Tào Việt đang tự tìm đường chết họ tận mắt nhìn thấy cao thủ thần cảnh của Miêu Thành rơi vào tay Dương Thanh, không chịu nổi một chiêu, huống chi là cao thủ mới bước vào thần cảnh như Tào Việt. Dương Thanh, cháu không cần phải đấu với ông ta, đây là chuyện giữa chúng ta và nhà họ Tào. Bây giờ cháu dẫn bố vợ cháu rời khỏi đây đi, chúng ta sẽ liều mạng ngăn cản Tào Việt. Tần Đức Chính vội và ngăn cản, ông cụ không biết Dương Thanh mạnh đến nhường nào nhưng có thể cảm nhận được, Tào Việt của hiện tại đã bước vào thần cảnh. Dương Thanh lắc đầu nhẹ nhàng, từ từ đứng lên, ánh mắt nhìn Tào Việt, ông có chắc là ông muốn đấu với tôi không? Cậu không dám à, Tào Việt lạnh giọng nói, giọng đầy khiêu khích. Được, nếu ông đã muốn chết, tôi tác thành cho ông. Dương Thanh dứt lời rồi cất bước về phía Tào Việt. Dương Thanh, đừng, ông ta đang khích tướng, muốn cháu tới chịu chết đó. Tần Đức Chính sốt ruột muốn chết, nếu Dương Thanh gặp mệnh hệ gì, ông cụ biết ăn nói với anh mình dưới cửu tuyển thế nào đây? Vương, ngài yên tâm đi, thực lực của cậu Thanh là đối thủ của Dương Thanh. Nhưng, Tần Đức Chính cắn răng nói, nếu cậu ấy gặp mệnh hệ gì, chẳng khác gì nhà họ Tần chúng ta hại cậu ấy chết. Yên tâm đi, cậu ấy sẽ không sao đâu. Vũ Liệt kiên quyết nói, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Dương Thanh bước đến trước mặt Tào Việt, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Tào Việt nói, ông ra tay trước đi. Nếu không tôi sợ ông sẽ không có cơ hội ra tay. Nghe Dương Thanh nói, mọi người đều khiếp sợ. Tào Việt thì cười mỉa, Tôi biết cậu rất mạnh nhưng không ngờ cậu lại huynh hoang đến vậy, để tôi ra tay trước, cậu chắc chưa? Dương Thanh lắc đầu bất đắc dĩ, đương nhiên là chắc rồi, tới đi. Cậu ra tay trước, cứ làm vậy đi, tôi nhường cậu ba chiêu, sau ba chiêu tôi sẽ ra tay. Tào Việt chợt nói, ba gã cao thủ bán bộ thần cảnh đứng thành hình tam giác, quan sát Dương Thanh như hổ rình mồi. Không ai nghi ngờ, một khi Tào Việt ra lệnh thì ba cao thủ bán bộ thần cảnh này sẽ tấn công Dương Thanh nếu đã vậy thì ông cút đi để luyện tay cho cấp dưới của tôi. Khoảnh khắc Dương Thanh vừa dứt lời, một hơi thở kinh khủng quét về phía Tào Việt. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, cảnh tượng làm mọi người kinh hãi đã xảy ra, chỉ thấy Tào Việt mới đứng tại chỗ bỗng lùi mạnh về sau. Ngay sau đó, ba cao thủ bán bộ thần cảnh cùng nhằm về phía Dương Thanh. Giết, ba cao thủ bán bộ thần cảnh không hề chậm trễ, nhào thẳng về phía Dương Thanh. Tay mỗi người xuất hiện một con dao găm lóe sáng. Tào Việt, đồ đê tiện vô liêm sỉ, tần đức chính giống lên vì tức. Mắt dương thanh lóe sát khí, đối diện với sự tấn công của ba cao thủ bán bộ thần cảnh, anh không hề trốn tránh mà chỉ dẫm chân xuống đất. ầm um, một tiếng vang lớn, mặt đất dưới chân anh lõm xuống, cùng lúc đó một vài vết nứt rộng như cánh tay lấy chỗ anh vừa dẫm làm trung tâm, lan ra bốn phương tám hướng. Những người khác đều hoảng sợ, cơ thể lắc lư. Khoảnh khắc Dương Thanh dẫm chân xuống đất, giống như mới vừa xảy ra động đất vậy. Ba cao thủ bán bộ thần cảnh đang xông về phía Dương Thanh, bỗng dưới chân xuất hiện vết nứt khiến hành động của họ khựng lại. Phụt phụt phụt, nhưng khoảnh khắc bước chân họ dừng lại, ba viên đá vụn bị Dương Thanh dẫm bay lên, mang theo luồng khí thế kinh khủng, như một viên đạn xoay tròn với tốc độ cao, đâm thẳng vào vùng giữa mày của ba người. Ầm ầm ầm, mặt đất bình thường trở lại, Dương Thanh đứng khoanh tay tại chỗ. Mà ba tên cao thủ bán bộ thần cảnh ban nãy còn xông về phía anh đã đồng loạt ngã xuống đất, Vùng giữa mày mỗi người xuất hiện một cái lỗ đầy máu, chết không nhắm mắt. Ầm, um, nhà họ Tần rộng như vậy nhưng mọi người đều ngây ra như phỗng. Mà Tào Việt mới vừa rời khỏi trận chiến, chuẩn bị chờ ba gã cao thủ bán bộ thần cảnh bào mòn sức chiến đấu của Dương Thanh, cuối cùng sẽ bùng nổ giết Dương Thanh, lão ta càng khiếp sợ hơn, đứng sững tại chỗ, nhếch miệng giống như quên cả việc thở. Lão ta biết Dương Thanh rất mạnh, đã bước vào thần cảnh nhưng không ngờ cao thủ bán bộ thần cảnh mà mình đã âm thầm bồi dưỡng nhiều năm lại bị Dương Thanh hạ gục trong chớp mắt. Mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt, từ lúc Tào Việt rời khỏi vòng chiến đến lúc ba gã bán bộ thần cảnh bị hạ gục, chỉ có 2 3 giây ngắn ngủi. Người khác không rõ sau khi ba cao thủ bán bộ thần cảnh đó kết hợp sẽ bộc phát ra sức chiến đấu lớn đến nhường nào nhưng Tào Việt thì hiểu rất rõ. Có thể nói, dù là cao thủ thần cảnh trung kỳ thì cũng sẽ thất bại dưới sự bắt tay của ba cao thủ bán bộ thần cảnh thậm chí ba cao thủ bán bộ thần cảnh này có thể đánh chết cao thủ thần cảnh trung kỳ bình thường. Trong tình huống bình thường, cao thủ thần cảnh sơ kỳ đấu với ba cao thủ này chỉ có con đường chết. Nhưng bây giờ mới có 2-3 giây mà ba người đó đã biến thành xác chết. Chẳng lẽ thực lực của Dương Thanh ít nhất cũng là thần cảnh trung kỳ. Hơn nữa còn có khả năng không phải là cao thủ thần cảnh trung kỳ. Chuyện này, sao lại thế được, Tào Việt không thể tin nổi, cơ thể run bần bật, lảo đảo lùi về sau vài bước. Dương Thanh lạnh nhạt bước về phía Tào Việt, lạnh giọng nói: "Thiên đường có lối ông không đi, địa ngục không cửa ông lại chui vào. Nếu ông đã chọn con đường chết thì tôi tác thành." Khoảnh khắc anh dứt lời, trời đất như biến sắc, gió như đang gào thét. Luồng khí thế kinh khủng bao phủ toàn bộ nhà họ Tần, mà Tào mọi người chỉ thấy cảnh tượng trước mắt chợt lóe, chưa kịp thấy Dương Thanh đâu thì Dương Thanh đã biến mất tại chỗ. Ầm. Um, khoảnh khắc cú đấm của Dương Thanh chuẩn bị nện lên người Tào Việt, bỗng có một tiếng vang lớn một con sư tử đá đột nhiên bay ra chặn trước mặt tàu việt cú đấm của dương thanh rơi xuống đầu con sư tử đá trong nháy mắt đầu con sư tử đá biến thành bột mịn sau khi mọi thứ bình thường trở lại vốn dĩ tàu việt đang quỳ dưới đất nhưng bây giờ lại biến mất ngay tại chỗ giờ phút này mọi người kinh hãi tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn tàu việt biến mất ngay tại chỗ tàu việt bị đánh thành bột rồi à ông ngô tròn mắt tự lẩm bẩm ánh mắt của vũ liệt cũng phát cuồng nhìn chầm chầm bóng lưng của chàng trai trẻ kia. Tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ Dương Thanh dẫn đến cũng phấn khích. Bởi vì kích động nên họ nắm chặt tay, nhìn Dương Thanh với vẻ vô cùng sùng bái. Đám chủ gia tộc đứng đầu đó tuyệt vọng, mạnh như tào vương mà còn bị Dương Thanh đánh thành bột, một mảnh xương cũng không còn. Chỉ có mình Dương Thanh, ánh mắt lạnh lùng lóe sáng, mắt nhìn về một hướng, lạnh lùng nói, nếu đã đến thì xuất hiện đi. Ai? Có người nữa à? mọi người nhìn đông nhìn tây, mặt toát lên vẻ kinh ngạc. ầm, um, giây tiếp theo, một người đàn ông trung niên lưng đeo kiếm đáp từ nóc nhà xuống. Khi chân ông ta chạm đất, mặt đất run lên. Người đàn ông trung niên đáp xuống, Tào Việt mới được ông ta cứu cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Tào Việt, ông ta chưa chết. Ông ngô tròn mắt nhìn. Lão ta không thấy cuối cùng ban nãy đã xảy ra chuyện gì, lão ta còn tưởng Dương Thanh đã đánh Tào Việt thành bột mịn rồi. Tào Vương Đám chủ gia tộc đứng đầu đó thấy Tào Việt lại xuất hiện lần nữa, ai nấy đều kích động. Ban nãy trợn mắt nhìn Tào Việt bị đánh thành bột, họ đã tuyệt vọng nhưng bây giờ Tào Việt lại xuất hiện rồi. Cảm ơn tiền bối đã cứu mạng. Tào Việt cũng sợ hãi, đến giờ phút này lão ta mới lấy lại tinh thần, vội vàng cúi đầu cảm ơn người đàn ông trung niên. Tào Việt cũng 70, 80 tuổi rồi nhưng người đàn ông trung niên trông chỉ mới 50 tuổi, mà lúc này Tào Việt lại gọi người đàn ông trung niên là tiền bối. Người đàn ông trung niên không thèm quan tâm đến Tào Việt, mắt nhìn Dương Thanh, bỗng lên tiếng hỏi, không tệ, ở thế tục mà cũng có một cao thủ thần cảnh trẻ như thế, đúng là làm tôi bất ngờ. Dương Thanh nheo mắt, từ lúc nào mà cao thủ thần thành thật. Ban nãy anh chỉ hỏi thử thôi, không ngờ đối phương chủ động hỏi có phải Dương Thanh đã hủy hoại phệ tâm cổ không. Trong cơ thể tần như phong có cổ trùng phệ tâm nên mới có thể tiếp cận thực lực bán bộ thần cảnh, bộc phát thực lực thần cảnh sơ kỳ. Điều làm Dương Thanh ngạc nhiên là cổ trùng phệ tâm trong cơ thể Tần Như Phong không phải của người đàn ông trung niên mà là của sư phụ ông ta. Thực lực của người đàn ông trung niên là thần cảnh trung kỳ, thế sư phụ của ông ta mạnh đến mức nào? Không hổ danh là Miêu Thành ẩn thế, quả nhiên thần bí, cao thủ nào bước ra cũng thuộc dạng thần cảnh. Đây là cao thủ thần cảnh Miêu Thành thứ hai mà Dương Thanh gặp. Tần Như Phong cướp đoạt quyền của anh trai, nên chết từ 50 năm trước rồi. Tôi là con rể nhà họ Tần tôi giết ông ta để báo phù cho bố của bố vợ tôi đây là chuyện đương nhiên dương thanh lạnh lùng nói chuyện của nhà họ tần ở thế tục mà miêu thành cũng muốn nhúng tay vào à các người không sợ sau khi chuyện này lộ ra ngoài sẽ mang đến phiền phức cho miêu thành người đàn ông trung niên nhíu mày đúng là những lời dương thanh nói làm ông ta thấy rất áp lực vì một nguyên nhân nào đó bọn họ không được đường đường chính chính nhập thế một khi chuyện này mà bị lộ đúng là mang đến phiền phức lớn cho miêu thành mặc dù phiền phức rất lớn nhưng cũng không đến mức làm ông ta phải sợ một cao thủ ở thế tục nếu đã vậy thì giết hết đám người này các người chết rồi chuyện này không thể bị lộ được ánh mắt người đàn ông trung niên lóe sát khí mãnh liệt nghe ông ta nói các chủ gia tộc đứng đầu đều sợ hãi ai nấy đều quỳ dạp dưới đất thấp thỏm lo âu vị đại nhân này chúng tôi không biết gì cả xin ông đừng giết chúng tôi Chúng tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không tiết lộ tất cả những gì hôm nay đã thấy, đã nghe, xin ông tha cho chúng tôi một con đường sống. Lúc này, ngoài người nhà họ Tần ra, tất cả những người khác đều quỳ xuống xin tha. Đến Tào Việt cũng thấp thỏm lo âu nói, "Tiền bối, xin ngài nương tay cho." Thủ phạm gây ra chuyện này là nhà họ Tần và Dương Thanh, chỉ cần họ chết, tôi đảm bảo sẽ không để chuyện hôm nay bị tiết lộ một chữ nào. Tôi là Tào Vương của Vương Thành Tào, tôi bảo đảm với ngài nếu có người dám tiết lộ chuyện hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn tào việt lạnh giọng nói ngoài ông ra những người khác đều phải chết ban nãy tào việt còn muốn khuyên nhưng bị người đàn ông trung niên lườm một cái lão ta sợ run bần bật không dám nói thêm chữ nào mà những người khác sau khi nghe người đàn ông trung niên không chịu buông tha cho họ thì mặt đầy tuyệt vọng thực lực mà lúc trước dương thanh thể hiện ra đã đủ làm họ tuyệt vọng rồi bây giờ lại thêm một người đàn ông trung niên bí ẩn đến, thực lực càng kinh khủng hơn nữa. Vốn dĩ họ còn tưởng rằng người đàn ông trung niên này cứu Tào Việt thì cũng sẽ cứu họ nhưng không ngờ ông ta vẫn muốn giết họ. Tào Vương, cứu chúng tôi với. Các chủ gia tộc đồng loạt quỳ xuống xin Tào Việt tha cho. Mắt Tào Việt lóe sáng, cắn răng nói, các người cũng thấy đó, không phải tôi không muốn cứu các người mà là Dương Thanh đã hủy hoại tâm huyết của sư phụ của vị đại nhân này. Đây là chuyện trọng đại, chuyện hôm nay không được tiết lộ dù là nửa chữ, để đảm bảo không ai tiết lộ chuyện hôm nay, các người chỉ có thể chết. Muốn trách thì các người trách Dương Thanh đi, tại cậu ta chọc người không nên chọc nên mới liên lụy đến các người. Những lời Tào Việt nói làm cơn giận của mọi người chuyển sang dồn lên người Dương Thanh. Có điều, Dương Thanh quá mạnh, họ tức mà không dám nói. Dương Thanh lạnh lùng đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên nói, nể tình ông là người miêu thành, tôi có thể cho ông một cơ hội, nếu ông rời khỏi đây, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Lần trước lúc ở Vương Thành Quan, Dương Thanh đã từng tiếp xúc với một cao thủ thần cảnh của Miêu Thành, cũng biết số cao thủ thần cảnh có hạn. Nếu thiếu một người, chỉ sợ sẽ khiến toàn bộ Miêu Thành phải chấn động. Anh không muốn để các cao thủ thần cảnh của Miêu Thanh nhập thế nên tất nhiên không muốn giết audio điện tử võ tấn bền ha ha, hay lắm. Tào Việt bỗng nhiên cười như điên, hai nắm đấm và cả người lão ta đều tràn đầy sức mạnh không gì sánh bằng điều khiến lão ta vui mừng chính là thực lực võ thuật của lão ta không chỉ đột phá thần cảnh trung kỳ mà vẫn còn đang tăng nhanh có thể sắp bước vào cảnh giới thần cảnh hậu kỳ rồi mà lúc này hơi thở võ thuật trong cơ thể miêu vân nhiễm lại càng kinh khủng chỉ trong thời gian ngắn hơi thở trên người ông ta đã vọt lên cấp độ cao nhất đây chính là thực lực đột phá cảnh giới thần cảnh đỉnh phong sao miêu vân nhiễm cũng vô cùng hưởng thụ cảm giác toàn thân tràn trề sức mạnh cho dù có phải trả giá thật đắt ông ta cũng không hề hối hận nếu không phải ông ta dùng cổ trùng để kích thích thực lực võ thuật trong cơ thể, thì hôm nay ông ta chỉ có thể bỏ mạng ở đây. Sắc mặt những cao thủ dưới cảnh giới thần cảnh ở xung quanh đều rất khó coi, giống như không gian cũng thay đổi, khiến cơ thể những người có thực lực yếu hơn mất khống chế đến run rẩy. Sắc mặt tần đức chính trắng bệch, ông cụ đầy tuyệt vọng nói, chẳng lẽ hôm nay thật sự là ngày tàn của nhà họ tần sao? Không đâu, ánh mắt vũ liệt trở nên kiên định, lão ta nhìn chằm chằm bóng dáng trẻ trung đang đứng giữa sân nhà họ tần, ánh mắt tràn đầy vẻ kính trọng, lần nữa kiên định nói, có cậu Thanh ở đây, có thể bảo vệ nhà họ Tần trăm năm yên ổn. Tần Đức Chính vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Vũ Liệt, lúc này, ông cụ có thể nhìn thấy được sự kiên định và cả tín ngưỡng từ trong ánh mắt của Vũ Liệt. Tựa như trong lòng Vũ Liệt, Dương Thanh đã trở thành tín ngưỡng. Bây giờ cậu ấy phải đối mắt với hai cao thủ thần cảnh, cho dù võ công của cậu ấy có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể một mình đối đầu với cả hai cao thủ thần cảnh sao? Tần Đức Chính nghi ngờ hỏi vũ liệu trầm giọng nói ông nhìn cậu thanh đi từ đầu đến cuối cậu ấy vẫn luôn bình tĩnh đứng đó chờ đợi miêu vân nghiễm và tào việt thăng cấp cậu thanh không phải là kẻ ngu nếu cậu ấy không thể đồng thời đối phó với hai cao thủ thần cảnh sao có thể chờ hai cao thủ này tăng thêm sức mạnh chứ vừa rồi nếu cậu dương muốn giết bọn họ đó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay nghe vậy tần đức chính cũng kinh sợ vội vàng nhìn về phía dương thanh ông cụ thấy đúng như lời vũ liệt nói dương thanh đứng giữa sân Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ có đôi mắt là thoáng lóe lên sự hiếu chiến điên cuồng. "Không ngờ đúng là như vậy." Tần Đức Chính kinh ngạc nói, "Dương Thanh, rốt cuộc cậu ấy mạnh đến mức nào đây?" Người phát hiện Dương Thanh vẫn hết sức bình tĩnh không chỉ có Vũ Liệt, mà còn cả tám cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ do Dương Thanh dẫn tới đây. Lúc này, khi nhìn về phía Dương Thanh, ánh mắt họ tràn đầy sự kính trọng. Lần nào Dương Thanh cũng có thể mang tới cho họ bất ngờ vô cùng lớn. Mặc dù họ không biết suốt cuộc lúc này Miêu Vân Nghiễm và Tào Việt đã mạnh lên đến thế nào, nhưng họ biết thực lực võ thuật của hai kẻ này đã tăng lên rất nhiều. Hai người này vốn là cao thủ thần cảnh, thực lực lại tăng lên gấp mấy lần, có thể tưởng tượng được cơ thể bọn họ đã biến đổi như thế nào. Lại thấy Dương Thanh trơ mắt đứng nhìn hai kẻ kia trở nên mạnh mẽ, tựa như không chút lo lắng hai kẻ này sẽ đánh bại anh sau khi thực lực của bọn họ thay đổi. Giết, hơi thở võ thuật trên người Miêu Vân Nghiễm đã ổn định ở cảnh giới thần cảnh đỉnh phong, mà Tào Việt cũng ổn định ở cảnh giới thần cảnh trung kỳ. Sau tiếng hét của Miêu Vân Nghiễm, bóng ông ta bỗng biến mất. Mà Tào Việt nháy mắt cũng bộc phát tốc độ nhanh nhất, xông về phía Dương Thanh. Bùm, Dương Thanh vẫn đứng đó, không nhúc nhích chút nào, chỉ hờ hững vung tay lên, nắm đấm của Miêu Vân Nghiễm đã đụng mạnh vào lòng bàn tay anh. Bùm bùm bùm, mặt đất xung chuyển mạnh mẽ, sau đó lấy hai người làm trung tâm, vô số khe hở lớn nhỏ khác nhau lập tức lan ra bốn phương tám hướng một luồng sức mạnh kinh người giống như từng đợt từng đợt sóng chấn động bốn phía. Những cao thủ ở cảnh giới yếu hơn vương cảnh hậu kỳ chỉ cảm thấy có một đòn tấn công vô hình vô cùng kinh khủng đập vào người họ, khiến họ lùi mạnh về phía sau mấy bước. Mà các cao thủ cảnh giới vương cảnh hậu kỳ và vương cảnh đỉnh phong cũng có thể cảm giác được sức mạnh kinh khủng của cơn chấn động kia, sắc mặt tái nhợt. Vũ Liệt mới đến bán bộ thần cảnh nhìn chằm chằm Dương Thanh, ánh mắt đầy vẻ cuồng nhiệt. Dương Thanh, tôi sẽ tiến cậu lên đường. Dương tới trợ giúp Dương Thanh, nhưng Tào Việt đã lao tới bên cạnh Dương Thanh, lão ta tung ra một quyền chí mạng nhằm trúng đầu Dương Thanh. Ông cụ đứng cách Dương Thanh khá xa, dù muốn lao tới ngăn cản cũng không thể làm được. Cậu Thanh, tám cao thủ đã bước nửa bước vào cảnh giới vương cảnh cũng biến sắc, kinh hoàng hô to. Người nhà họ Tần đều vô cùng tuyệt vọng, trơ mắt đứng nhìn đòn tấn công của Tào Việt đánh xuống. Bùm, thấy đòn chí mạng của Tào Việt sắp đánh xuống, đúng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Dương Thanh bỗng vung tay lên, tung ra một quyền. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, kèm theo tiếng xương cốt gãy liệt. Cơ thể Tào Việt bị đánh bay trên không trung, giống như một quả bóng bị đá bay. ầm, um, một giây tiếp theo, lại một tiếng động thật lớn vang lên. Cơ thể của Tào Việt đụng thủng vách tường trong sảnh tiệc của nhà họ Tần. Từ đầu đến cuối, Dương Thanh vẫn đứng yên ở đó, không rời nửa bước. Đầu tiên, anh tung ra một chiêu đỡ một quyền của Miêu Vân Nghiễm. Sau đó, Dương Thanh tung ra một đấm đánh bay Tào Việt có thực lực đã đạt tới thần cảnh trung kỳ khi lão ta còn chưa đụng được vào cơ anh. Giờ phút này, hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng trẻ tuổi kia. Cho dù là Miêu Vân Nhiễm đã có thực lực tăng lên cảnh giới thần cảnh đỉnh phong cũng vô cùng khiếp sợ trong lòng. Chuyện, chuyện này sao có thể? Miêu Vân Nhiễm tự lẩm bẩm. Dương Thanh có thể hời hợt đỡ được một đòn tấn công toàn lực của ông ta đã khiến ông ta đủ kinh ngạc lắm rồi nhưng khiến ông ta không thể ngờ được là khi dương thanh rằng có với ông ta anh lại vẫn có thể phân tâm đối phó với tào việt có thực lực thần cảnh trung kỳ thậm chí tào việt còn chưa đụng được vào dương thanh đã bị anh đánh bay mặc dù ông ta và dương thanh chưa thật sự quyết chiến nhưng trong mấy giây ngắn ngủi này thắng bại đã phân định rõ ràng từ đầu đến cuối dương thanh vẫn đứng đó mà ông ta là phe chủ động tấn công dốc hết thực lực để ra đòn lại không thể đẩy lui được dương thanh điều này chỉ có thể cho thấy thực lực của Dương Thanh vẫn trên ông ta. Rốt của cậu là ai? Miêu Vân Nhiễm sắc mặt giữ tận hỏi. Tôi không, Miêu Vân Nhiễm lập tức hét lớn, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Ông ta cảm nhận được rất rõ, đòn này của Dương Thanh mang theo sức mạnh khủng khiếp cỡ nào. Ông ta cũng hoàn toàn không có cách nào chống lại, một khi quyền này hạ xuống, ông ta chỉ còn đường chết. Oanh, nhưng Dương Thanh vẫn không buông tha ông ta, nắm đấm này nện thẳng vào tim Miêu Vân Nhiễm giữa ánh mắt khiếp sợ của bao người, thân thể Miêu Vân Nhiễm bay vụt ra ngoài, tốc độ còn cao hơn cả tốc độ của tàu Việt vừa rồi, điều này chứng tỏ quyền vừa rồi của Dương Thanh đã tăng thêm rất nhiều lực. Thân thể Miêu Vân Nhiễm nặng nề rơi xuống đất, miệng hộc một búng máu đen, hơi thở trên người nháy mắt tan biến như bong bóng xì hơi. May, may, ọc, Miêu Vân Nhiễm chỉ tay vào Dương Thanh, mới nói được hai chữ mày thì đã lại hộc ra một búng máu đen lẫn nội tạng, chút hơi thở cuối cùng. Còn về tàu Việt tàu vương của vương thành Tào. Ngay thời khắc bị Dương Thanh đánh trúng, lão ta đã chết. Phù, một trận gió nhẹ thổi qua, vô số bụi bặm tốc lên. Hai cao thủ thần cảnh đều đã ngã xuống. Không ai biết rằng, một trong số đó thậm chí đã tăng thực lực võ thuật của mình lên tới thần cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn không cách nào chịu được một quyền của Dương Thanh. Giữa biển người này, ai cũng khiếp sợ tột cùng, thậm chí còn có người cảm thấy có lẽ mình đang nằm mơ. Trước đó, bọn họ chưa từng được chứng kiến cảnh tượng cao thủ thần cảnh giao chiến trận chiến này đã khiến bọn họ nhận ra mình thật nhỏ bé làm sao. Huyệt, tám vị cao thủ vương cảnh hậu kỳ bỗng đồng loạt quỳ một gối xuống đất, quát to, cậu thanh vĩ đại. Huyệt huyệt huyệt, ngay sau đó, vô số cao thủ cũng quỳ một gối xuống đất, hét lớn, cậu thanh vĩ đại. Đám người đứng đầu các gia tộc lớn đã sợ run cả lên, mồ hôi lăn thành dòng xuống mặt, áo bọn họ đã ướt sũng mồ hôi tự bao giờ. Bịch, một chủ gia tộc quyền quý vội vàng quỳ hai chân xuống đất, cầu khẩn, nhà họ Tề xin thành tâm tôn cậu Thanh làm vương của vương thành này, từ nay về sau chỉ nghe lệnh cậu để làm việc. Nhà họ Lý cũng xin thành tâm tôn cậu Thanh làm vương của vương thành này, từ nay về sau chỉ nghe lệnh cậu để làm việc. Nhà họ Trương thành tâm tôn cậu Thanh làm vương của vương thành này, từ nay về sau chỉ nghe lệnh cậu. Chấm, tất cả chủ của các gia tộc lớn ở vương thành này đều đã quỷ gối, run lên bần bật như không thể khống chế nổi cao thủ đã bước vào cảnh giới thần cảnh như tào việt và miêu vân nhiễm cũng mất mạng dưới tay dương thanh chỉ trong nháy mắt huống chi là bọn họ nếu dương thanh muốn giết bọn họ e rằng chỉ dùng một ngón tay thôi đã đủ tiêu diệt sạch tất cả trong chớp mắt rồi nhỉ trái ngược với những người này người nhà họ tần đều hết sức kích động siết chặt nắm tay nhất là những người trẻ tuổi tất cả đều nhìn về phía dương thanh ánh mắt đầy sùng bái rất nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp của nhà họ tần đều nhìn dương thanh với ánh mắt cuồng nhiệt nếu không phải vợ dương thanh chính là con gái tần đại dũng thì bọn họ nhất định sẽ chủ động theo đuổi anh dương thanh vị trí vương của vương thành này chỉ có cháu mới có tư cách giữ tần đức chính cũng đi tới bên cạnh dương thanh kích động nói ông cụ thật sự mong muốn dương thanh có thể làm tần vương dù không phải tần vương làm dương vương cũng được chỉ có điều mọi tâm tư của dương thanh đều đang dành cả cho vợ con sao có thể chịu ở lại đây làm một vị vương ông hai ông đừng nhún nhường nếu đã quyết định vị trí tần vương của vương thành tần này do ông đảm nhiệm thì tần vương chỉ có thể là ông bây giờ như thế sau này cũng sẽ như thế dương thanh nghiêm nghị nói tao việt đã chết nhà họ tần lại có cao thủ bán bộ thần cảnh là vũ liệt bảo vệ anh có thể yên tâm rồi thôi được vậy vị trí tần vương này sẽ do ông tạm thời thay mặt giữ nếu có một ngày cháu muốn trở lại định cư ở vương thành tần ông sẽ đích thân đưa cháu lên vị trí dương vương tần đức chính cười lớn nói Dương Thanh cũng nở nụ cười, ha ha, được ạ. À? Về phần chủ các gia tộc đang quỳ trên mặt đất, Dương Thanh chẳng nhìn lấu một lần đã đi theo Tần Đức Chính về phòng. Dương Thanh, những tên khốn bên ngoài kia, cháu định xử lý thế nào? Trong phòng Tần Đức Chính, ông cụ nhìn Dương Thanh, nghiêm túc hỏi. Dương Thanh cười cười, nói, ông hai, đây là chuyện của vương tộc họ Tần của ông mà, ông muốn xử lý thế nào thì cứ xử lý thế đó. Được, đáy mắt Tần Đức Chính lóe lên một tia sáng lạnh trước ông đã cho bọn họ cơ hội rồi, nhưng chính bọn họ không muốn nhận, vậy thì chớ trách ông không khách sáo. Dứt lời, ông cụ bèn bảo ông quản gia bên cạnh, cho bọn họ vào đi. Vâng, ông quản gia đi ra một chuyến, chẳng mấy chốc, bảy chủ gia tộc lớn đều đi vào. Bịch, bảy người vừa đi vào liền đồng loạt quỳ hai chân xuống đất, cầu xin, thưa Tần Vương, chúng tôi biết sai rồi, trước đó chúng tôi cũng chỉ bị Tào Việt ép buộc nên mới không dám đi theo ngài mà thôi. Chúng tôi đức chính, mắt ông ta sợ sệt nhìn xuống. Thực ra không phải ông ta không dám nhìn Tần Đức Chính mà là quá sợ hãi Dương Thanh, người đang ngồi bên cạnh Tần Đức Chính lúc này. Trận chiến vừa rồi đối với ông ta quả thực chẳng khác nào một giấc mộng, đến bây giờ, hình ảnh Dương Thanh tung một quyền đánh bay miêu vân nhiễm vẫn luẩn quẩn trong đầu ông ta, tái hiện liên tục. Tần Vương, Trần Trung cung kính cúi người chào Tần Đức Chính. Tần Đức Chính khẽ gật đầu, trầm giọng bảo, trước kia, khi mọi người đều lựa chọn cùng phe với Tào Việt, chỉ có cậu lựa chọn đứng về phe tôi, tôi cũng đã hứa với cậu, từ nay về sau, sẽ để cậu đảm nhận vị trí chấn thủ khu vực phía nam của Vương Thành Tần. Xin cảm tạ Tần Vương, Trần Trung vội vàng nói cảm ơn. Ban đầu tôi còn tưởng rằng trong số 7 gia tộc lớn của Vương Thành này, nếu không có một nửa thì cũng phải có ít nhất hai gia tộc sẽ chọn đứng về phe tôi, nhưng thật đáng tiếc, lại không phải. Tần Đức Chính bỗng thở dài một tiếng, sau đó nói, hôm nay Vương Thành Tần một lần nữa phân định lại, Đúng lúc tôi cần dùng người mà tạm thời chỉ có cậu là có thể dùng được. Nếu đã vậy, tôi đây tuyên bố, từ giờ trở đi, Phong Trần Trung làm tổng đốc của Vương Thành Tân, hỗ trợ tôi quản lý bốn khu vực đông tây nam bắc của Vương Thành Tân. Các gia tộc còn lại, mỗi gia tộc lấy ra hai cao thủ có thực lực trên vương cảnh trung kỳ giao cho nhà họ Trần, còn lại toàn bộ rời khỏi bốn khu vực chính quanh Vương Thành. Lời này vừa được thốt ra, mặt cả đám người kia lập tức tái nhợt. Trần Trung cũng tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Ông ta biết mình đã đặt cược đúng cửa rồi, nhưng không ngờ mình lại thắng lớn như vậy. Vương thành chia thành 5 khu, khu trung tâm và 4 khu đông tây nam bắc. Khu vực trung tâm luôn do vương tộc trực tiếp chỉ huy quản lý, bốn vực quanh đó do 4 gia tộc có thực Trần Trung ngây người một lát, sau đó mừng rỡ như điên, vội vàng quỳ một chân xuống, kích động nói: "Xin cảm tạ sự tín nhiệm của Tần vương. Trần Trung nhất định sẽ không để ngài thất vọng." Đương nhiên ông ta hiểu được, Tần Đức chính đang muốn đề bạt mình. Thậm chí những lợi ích mà ông cụ cho ông ta lúc này còn lớn hơn gấp mấy lần lời hứa trước đây. Trước đây, Tần Đức Chính chỉ nói sau này sẽ giao khu vực phía nam của vương thành Tần cho nhà họ Trần phụ trách, nhưng hiện nay, ông cụ lại quyết định giao cả 4 khu vực đông tây nam bắc cho ông ta phụ trách. Không chỉ có thế, ông cụ còn yêu cầu bảy gia tộc khác, nói đúng hơn là 6 gia tộc khác trừ nhà họ Trần, mỗi gia tộc phải đưa ra hai cao thủ có thực lực trên vương cảnh trung kỳ cho nhà họ Trần. 6 gia tộc lớn 12 cao thủ cảnh giới trên vương cảnh trung kỳ. Chưa bàn đến chuyện 12 vị cao thủ trên vương cảnh trung kỳ này có thể tin được hay không, ít nhất việc này đã làm suy giảm mạnh thực lực của 6 gia tộc kia. Huống chi, sau lưng vương tộc họ tần còn có một nhân vật khủng bố một giây giết chết cao thủ thần cảnh như Dương Thanh, 12 vị cao thủ chỉ mới qua vương cảnh trung kỳ làm sao dám phản bội nhà họ Trần. Hoặc nói đúng hơn là, không dám phản bội vương tộc họ tần. Nhưng nói gì thì nói, việc này cũng đã khiến địa vị của nhà họ trần tăng vọt ngày sau sáu gia tộc kia đều phải nghe lệnh trần trung này mà làm việc nhìn trần trung kích động như thế tần đức chính khẽ gật đầu ánh mắt lạnh lẽo đảo qua chủ của sáu gia tộc lớn kia hỏi các ông có đồng ý với điều tôi vừa nói không thưa tần vương nhà họ khương chúng tôi dẫu sao cũng là một trong các gia tộc mạnh nhất của vương thành tần bảo chúng tôi giao lại khu vực phía nam cho nhà họ trần liệu có hơi bất hợp lý không ạ à? chủ nhà họ khương bỗng lấy hết can đảm thận trọng nói nhà họ Trần dù sao cũng chỉ có một, không có khả năng đồng thời chuyển vào trong cả bốn khu vực. Hừ, Tần Đức Chính cao mày, lạnh lùng nói, nhà họ Khương giao ra ba cao thủ thực lực trên vương cảnh trung kỳ cho nhà họ Trần. Chủ gia tộc họ Khương lập tức ngây mặt ra, ông ta chỉ đưa ra một kiến nghị nho nhỏ mà thôi, nhưng hậu quả lại là từ giao hai cao thủ trên vương cảnh trung kỳ cho nhà họ Trần, nay đã biến thành ba người. Còn gia tộc nào có ý kiến nữa không? Tần Đức Chính đưa mắt đảo qua những người này một lượt, lạnh lùng hỏi. Có nhà họ Khương làm gương, còn ai dám ý kiến gì, cả đám đều vội vàng lắc đầu, tỏ lòng trung thành, "Thưa Tần vương, chúng tôi đều tình nguyện làm theo lời ngài ạ." À. "Tốt lắm, nếu không có ý kiến gì thì cút cả đi cho tôi, chuyện sau này bên nhà họ Trần sẽ trao đổi với các ông." Tần Đức Chính không khách khí nói, sau đó còn bổ sung, "Các ông nghe cho kỹ đây, tôi chỉ yêu cầu các ông nhường lại khu vực quản lý, giao ra hai cao thủ thực lực trên vương cảnh trung kỳ đã là hết sức khoan dung độ lượng với các ông rồi." có ngày hôm nay chính là do các ông tự chọn, trước kia chỉ cần một người trong số các ông đứng ra đi theo tôi thì hiện tất cả những gì nhà họ Trần nhận được, có một nửa sẽ thuộc về các ông. Làm sai thì phải trả giá. Đương nhiên, sau này nếu các ông có thể làm ra những cống hiến to lớn cho Vương Thành Tần thì chuyện để các ông trở lại vị trí cũng không phải là không thể. Những lời cuối cùng của Tần Đức Chính khiến cho cả sáu người đứng đầu các gia tộc kia run lên, sắc mặt lập tức vui mừng hẳn, dối giết thưa, xin Tần Vương yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ ra sức cống hiến cho vương thành tần tốt lắm tôi sẽ chờ ngày các vị lập công thôi về cả đi mãi đến khi sáu người đứng đầu sáu gia tộc lớn đã rời khỏi đây tần đức chính mới quay sang nói với trần trung tôi vừa nói vậy cậu có cảm thấy lo sợ không trần trung bối rối khó hiểu vừa rồi khi tần đức chính nói chừng nào sáu gia tộc kia lập được công lớn cho vương tộc họ tần thì có thể cân nhắc để họ trở về vị trí cũ lúc đó đúng là đã khiến ông ta bỗng nảy sinh cảm giác lo lắng nhưng giờ đây, cảm giác này đều đã biến mất, ông ta kiên định nói, bây giờ thì không có. Hừ, nói vậy tức là vừa rồi thì có. Trần Trung gật đầu, vừa rồi tôi cũng sợ, theo bản năng thôi, nhưng sau tôi đã nghĩ kỹ càng, muốn lập được công lớn cho Vương Thành Tần đâu dễ dàng gì. Nếu thực sự có ngày đó, thì khi ấy địa vị của nhà họ Trần ở Vương Thành Tần cũng đã vượt xa các gia tộc khác, dù có gia tộc được nâng cao địa vị cũng rất khó có thể trở thành đối thủ của nhà họ Trần, quan trọng hơn nữa là trước khi bọn họ có cơ hội lập công với vương thành tần tôi tin tưởng rằng nhà họ trần có lẽ đã lập được công lớn cho vương thành tần này rồi tần đức chính có thể nhận ra những lời này đều xuất phát từ đáy lòng trần trung ông cụ bèn cười lớn tốt tôi chờ ngày nhà họ trần lập công lớn sau khi nói xong trần trung cũng ra về lúc này trong phòng chỉ còn lại dương thanh và tần đức chính dương thanh lần này may nhờ có cháu nếu không ông thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào có lẽ lúc này nhà họ Tần đã bị diệt sạch rồi, đâu còn có thời khác trở thành vương tộc họ Tần như bây giờ. Tần Đức Chính cảm kích nói. Cho đến giờ phút này, Tần Đức Chính vẫn cảm thấy như mình đang mơ. Sáng nay Dương Thanh tới đây, nơi này còn là vương thành tàu dưới sự thống trị của tàu vương, mới mấy tiếng trôi qua, vừa tới buổi chiều, nơi đây đã biến thành vương thành Tần, nằm dưới sự thống trị của nhà họ Tần. Không chỉ thế, còn có hai cao thủ thần cảnh đã bỏ mạng ở vương tộc họ Tần, bảy gia tộc lớn của vương thành cũng đều đã quy phục nhà họ tần sau hôm nay vương thành tần sẽ do vương tộc họ tần dẫn đầu nhìn tần đức chính cảm kích dương thanh lắc đầu sắc mặt lại lộ vẻ nghiêm túc thực lực của cao thủ miêu thành đã vượt xa tưởng tượng của cháu thực lực của miêu vân nhiễm vốn chỉ có thần cảnh trung kỳ nhưng lại có thể lợi dụng cổ thuật đẩy thực lực lên tới thần cảnh đỉnh phong loại thủ đoạn này cháu cũng lần đầu nghe nói đến miêu vân nhiễm đã lợi hại như vậy thì sư phụ ở miêu thành của ông ta còn mạnh cỡ nào nghe dương thanh nói thế tần đức chính cũng lo lắng ra mặt lần này nhà họ tần đã khiến cháu gặp phiền toái rồi dương thanh bất đắc dĩ lắc đầu nói ông hai nếu ông còn coi cháu là rể nhà họ tần thì sau này đừng nên nói những lời như thế nữa tần đức chính cười cười ừ không nói sau này không nói thế nữa cháu là con rể của nhà họ tần này đồng thời cũng là quý nhân của nhà họ tần cùng lúc đó tại miêu thành xa xôi trong một trang viên Ọc, ờ, sư phụ của Miêu Vân Nghiễm là Lưu lão quái đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch đi. Lần trước, khi Tần Như Phong bị giết, cổ trùng bị tiêu diệt, Lưu lão quái cũng đã như vậy. Nhưng lúc này, phản ứng của Lưu lão quái càng mạnh hơn, cổ trùng trong người như đang phát điên cắn nuốt lục phủ ngũ tạng lão ta. "Sư phụ!" Một người trung niên vội vàng chạy vào, sợ hãi hô to, vội vã lấy ra một viên thuốc màu đen đưa cho Lưu lão quái. Lưu lão quái vội vàng nuốt viên thuốc nhưng cơn đau khủng khiếp trong cơ thể vẫn rằng xé chừng 5 phút mới giảm bớt. Sư phụ, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Chuyện gì làm người bị cổ độc phản phệ thế này? Người trung niên kia bấy giờ mới dám lên tiếng hỏi. Sắc mặt lưu lão quái trở nên dữ tợn cực kỳ, lão ta nghiến răng nghiến lợi nói, đại sư huynh của con đã chết. Cái gì, miêu sư huynh chết rồi, người trung niên kia không thể tin nổi, miêu vân nhiễm đã đặt chân vào cảnh giới thần cảnh, thực lực thậm chí đã đạt tới thần cảnh trung kỳ, kể cả ở miêu thành này cũng không có mấy người xứng là đối thủ của ông ta. Một người mạnh mẽ cỡ đó lại bỏ mạng ở thế giới bên ngoài sao. Sắc mặt lưu lão quái lúc này vô cùng dữ tợn, cái chết của miêu vân nhiễm quả thực là một đả kích cực lớn với lão ta. Lão ta chỉ có bốn đệ tử, miêu vân nhiễm là đại đệ tử, đồng thời cũng là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất, mới 50 tuổi, thực lực đã đạt tới thần cảnh trung kỳ. Xét trong miêu thành này, miêu vân nhiễm cũng có thể xếp vào hàng những gương mặt xuất sắc nhất, vậy mà bây giờ ông ta đã chết, còn chết ở bên ngoài. Sư phụ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ạ? À? Sao đại sư huynh có thể chết ở ngoài thế tục được ạ? À? Với thực lực của anh ấy, chứa nói ngoài kia, ngay cả trong 13 khu vực của Miêu Thành cũng có thể tung hoành thoải mái rồi cơ mà. Người đàn ông trung niên kia kinh ngạc hỏi. Ông ta là đệ tử nhỏ nhất của Lưu Lão Quái, năm nay vừa mới 40 tuổi, thực lực cũng đã đạt tới vương cảnh đỉnh phong, tuy thiên phú võ thuật không bằng Miêu Vân Nhiễm nhưng trong số 4 đệ tử, ông ta cũng là người có thiên phú thứ hai rồi. Nếu ông ta tới độ tuổi như Miêu Vân Nghiễm, có lẽ cũng có thể đạt tới thần cảnh trung kỳ như vậy. Từ xưa thầy đã dạy các con, thế giới rất rộng lớn, đối với người trong thế tục, Miêu Thành rất thần bí, cao thủ của Miêu Thành cũng vô cùng lợi hại, nhưng đó là do phạm vi tiếp xúc của bọn họ còn hạn hẹp, cho nên căn bản không biết thế giới này rộng lớn cỡ nào. Mắt lưu lão quái đã vằn đỏ, lão ta nhìn tiểu đệ tử, nói, như người đã từng xuất hiện ở thế tục 100 năm trước, chỉ dựa vào sức một người đã đủ để trấn áp năm hoàng tộc của thế tục. Mà chín hoàng tộc lớn vào 100 năm trước, mỗi hoàng tộc đều có cao thủ thần cảnh, nghe đồn thậm chí còn có cả cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Vậy mà, năm hoàng tộc lớn liên kết lại vẫn bị người đó trấn áp, từ đó suy bại trăm năm, hoàng tộc cũng bị giáng thành vương tộc. Lưu lão quái nhìn chằm chằm vào tiểu đệ tử, hỏi: "Con nói xem, thực lực của người kia mạnh cỡ nào?" Nghe Lưu lão quái nói thế, sắc mặt tiểu đệ tử lộ vẻ cực kỳ khiếp sợ sư phụ, chẳng lẽ thực lực của người đó đã vượt qua cảnh giới thần cảnh? Dẫu sao, hoàng tộc của 100 năm trước vẫn có cao thủ thần cảnh, nhưng năm hoàng tộc hợp tác với nhau lại vẫn bị người kia một tay chân áp đến độ mất đi vị trí hoàng tộc. Ngay cả lưu lão quái cũng lộ vẻ sùng bái, trầm giọng nói, thực lực của người đó chắc chắn đã vượt trên thần cảnh, bằng không không thể một mình chân áp cả năm hoàng tộc lớn như vậy. Tiểu đệ tử cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt, thực lực của ông ta nay đã đạt tới vương cảnh đỉnh phong, Sư phụ và đại sư huynh của mình thì đều đã đạt tới cảnh giới thần cảnh. Cao thủ thần cảnh khủng bố cỡ nào, ông ta hiểu rất rõ. Nhưng giờ đây, sư phụ lại nói cho mình hay, trên thế gian này còn có cả những nhân vật có thực lực vượt trên thần cảnh. Sư phụ, con hiểu rồi, người nói đúng ạ, à, chính vì thế giới chúng ta tiếp xúc khác nhau nên tầm nhìn cũng khác biệt nhiều. Tiểu đệ tử chân thành nói, đối với người trong thế tục, thần cảnh chính là cảnh giới trong truyền thuyết rất nhiều cao thủ hàng đầu của bọn họ phấn đấu cả đời cũng không nhất định có thể đạt được cảnh giới vương cảnh đỉnh phong. Nhưng ở Miêu Thành, vương cảnh đỉnh phong chỉ là một mục tiêu nhỏ của người luyện võ thuật, chỉ khi bước vào được cảnh giới thần cảnh thì mới coi là bước vào nhóm cao thủ hàng đầu. Tại những nơi mạnh hơn Miêu Thành chúng ta, có lẽ thần cảnh cũng chỉ là một mục tiêu nhỏ. Lưu lão quái gật đầu, nhìn chăm chăm vào tiểu đệ tử, nói, đời này có lẽ sư phụ sẽ không có cơ hội đặt chân vào bậc cao hơn thần cảnh, nhưng con còn trẻ, tương lai có thể có cơ hội bước vào cảnh giới đó. Nếu có một ngày con thực sự bước vào cảnh giới kia thì dù có chết, sư phụ cũng có thể nhắm mắt rồi. Nghe lưu gì đây, đi tìm tên khốn đã giết đại sư huynh để báo thù ạ." Tiểu đệ tử bỗng lên tiếng hỏi. Nhưng tiểu đệ tử vô cùng kinh ngạc khi lưu lão quái trước nay luôn vô cùng thiên vị người nhà lại lắc đầu, vẻ không cam lòng, thực lực của đại sư huynh con đã bước vào thần cảnh trung kỳ, khi kích phát cổ độc trong cơ thể, sức chiến đấu còn có thể tăng vọt. Nó đã dùng toàn bộ thủ đoạn cùng một lúc mới có thể bộc phát thực lực thần cảnh đỉnh phong, nhưng dù vậy, nó vẫn bị người ta giết chết, có thể tưởng tượng hung thủ giết nó có thực lực mạnh cỡ nào. Loại cao thủ cấp bậc này hiện chúng ta căn bản không có thực lực đối phó nổi, nhưng quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ báo được thù này cho đại sư huynh con. Tiểu đệ tử vội vàng gật đầu, ánh mắt cũng tràn ngập kiên định, nghiến răng nói, con nhất định sẽ cố gắng tu hành, mau chóng bước vào thần cảnh ngoan lắm lưu lão quái đỏ mắt xúc động nói lúc này trong lòng lão ta cũng đang dần hình thành một kế hoạch vĩ đại một khi kế hoạch này thành công thực lực của lão ta sẽ tăng vọt sau khi tiểu đệ tử đi khỏi lưu lão quái bèn bấm một số điện thoại tôi chỉ cho các người nửa tháng trong vòng nửa tháng mà vẫn không thể gom đủ bốn cao thủ thần cảnh thì hợp tác giữa chúng ta coi như xong nói đoạn lão ta bèn cúp điện thoại đối với người của miêu thành lưu lão quái chính là một quái nhân thủ đoạn cực kỳ độc ác chỉ có bốn đệ tử của lão ta biết một điều, lưu lão quái thực sự coi bốn người bọn họ là người thân của mình. Cái chết của Miêu Vân Nhiễm khiến lưu lão quái bước thiết muốn thực thi kế hoạch huyết thần kia, một khi kế hoạch thành công, thực lực võ thuật của lão sẽ tiến vào thần cảnh đỉnh phong. Khi đó, chỉ cần lão ta sử dụng thêm một vài thủ đoạn của mình, sức chiến đấu không phải là không thể bước vào cấp bậc kia. Cùng lúc này, trong phòng họp của Liên minh Vương tộc, Bạch Vương lần nữa triệu tập cuộc họp giữa các thành viên của Liên minh Vương tộc, nhưng lần này, trong phòng họp chỉ còn 3 người. Ngoài Bạch Vương, chỉ còn Mã Vương và Tiết Vương, Tào Vương hôm nay đã mất mạng ở vương tộc họ Tần. Trong phòng họp, sắc mặt ba vị vương đều vô cùng nhợt nhạt, bởi vì bọn họ đều đã nhận được tin Tào Vương bị giết. Tào Vương vừa chết, thực lực của liên minh vương tộc liền giảm đi 1 phần tư. Vừa rồi, Lưu Lão Quái gọi điện tới, báo cho chúng ta rằng, trong vòng nửa tháng phải gom đủ 4 cao thủ thần cảnh bằng không, chuyện giúp chúng ta tranh đoạt đế thôn coi như chưa nói. Cuối cùng Bạch Tần Đức Chính vừa trở lại Vương phủ họ Tần, mấy vệ sĩ đã chạy tới, quỳ gối thấp thỏm bẩm báo, "Thưa vương, chúng tôi không thể bảo vệ hai thi thể kia, cả hai đều đã bị một cao thủ áo đen cướp đi rồi." Vương tộc họ Tần mới được thành lập, đây đúng là thời điểm cần lập uy, những vệ sĩ này đều rất sợ bị Tần Đức Chính xử lý nặng để làm gương. "Cái gì? Hai thi thể kia đã bị người ta cướp đi?" Tần Đức Chính chưa trách tội đội vệ sĩ mà kinh sợ hỏi. Vệ sĩ cầm đầu vội trình bày, đối phương chỉ có một người, hai bên vai khiêng hai thi thể, đến khi chúng tôi lấy lại tinh thần thì người đó và thi thể đều đã biến mất. Vũ Liệt đứng bên đột nhiên nói thêm, đối phương rất mạnh, chắc là một cao thủ thần cảnh. Con người Tần Đức Chính bỗng co rụt lại, nhìn sang Vũ Liệt, sắc mặt như không thể tin nổi. Vũ Liệt chỉ vào khe nứt bằng cánh tay dưới mặt đất, trầm giọng nói, trừ cao thủ thần cảnh, còn ai có thể làm được thế này? Lúc này Tần vẻ căng thẳng. Chuyện xảy ra hôm nay là sự kiện tối mật của vương tộc họ Tần chúng ta, không cho phép bất cứ kẻ nào lan truyền ra ngoài, nghe rõ chưa? Tần Đức Chính bỗng lên tiếng. "Vâng, thưa vương, tất cả những vị lãnh đạo của vương tộc lập tức đáp." Đương nhiên bọn họ đều hiểu rõ, để lộ chuyện này ra ngoài sẽ đem đến nguy cơ lớn thế nào cho vương tộc họ Tần. Tuy đối phương đã cướp đi hai thi thể kia nhưng lại chưa hề gây ra bất cứ tổn thất về người nào cho vương tộc ta. Điều này chứng tỏ đối phương cũng không muốn làm lớn chuyện lên. Tần Đức chính nghiêm nghị nói, nếu đã thế, chuyện này coi như dừng ở đây, không ai trong chúng ta được bàn lại chuyện này nữa, vương tộc họ Tần ta vừa thành lập, nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta là âm thầm làm lớn mạnh bản thân. Tạm thời chúng ta sẽ không dính vào bất cứ chuyện gì của bên ngoài, chỉ nỗ lực gia tăng thực lực của cao thủ gia tộc ta. Dứt lời, ông cụ nhìn về phía Vũ Liệt, trầm giọng nói, Vũ Liệt Nhiệm vụ thiết yếu của ông lúc này là mau chóng tăng thực lực lên đến thần cảnh, một khi vương tộc họ Tần ta có một cao thủ thần cảnh thì địa vị của chúng ta mới vững vàng được. Vũ Liệt gật đầu, tôi sẽ gắng hết sức. Tiếp đó, Tần Đức chính lại thảo luận vài chuyện về vương thành Tần với các vị lãnh đạo, xong xuôi mới giải tán. Lúc này đã cách thời điểm Dương Thanh rời khỏi vương thành Tần được 3 giờ đồng hồ, ông cụ bèn bấm điện thoại gọi cho Dương Thanh. Dương Thanh, thi thể của Miêu Vân Nghiễm và Tào Việt đã bị người ta cướp đi. Dương Thanh vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của Tần Đức Chính. Bị cướp đi ạ." À, Dương Thanh lập tức nhíu mày, rốt cuộc là ai gây ra? Vì sao phải cướp hai thi thể nhỉ? Không rõ lắm, đối phương là một cao thủ khoác áo đen, rất thần bí, người của vương tộc họ Tần thậm chí còn không thấy rõ mặt kẻ này, kẻ này đã cướp mất hai thi thể kia." Tần Đức Chính nói, giọng tràn đầy lo lắng. Trong hội nghị của gia tộc, ông cụ chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đối với Dương Thanh, ông cụ hoàn toàn không giấu giếm sự lo âu. Vương tộc họ Tần có tổn thất gì không ạ? À? Dương Thanh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi. Tần Đức chính đáp, trừ hai người trông coi thi thể bị đánh hôn mê, những người khác đều không hề bị thương tổn gì. Điều này chứng tỏ đối phương chỉ muốn lấy đi hai thi thể kia, vậy thì cũng có thể yên tâm phần nào, chỉ ít đối phương không có ý định tấn công Vương tộc họ Tần. Dương Thanh nghe nói thế cũng yên tâm hơn. Chỉ cần đối phương không có ý nhằm vào vương tộc họ Tần thì không thành vấn đề. Nghe cháu nói vậy, ông cũng yên tâm hơn, ông chỉ định báo với cháu một tiếng thôi, không quấy rầy cháu nữa nhé. Tần Đức Chính nói xong liền cúp điện thoại. Dương Thanh vẫn nhăn mày suy tư, lẩm bẩm, rốt cuộc là ai nhỉ? Vì sao phải cướp hai thi thể đó đi, mà đối phương còn là một cao thủ thần cảnh? Chẳng lẽ là sư phụ của Miêu Vân Nghiễm? Hẳn không phải, nếu đúng là sư phụ của Miêu Vân Nghiễm Lão ta sẽ chỉ mang thi thể Miêu Vân Nhiễm đi thôi, đồng thời cũng sẽ không bỏ qua cho vương tộc họ Tần, nhưng người này còn mang cả thi thể Tào Việt đi, lại không hề tấn công bất cứ ai. Nếu không phải sư phụ của Miêu Vân Nhiễm thì sẽ là ai? Chính Dương Thanh cũng nghĩ không ra, rốt cuộc kẻ cướp hai thi thể đi là ai? Bố ơi, đúng lúc này, một tiếng gọi lạnh lót vang lên, Tiêu Tiêu đã về rồi, cô bé nhào vào lòng Dương Thanh như một chú chim nhỏ hân hoan. Tiêu Tiêu của bố con đi đâu mà giờ mới về nhà thế một nụ cười dịu dàng lướt qua mặt dương thanh anh bế con gái lên hỏi tiêu tiêu hớn hở kể mẹ đưa con đi xem phim xem công chúa bạch tuyết và bảy chú lùn đó hay lắm đó thật à dương thanh hôn lên má con một cái cười nói đợi khi nào con nghỉ bố cũng đưa con đi xem phim được không nào được ạ à, con còn muốn đến công viên trò chơi đến cả vườn bách thú nữa tiêu tiêu hào hứng nói Dương Thanh nhìn cô bé đầy âu yếm cưng chiều, cười cười bảo, được được, con muốn đi đâu, bố sẽ đưa con đến đó. Chồng à, đây là đồ ăn em mua từ nhà hàng về cho anh với bố, đang còn nóng, hai người tranh thủ ăn luôn đi. Tần Thanh tâm sách một túi đồ ăn, cười cười đi vào phòng bếp, em với yi và Tiêu Tiêu đều đã ăn rồi, để em sắp đồ ăn ra đĩa nhé. Được, vất vả cho em rồi. Dương Thanh cũng cười nói. Lúc này, Dương Thanh bế con gái, vợ anh thì tất bật trong bếp, Cảnh tượng người một nhà quây quần bên nhau thật bình yên và ấm áp. Nhưng nào ai biết được, trên vai anh đang đè nặng một áp lực lớn cỡ nào. Vẻ tươi cười thoải mái này, anh luôn chỉ dành cho người nhà, trước mặt kẻ địch, anh chính là một cao thủ mặt lạnh như tiền. Sau khi Long Đằng còn đang trong giấc mộng lập tức bị tiếng còi báo động này đánh thức, nghe bên ngoài hô to có kẻ thù tấn công, lão ta tiện tay kéo một cái áo choàng tới, khoác lên người. "Ông chủ, có rất nhiều cao thủ đến đây." cao thủ của nhà họ Long hoàn toàn không phải đối thủ, chúng ta thương vong rất nặng nề. Lúc này, quản gia già chạy vội vào, thấp thỏm lo âu nói. Vẻ mặt Long đằng cực kỳ dữ tợn, lão ta cắn răng nói, nhà họ Long sừng sướng ở Yến Đô nhiều năm như vậy, chưa từng có ai dám đến nhà họ Long chúng ta gây sự, cho dù là ai cũng phải trả giá đắt. Lúc này, tất cả cao thủ của nhà họ Long đều đang liều mạng chiến đấu. Nhưng đối phương có tới 10 cao thủ vương thế lực mạnh hơn nhà họ Long thì biết nguồn gốc của bọn họ, cho nên nhà họ Long mới có thể trở thành gia tộc có thực lực mạnh nhất trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô. Long đằng đi ra ngoài, lập tức nhìn thấy 10 cao thủ mặc đồng phục thống nhất đang ra tay với cao thủ của nhà họ Long. Đối phương vốn dĩ muốn đến lấy mạng người nhà họ Long, mỗi một đòn đánh xuống đều có thể thấy máu. Khốn kiếp, các người là đang tự tìm đường chết đấy. Long đằng nhìn người nhà họ Long lần lượt ngã xuống đất, đôi mắt đỏ lên, cắn răng quát khẽ một tiếng. Long đằng, lăn ra đây chịu chết đi. Lúc này, cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ dẫn đầu đột nhiên xông thẳng về phía Long Đẳng. Hai bên trái phải ông ta đều là cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ, ba người cùng xông đến chỗ Long Đẳng như những mũi dao sắc bén. Bảo vệ ông chủ, cao thủ nhà họ Long lập tức sợ đến tái mặt, rất nhiều cao thủ vội tiến lên chặn trước mặt Long Đẳng. Nhưng sức chiến đấu của ba cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ kia quá mạnh, bọn họ hoàn toàn không thể chống lại, mới ra tay đã bị ba cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ hạ gục trong nháy mắt. Chỉ sau mấy chục giây ngắn ngủi, năm sáu cao thủ đứng đầu gia tộc chặn trước mặt long đằng đều ngã vào trong vũng máu mà ba cao thủ vương cảnh hậu kỳ đã xông đến trước mặt long đằng long đằng ông có thể chết rồi vừa dứt câu cao thủ dẫn đầu lập tức đấm tới một quyền long đằng mở to mắt nhìn chằm chằm đối phương như muốn nhớ kỹ dáng vẻ của đối phương vào lòng giết vào lúc cú đấm của đối phương sắp chạm vào vị trí trái tim của long đằng mấy cao thủ có vóc dáng gần giống nhau cùng chạy đến lập tức bảo vệ trước mặt long đằng Bụp bụp bụp, 12 người bao vây ba cao thủ vương cảnh hậu kỳ vào giữa, sau đó cùng ra tay. Tiếng nắm đấm đánh vào người liên tục vang lên, một giây sau, ba cao thủ chuẩn bị đánh chết long đằng đều mất mạng. Oanh, lúc này, tất cả mọi người đều bàng hoàng, bảy cao thủ vương cảnh hậu kỳ còn lại đều tỏ vẻ khó tin. Sao, sao có thể như vậy được? Không ngờ ba cao thủ có thực lực tương đương với họ lại bị giết chết trong nháy mắt như thế. 12 cao thủ đột nhiên xuất hiện kia thật sự mạnh quá, mà điều đáng sợ nhất là rõ ràng bọn họ chỉ cảm nhận được hơi thở vương cảnh trung kỳ từ trên người 12 cao thủ này thôi. Cao thủ Vương cảnh trung kỳ sao có thể đánh bại cao thủ Vương cảnh hậu kỳ trong nháy mắt được? Dù đối phương đông gấp 4 lần số cao thủ Vương cảnh hậu kỳ bị giết, nhưng cao thủ võ thuật, mỗi một cảnh giới đều có tranh lệch rất lớn. Số lượng cao thủ Vương cảnh trung kỳ có đông hơn nữa cũng không thể hạ gục 3 cao thủ Vương cảnh hậu kỳ trong nháy mắt như thế được. "Giết cho tôi." Trong mắt Long đằng tràn đầy sát khí. Lão ta cắn răng ra lệnh. Sau mệnh lệnh của lão ta, 12 tướng của Long Môn cùng nhau nhằm về phía bảy cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ còn lại. Bụp, một cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ vừa xông lên đã bị 12 tướng của Long Môn cùng đấm một quyền lấy mạng, 12 đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ gần như đánh ra cùng một lúc. Trong đôi mắt của cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ, kỳ kia tràn đầy vẻ tuyệt vọng, người mềm nhũn ngã xuống đất, khóe miệng có máu chảy ra. Đến lúc này, 10 cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ chỉ còn lại 6 tên cuối cùng hơn nữa bốn tên bị giết trước đó gần như đều bị đánh bại trong nháy mắt. Không ổn, bọn họ có gì đó lạ lắm, lập tức lùi lại. Cảm nhận được sự mạnh mẽ của 12 tướng Long Môn, lúc này, sáu cao thủ vương cảnh hậu kỳ chọn rời đi. Dù bọn họ đến có nhiệm vụ, nhưng trước mắt đã giết rất nhiều người của nhà họ Long, đủ để giá họ mọi chuyện cho Dương Thanh rồi. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, đối phương lại có 12 cao thủ vô cùng kỳ lạ xuất hiện bọn họ ở lại chỉ có một con đường chết, cho nên chỉ có thể rút lui thôi. Muốn đi à, Long Đằng cười khẩy một tiếng, trong mắt lóe lên sát khí, giết cho tôi. 12 tướng của Long môn tựa như 12 người máy, chỉ cần là mệnh lệnh của Long Đằng, bọn họ sẽ lập tức chấp hành. Sáu cao thủ vương cảnh hậu kỳ còn chưa đi được mấy bước đã bị 12 tướng của Long môn bao vây. Oan ra gặp nhau, kẻ mạnh thắng, giết, một cao thủ vương cảnh hậu kỳ hét to, muốn tấn công một người trong đó. Hắn tin đối phương chỉ có thực lực vương cảnh trung kỳ, chỉ cần hắn có thể giữ chân được một người sẽ có thể hóa giải trận thế 12 người này. Chỉ cần có thể trốn khỏi đây, hắn sẽ an toàn. "Giết, năm cao thủ vương cảnh hậu kỳ khác cũng hét lên, chọn một người tấn công." Nhưng vào lúc này, 12 tướng của Long môn đột nhiên chạy nhanh, không chủ động nghênh chiến nữa. Sáu cao thủ vương cảnh hậu kỳ muốn xác định một cao thủ trong mấy người bọn họ hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Vì 12 tướng của Long Môn vây quanh 6 người rồi chạy nhanh, nhưng chẳng mấy chốc, 12 tướng của Long Môn lại thay đổi trận thế, có người chạy nhanh quanh 6 cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ, cũng có người chạy nhanh giữa mấy người bọn họ. Đây, đây là trận thế, một cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ lớn tuổi thấy cảnh này lập tức thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ vô cùng khó tin. Cái gì gọi là trận thế? Một người khác nghi ngờ hỏi. Nghe đồn thủ đoạn ứng chiến chỉ có gia tộc cổ võ mới có được gọi là trận thế có thể giải thích là một số lượng cao thủ nhất định với thực lực gần như hoàn toàn ngang nhau, thậm chí ngay cả vóc dáng cũng gần giống nhau cùng luyện tập loại trận thế này. Ông lão kia tê lần này, cuối cùng Dương Thanh cũng hiểu vì sao Long Đằng lại nghi ngờ Liên Minh Vương tộc rồi. Đây rõ ràng là muốn giá họa. Liên Minh Vương tộc thật sự vẫn chưa từ bỏ ý đồ độc ác. Giọng nói của Dương Thanh lạnh lùng đến cùng cực, nhưng vì sao họ phải giá họa cho tôi? Long Đằng nói, cậu đừng quên, sau lưng tôi là hoàng tộc họ Long nếu như nhà họ Long bị diệt môn thì cậu nói hoàng tộc họ Long sẽ làm gì? Dương Thanh chưa kịp đáp lời, Long Đằng đã cười khẩy, nhưng trong mắt hoàng tộc họ Long, nhà họ Long thật sự không đáng nhắc đến. Nếu nhà họ Long bị tiêu diệt, cùng lắm bọn họ cũng sẽ tìm được một cái cớ để tiến quân vào Yến Đô mà thôi. Nhưng tôi luôn cảm thấy trong này có âm mưu gì đó. Đế thôn vô cùng quan trọng đối với liên minh vương tộc, nhưng với hoàng tộc thì cũng không quá mức quan trọng. Liên Minh Vương tộc hẳn là hiểu rất rõ hoàng tộc họ Long nhất định sẽ đến Yến Đô, vì sao họ còn phải dùng thủ đoạn như vậy để dẫn dụ hoàng tộc họ Long tới chứ? Dương Thanh đứng ngoài ban công, đôi mắt ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài, ánh mắt lóe lên nét lạnh lùng. Anh cũng chung một mối nghi ngờ với Long Đằng. Lúc này Liên Minh Vương tộc bỗng nhiên ra tay với nhà họ Long, chỉ có thể khiến hoàng tộc họ Long tới Yến Đô nhanh hơn mà thôi. Nhưng hoàng tộc họ Long vốn đã muốn tới Yến Đô, để dụ hoàng tộc họ Long đến Yến Đô trước vài ngày. Liên Minh Vương tộc thậm chí không tiếc phái ra 10 cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ đi tiêu diệt nhà họ Long, chẳng lẽ họ không lo sẽ thất bại sao? Trước đó, Liên Minh Vương tộc phái 20 cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ và Đỉnh Phong đến Vương Thành Quan đã bị Dương Thanh chiêu hàng rồi thu về dưới trướng của mình. Lần này, Liên Minh Vương tộc lại tổn thất 10 cao thủ Vương Cảnh Hậu Kỳ, chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã mất đi 30 cao thủ hàng đầu. Cho dù Liên Minh Vương tộc có tài lực mạnh hơn nữa, cũng không dễ chiêu mộ được nhiều cao thủ như vậy nếu như tôi đoán không sai hoàng tộc họ long chắc đã nhận được được tin cũng phái người tới yến đô rồi dương thanh yên lặng hồi lâu sau đó tiếp tục nói cho dù thế nào chuyện đêm nay cũng mang tới tổn thất to lớn cho nhà họ long hoàng tộc họ long ắt sẽ mượn cái cơ lần này để phái người tới yến đô long đằng cũng nghiêm nghị nói phải thừa nhận là lần này cho dù liên minh vương tộc tổn thất rất lớn nhưng bọn họ đã đạt được mục đích rồi cậu nói không sai Hoàng tộc họ Long nhất định sẽ mượn cớ lần này nhà họ Long bị tổn thất nặng nề để phái người tới đây. Nhưng tôi hy vọng hoàng tộc họ Long có thể nghe lời khuyên của tôi. Dương Thanh đương nhiên biết Long đang muốn khuyên hoàng tộc họ Long điều gì. Nếu Liên Minh Vương tộc muốn giá họa Dương Thanh ra tay với nhà họ Long thì đương nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, hoàng tộc họ Long chắc chắn đã nhận được tin là Dương Thanh phái người ra tay tiêu diệt nhà họ Long. Nhưng đối với hoàng tộc họ Long, sự thật là gì không quan trọng. Quan trọng là tìm được cái cớ để vào Yến Đô. Nếu Long đằng khuyên thất bại, chuyện đầu tiên Hoàng tộc họ Long muốn làm khi tới Yến Đô sẽ là nhằm vào Dương Thanh. Cùng lúc đó, trong phòng họp của Liên minh Vương tộc. Cuộc họp video vốn có 5 người tham gia, giờ lại chỉ còn 3 người. Bạch Phương, Tiết Phương và Mã Vương. Cho dù đã rất muộn rồi, nhưng họ vẫn chưa đi ngủ, mà còn đang họp video chờ tin tốt của 10 cao thủ vương cảnh hậu kỳ kia. Bạch Phương chỉ một nhà họ Long mà thôi, chắc chắn họ đã san bằng được rồi chứ. Sao vẫn chưa có tin tức gì thế? Mã Vương hơi thiếu kiên nhẫn, nóng ruột hỏi. Không chỉ Mã Vương, khuôn mặt Tiết Vương và Bạch Vương cũng đầy vẻ lo âu, trong đôi mắt phần tiêm máu đều là nét lo lắng. Bắt đầu từ khi 10 cao thủ Vương Cảnh Hậu kỳ kia đến Yến Đô, đã hai tiếng trôi qua rồi. Theo kế hoạch lúc trước, nhiều nhất một giờ là bọn họ có thể diệt sạch nhà họ Long, hơn nữa còn bao gồm cả thời gian từ sân bay đến nhà họ Long rồi nhưng bây giờ đã vượt kế hoạch một giờ rồi chờ thêm đi bạch phương cắn răng nói đợi thêm nửa giờ cuối cùng lúc này lão ta đã có dự cảm không hay trong lòng nhưng lại không dám nói ra nếu như nửa giờ sau vẫn chưa có tin tức gì gửi về e rằng những người đó đã bị giết sạch rồi từng giây từng phút trôi qua thoáng cái nửa giờ đã trôi đi vẫn chưa có tin tức gì đúng lúc này phòng họp video truyền đến tiếng yêu cầu kết nối ba vị vương mặt đầy kinh ngạc Sao lại là Quan Vương?" Mã Vương hỏi, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Mà Bạch Vương và Tiết Vương hình như đã đoán ra được gì đó, sắc mặt hai người đều vô cùng khó coi. Bọn họ đều biết Quan Vương đã thần phục Dương Thanh, giờ khắc quan trọng thế này, Quan Vương bỗng nhiên yêu cầu kết nối video, chỉ sợ là nói về chuyện 10 tên cao thủ Vương cảnh hậu kỳ kia. "Để lão ta vào đi." Tiết Vương nói. Bạch Vương gật đầu, đồng ý kết nối video, một giây sau, Quan Vương xuất hiện các vị, chúng ta lại gặp nhau rồi. Quan vương mặt đầy vẻ đắc ý, tươi cười nói. Quan vương, đã trễ thế này ông lại muốn tham gia cuộc họp video của chúng tôi, ông muốn gì? Bạch vương cười khinh thường, không phải bị Dương Thanh từ bỏ, nên ông định trở về liên minh vương tộc chứ. Ha 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 ha, quan vương cười to mấy tiếng, không không không, sao tôi còn gia nhập liên minh vương tộc nữa? Nhưng mà tôi đến giúp cậu Thanh chuyển lời cho các ông. Nếu muốn người khác không biết thì đừng làm. Nghe lời nói của Quan Vương, ba vị vương đều lập tức thay đổi sắc mặt. Hiển nhiên ý của lời này nói đến chuyện bọn họ phái 10 cao thủ vương cảnh hậu kỳ đi tiêu diệt nhà họ Long. Dương Thanh đã biết rồi sao? Nhưng 10 cao thủ kia đều là tinh anh được Liên Minh Vương tộc chọn lựa kỹ càng, hơn nữa người nhà bọn họ đều bị Liên Minh Vương tộc khống chế nên không thể nào phản bội mới đúng. Nếu như không phải bọn họ phản bội, vậy sao Dương Thanh lại biết? Quan Vương, nói chuyện cho rõ ràng đừng nói mấy chuyện hoang đường chúng tôi nghe không hiểu bạch vương vẫn cố giả vờ bình tĩnh lạnh lùng nhìn về phía quan vương nói tiết vương và mã vương cũng lạnh mặt quan vương cười khẩy các người đã làm gì chẳng lẽ còn không biết sao tôi chỉ giúp cậu thanh chuyển lời đến các người mà thôi còn các người thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu thì cũng không liên quan gì đến tôi tôi khuyên các người tốt nhất nên thu tay lại đi không phải cậu thanh không dám động vào các người mà không muốn chiêu châu tổn thất nặng nề vì tiêu diệt các người nhưng như vậy không có nghĩa cậu thanh có thể mãi luôn dễ dàng tha thứ cho các người nếu không nhịn được nữa vậy chỉ có thể khiến các người biến mất thôi đừng quên sáng nay vương thành tàu vẫn còn là của vương tộc họ tàu bây giờ thì sao dứt lời quan vương rời khỏi cuộc họp video ba vị nghe thấy vợ nói thế dương thanh sững sờ lập tức cảm thấy rất ấm áp em rất muốn làm gì đó cho anh nhưng em vô dụng quá không giúp gì anh được. Tần Thanh Tâm càng nói càng nghẹn ngào, ngay cả với tập đoàn Nhạn Thanh, cho dù không có em, nó vẫn có thể vận hành tốt. Tuy em không biết rất nhiều chuyện về anh, nhưng em biết, anh cũng không muốn giấu giếm em, chỉ vì muốn bảo vệ bọn em. Trong, rất xin lỗi, em đã trở thành gánh nặng của anh rồi." Đến khi Tần Thanh Tâm dứt lời, nước mắt cô đã thấm ướt áo ngủ của Dương Thanh. Dương Thanh ôm vợ thật chặt, nghiêm nghị nói, "Em chưa bao giờ là gánh nặng của anh hết." nhờ em nên anh mới có mọi thứ của ngày hôm nay. Em nghĩ em không giúp được gì cho anh, nhưng không phải thế, có em ở tập đoàn Nhãn Thanh, anh mới có thể yên tâm đi làm chuyện của mình. Em biết tập đoàn Nhãn Thanh quan trọng với anh đến mức nào, nhưng đối với anh, hạnh phúc của em và con gái càng quan trọng hơn. Câu nói này của Dương Tư thế thoải mái hơn, nằm trong lòng Dương Thanh. Nhìn cô vợ xinh đẹp trong vòng tay mình, Dương Thanh chỉ thấy người nóng lên, tay cũng không đứng đắn. Đừng, tiêu tiêu sắp dậy rồi đấy, khi nói xong câu cuối cùng, giọng tần thanh tâm đã bị nuốt mất, mặt cô đỏ bừng. Người tần thanh tâm mềm nhũn. Dương Thanh cố kiềm chế, nghiến răng nghiến lợi, từ đêm nay, để tiêu tiêu ngủ với y y đi. Thấy dáng vẻ này của Dương Thanh, tần thanh tâm không nhịn được mà bật cười, được rồi được rồi, anh đừng nóng, từ đêm nay sẽ để tiêu tiêu ngủ với y y. Anh mau dậy đánh răng rửa mặt đi, em đi chuẩn bị bữa sáng nhé. Tần thanh tâm nói rồi hôn khẽ lên môi Dương Thanh, mặc quần áo rời đi. Dương Thanh nhìn Tiêu Tiêu đang nằm ngủ giữa giường, cắn răng, nhóc con, đã ngủ với vợ bố 5 năm mà vẫn cứ giữ dịt lấy cô ấy, đêm nay bố sẽ đuổi con đi. Tiêu Tiêu đang ngủ không hề biết bố ruột định đuổi mình đi vào đêm nay. Cùng lúc đó, ở sân bay quốc tế Yến Đô, một chiếc máy bay tư nhân xa hoa chậm rãi đáp xuống. Một thanh niên mặc trang phục truyền thống đi ra ngoài, phía sau hắn ta là mấy cao thủ có hơi thở đáng sợ. Hơi thở trên người cao thủ đang đi sát sau hắn ta là đáng sợ nhất. Đôi mắt chim ưng kia vô cùng lạnh lùng. Đây chính là Yến Đô ư? Thanh niên ra khỏi sân bay, cười khẩy, tôi cứ tưởng Yến Đô là một thành phố ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ thế mà thôi. Điện hạ, bây giờ Yến Đô đúng là không đơn giản, tuy phần lớn người Yến Đô đều là người bình thường, nhưng lại có một thanh niên thần cảnh. Một lão già tóc hoa dâm vội nói, thanh niên này chính là dòng chính của hoàng tộc họ Long, cũng là con trai của đại hoàng tử của hoàng tộc họ Long, Long Thiên Vũ. Ồ, Cao thủ thần cảnh là thanh niên ư? Liệu cậu ta trẻ đến đâu chứ?" Long Thiên Vũ cười híp mắt. Hắn ta là dòng chính của hoàng tộc họ Long, cảnh giới võ thuật rất cao, ngay cả khi ở hoàng tộc họ Long, hắn ta cũng chưa có đối thủ trong thế hệ trẻ tuổi. Nghe đồn cậu ta mới 28 tuổi, lão già tóc bạc nghiêm nghị nói. "28 tuổi ư?" Lần này Long Thiên Vũ không cười nữa, có vẻ kinh ngạc. Ở hoàng tộc họ Long, hắn ta đã được xem là thiên tài võ thuật mới 35 tuổi mà đã có thực lực vương cảnh đỉnh phong. Nhưng bây giờ, thuộc hạ lại nói cho hắn ta biết, ở Yến Đô có một cao thủ thần cảnh 28 tuổi, sao hắn ta không kinh ngạc cho được chứ? Ông chắc chắn rằng có một cao thủ thần cảnh trẻ như thế ư? Long Thiên Vũ vẫn hơi nghi ngờ. Lão già tóc bạc gật nhẹ đầu, nghiêm nghị nói, lần này chúng ta tới Yến Đô cũng vì cậu ta, chính cậu ta đã cho người tàn sát nhà họ Long ở Yến Đô, khiến nhà họ Long chịu thương vong nặng nề. Ha ha Long Thiên Vũ cười lạnh, ông nói với tôi rằng, một cao thủ thần cảnh mới 28 tuổi lại ra tay với một nhà họ Long nhỏ nhoi ư? Hắn ta là cháu đích tôn của Long hoàng, sao có thể không nhận ra nguồn cơn trong chuyện này chứ? Lão già tóc bạc nói với vẻ nghiêm túc, điện hạ, phải như thế thì chúng ta mới có thể tiến vào Yến Đô. Cứ yên tâm, tôi có chừng mực, Long Thiên Vũ cười nhạt rồi nói, được rồi, tới nhà họ Long đi. Nửa tiếng sau, một chiếc xe Rolls-Royce phiên bản dài chậm rãi chạy vào nhà họ Long ở Yến Đô khi biết cháu đích tôn của Long Hoàng đích thân tới, Long Đằng sợ hết hồn, vội dẫn dòng chính của gia tộc ra nghênh đón. Long Đằng chủ gia tộc họ Long ở Yến Đô dẫn người trong tộc nghênh đón điện hạ. Long Đằng đứng đầu, hơi khom người, nói. Long Thiên Vũ khinh miệt nhìn Long Đằng rồi nhìn lướt qua đám cao thủ của nhà họ Long, cười lạnh, khó trách suýt bị xóa sổ chỉ trong một đêm, không ngờ ngay cả một cao thủ vương cảnh hậu kỳ cũng không có, đúng là khiến hoàng tộc họ Long mất mặt. Ở nhà họ Long, Người có thực lực mạnh nhất là 12 tướng của Long môn, nhưng họ phải hợp sức với nhau thì mới có thể phát huy thực lực ngang ngửa bán bộ thần cảnh, còn họ mới đến vương cảnh trung kỳ mà thôi. Long Đằng Đang đứng đầu cũng không tức giận, vì Long Thiên Vũ không nói sai, so với hoàng tộc họ Long, nhà họ Long ở Yến Đồ đúng là rất yếu. "Điện hạ, xin ngài báo thù cho nhà họ Long." Long Đằng bỗng quỳ xuống đất, nói với đôi mắt đỏ ngầu. "Cái quỷ này của lão ta khiến Long Thiên Vũ giật mình, ngay sau đó dòng chính của nhà họ Long đang đứng sau lưng Long Đằng cũng quỳ xuống, nói lớn, xin điện hạ báo thù rửa hận cho nhà họ Long. Một đám rác rưởi, nếu chúng tôi không đến, có lẽ suốt đời này các người cũng đừng mơ đến chuyện báo thù. Long Thiên Vũ cười lạnh, cứ yên tâm, lần này tôi đến Yến Đô là để báo thù cho các người, tuy các người chỉ là rác rưởi, nhưng dù sao trong người cũng có dòng máu của nhà họ Long tôi. Bị Long Long Đằng đã sớm nghĩ đến việc hoàng tộc họ Long sẽ đổ hết chuyện xảy ra tối qua lên đầu Dương Thanh. Nhưng lão ta không ngờ hoàng tộc họ long lại đến nhanh như thế, chuyện mới xảy ra tối qua mà sáng sớm hôm nay họ đã tới rồi. Điện hạ, thế lực ra tay với nhà họ long tối qua là liên minh vương tộc chứ không phải cậu Thanh. Long đằng nói, cậu Thanh là bạn vong niên của tôi, còn giúp nhà họ long rất nhiều lần, chuyện xảy ra tối qua không hề liên quan đến cậu ấy. Hửm, Long Thiên Vũ lập tức nhướng mày, ý ông là hoàng tộc họ Long nhận được thông tin sai lệch ư. Ông đang nghi ngờ năng lực của hoàng tộc họ Long à chỉ một câu của hắn ta đã chụp mũ cho long đằng chuyện này khiến sắc mặt long đằng càng thêm khó coi điện hạ long đằng không hề có ý đó mười kẻ địch sông vào đây tối qua đã bị giết hết nếu điện hạ không tin lời tôi nói thì có thể cho người điều tra chắc chắn sẽ biết họ đều là cao thủ của liên minh vương tộc long đằng vội nói tuy rõ ràng hoàng tộc họ long đến vì dương thanh chuyện tối qua chỉ là cái cớ để hoàng tộc họ long tiến vào yến đô nhưng lão ta vẫn muốn thuyết phục hy vọng có thể ngăn được xung đột giữa Dương Thanh và hoàng tộc họ Long. Câm mồm, Long Thiên Vũ chợt quát lên, hít mắt, nếu tôi đã tới Yến Đô, mọi chuyện sẽ do tôi quyết định, tôi bảo ông liên lạc với Dương Thanh thì ông cứ làm đi. Ông biết hậu quả khi làm trái lệnh tôi là gì rồi chứ? Nhìn dáng vẻ ngang ngược của Long Thiên Vũ, Long Đằng chỉ cảm thấy rất bi ai. Lão ta định thuyết phục để giảm bớt mâu thuẫn giữa Dương Thanh và Hoàng tộc Họ Long, nhưng Hoàng tộc Họ Long vốn không định bỏ qua cho Dương Thanh. Được, Tôi gọi, Long Đằng nghiến răng nghiến lợi, bấm số Dương Thanh. Cậu Thanh, điện hạ Long Thiên Vũ cháu đích tôn của hoàng tộc họ Long muốn gặp cậu, bây giờ cậu có thời gian đến nhà họ Long một chuyến không? Lúc này, Dương Thanh đang ở dinh thự Vân Phong, ăn cơm với vợ và con gái, bỗng nhận được điện thoại từ Long Đằng, không khỏi nhíu mày. Hai mẹ con ăn đi, anh nghe điện thoại đã. Dương Thanh nói rồi quay người đi ra ngoài, sau đó mới đáp, nếu anh ta muốn gặp tôi thì bảo anh ta đến tập đoàn Nhãn Thanh mà chờ đương nhiên dương thanh cũng hiểu việc long đằng gọi anh đến nhà họ long là mệnh lệnh của long thiên vũ nếu hoàng tộc họ long đã kiêu ngạo đến thế đương nhiên anh sẽ không nể mặt đối phương có vẻ long đằng rất khó xử trầm giọng nói cậu thanh xem như tôi xin cậu cậu đến nhà họ long một chuyến được không dương thanh đang định từ chối nhưng khi nghe thấy giọng điệu của long đằng thì biết ngay lão ta bị ép buộc được nếu anh ta đã muốn gặp tôi thì tôi sẽ đến đó nhưng tôi không thể đảm bảo mình sẽ làm gì đâu Dương Thanh lạnh lùng nói. Long Đằng vội nói, "Vâng, vậy tôi chờ cậu ở nhà họ Long nhé." Sau khi cúp máy xong, Lương Long Đằng đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Đương nhiên lão ta biết rõ sự đáng sợ của Dương Thanh, bảo cao thủ như Dương Thanh đến nhà họ Long để gặp người ta đúng là hơi vô lễ, nhưng lão ta đã hết cách rồi. "Long Đằng, tôi bảo ông ra lệnh cho cậu ta tới nhà họ Long để giải thích với tôi trong vòng 10 phút, ông lại xin cậu ta à?" Long Thiên Vũ sầm mặt, trong mắt lóe lên sát khí, ông muốn chết đúng không? Long Đằng cảm thấy vô cùng chua chát, cả Dương Thanh lẫn Long Thiên Vũ đều là đối tượng mà lão ta không thể đắc tội. "Điện hạ, có lẽ cậu chưa biết, thực lực võ thuật của Dương Thanh đã đạt đến thần cảnh rồi, còn tôi mới tới vương cảnh trung kỳ mà thôi. Tôi không dám đắc tội cậu ấy." Long Đằng vội giải thích, nhưng câu giải thích của lão ta không hề có tác dụng trước mặt Long Thiên Vũ. Long Thiên Vũ tức giận chất vấn: không dám đắc tội cậu ta, nên ông lựa chọn khiến hoàng tộc họ Long mất mặt à. Mấy cao thủ của hoàng tộc họ Long đang đứng cạnh hắn ta đều nhìn chằm chằm vào Long Đằng, như thể chỉ cần Long Thiên Vũ ra lệnh, họ sẽ lấy mạng Long Đằng. Long Đằng không khỏi dùng mình, lập tức quỳ xuống, điện hạ, tôi đâu dám khiến hoàng tộc họ Long mất mặt chứ. Nhưng thực lực của nhà họ Long quá yếu, không thể đối phó với cao thủ thần cảnh, tôi cũng hết cách rồi. Xin điện hạ tha cho, thấy Long Đằng quỳ xuống xin tha, sự khinh thường trong mắt Long Thiên Vũ càng thêm rõ rệt. Hắn ta lạnh lùng nói, "Nếu vậy, hôm nay tôi sẽ cho ông cơ hội tự tay giết cao thủ thần cảnh." Sau khi ông tự tay giết cao thủ thần cảnh xong, ông sẽ biết, ngay cả cao thủ thần cảnh cũng chỉ là sâu bọ trước mặt hoàng tộc họ Long." Long Thiên Vũ ngạo nghễ nói, "Như thể cao thủ thần cảnh chẳng là cái thá gì trước mặt hắn ta." Long Đằng không khỏi co rúm người, đương nhiên lão ta cũng hiểu Long Thiên Vũ có ý gì. "Điện hạ, ngài đừng coi thường Dương Thanh." cậu ấy mới 28 tuổi mà đã nắm giữ thực lực thần cảnh, chắc chắn có lai lịch khó lường. Long đằng vội nói, tôi đề nghị hoàng tộc họ Long nên qua lại thân thiết với cậu ấy, bây giờ ở Yến Đô, chỉ mình Dương Thanh có tư cách trở thành vương của Yến Đô nhất. Nếu cậu ấy trở thành vương của Yến Đô thì sẽ giành chính ngôn thuận thừa kế đế thôn, đến khi đó, cho dù không có thế lực nào chống lưng thì chỉ riêng đế thôn đã đủ để khiến địa vị của cậu ấy tăng vọt rồi. Nếu bây giờ hoàng tộc họ Long thân thiết với Dương Thanh, sau khi cậu ấy thừa kế đế thôn, hoàng tộc họ Long cũng sẽ có quan hệ tốt với đế thôn rồi. Long đằng hiểu rõ, Long Thiên Vũ dẫn cao thủ của hoàng tộc họ Long đến Yến Đô vì đế thôn. Lão ta cũng biết, Dương Thanh không muốn cho đế thôn nhập thế nên sẽ ngăn cản mọi thế lực muốn làm điều đó. Nhưng bây giờ lão ta chỉ có thể nói thế thì mới có thể ngăn chặn xung đột giữa Long Thiên Vũ và Dương Thanh. Phả miệng, Long Thiên Vũ bỗng ra lệnh. Vù, một bóng người sau lưng hắn ta lập tức biến mất. Bốp, ngay sau đó, tiếng bạt tai giòn dã vang lên, Long đằng bay ra xa mười mấy mét, hộc máu mồm. Hơi thở của lão ta lập tức yếu hẳn. Vào giờ phút này, cả nhà họ Long lặng ngắt như tờ, ai cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn Long đằng đang thoi thóp. Tôi tạm thời giữ lại cái mạng chó cho ông, nếu ông dám nói đỡ thằng nhãi kia nữa, tôi sẽ lấy mạng ông đấy. Long thiên vũ hờ hững nhìn Long đằng. Long đằng lồm cồm bò dậy, khóe miệng đầy máu tươi, sắc mặt tái mét. Lão ta run rẩy bước lên phía trước, kiên định nhìn Long Thiên Vũ, "Điện hạ, Dương Thanh thực sự không phải người bình thường, tôi xin ngài hãy nghĩ lại đi." "Giết, lần này." Long Thiên Vũ hoàn toàn tức giận, ra lệnh giết Long Đằng luôn. Chủ gia tộc, 12 tướng của Long Môn lập tức xông lên bảo vệ Long Đằng, nhìn chằm chằm vào đám người Long Thiên Vũ. "Lui ra đi." Long Đằng cắn răng. "Lão ta biết rõ, nếu 12 tướng của Long Môn ra tay thì cũng chỉ là đang đâm đầu vào chỗ chết." Long Thiên Vũ là cháu đích tôn của hoàng tộc họ Long, sao có thể thiếu cao thủ thần cảnh đi theo bảo vệ được. Tuy 12 tướng của Long môn mạnh nhưng chỉ phát huy được thực lực bán bộ thần cảnh là cùng. Long Thiên Vũ híp mắt, nhìn chằm chằm vào Long Đằng bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, không ngờ ông cũng bồi dưỡng được một số cao thủ trung thành. Nhưng thế thì sao chứ? Tôi muốn giết ông đấy, ai cản nổi tôi? Hắn ta nói rồi lại quát lên, giết. Một người sau lưng hắn ta lập tức biến mất rồi xuất hiện trước mặt Long Đằng vỗ vào đầu lão ta, chết đi. Không ai ngờ Long Thiên Vũ lại định giết Long Đằng thật, ngay sau tiếng ra lệnh của hắn ta, cao thủ sau lưng hắn ta đã xuất hiện trước mặt Long Đằng rồi tung trường. Ngay cả 12 tướng của Long Môn cũng chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy một cao thủ xuất hiện trước mặt Long Đằng rồi. Người nhà họ Long đều có vẻ tuyệt vọng, chủ gia tộc. Còn người của hoàng tộc họ Long thì rất hờ hững, như thế giết Long Đằng cũng chẳng đáng gì. Vào giờ phút này, trong mắt Long Đằng chỉ còn sự tuyệt vọng, lão ta cảm thấy vô cùng không cam lòng và thất vọng với hoàng tộc họ Long. Dầm, đúng lúc nhìn cân treo sợi tóc này, một bóng người bỗng xuất hiện, chắn trước mặt Long Đằng rồi tung trưởng. Trước sự khiếp sợ của đám người, cao thủ đang định giết Long Đằng lập tức bay ra xa, như thể bị một chiếc xe tải hạng nặng tông trúng. Dương Thanh, Long Đằng nhìn cậu thanh niên đang chắn trước mặt mình, mắt lập tức giớm lệ, vô cùng kích động. Vừa nãy, khi Long Thiên Vũ định giết lão ta, lão ta không hề có cơ hội phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cao thủ của hoàng tộc họ Long xuống tay với mình. Vào giây phút sống còn đó, Dương Thanh đã cứu lão ta, có thể tưởng tượng được tâm trạng của Long Đằng lúc này. Trong mắt Dương Thanh lóe lên sát khí, anh nhìn chầm chầm vào Long Thiên Vũ, chất vấn, người yêu cầu tôi đến đây là anh à. Giọng Dương Thanh vô cùng lạnh lùng, khiến cả nhà họ Long như đóng băng. Một lão già tóc hoa dâm lập tức chắn trước mặt Long Thiên Vũ, nghiêm nghị nhìn Dương Thanh lão ta là cao thủ thần cảnh được hoàng tộc họ long giao nhiệm vụ bảo vệ long thiên vũ nhưng vào lúc này lão ta lại cảm nhận được áp lực khổng lồ từ phía dương thanh trước ánh mắt của dương thanh long thiên vũ cảm thấy rất mất tự nhiên như thể đang bị rắn độc nhắm đến nhưng hắn ta là cháu đích tôn của hoàng tộc họ long đương nhiên cũng có sự kiêu ngạo của mình hắn ta hờ hững nhìn dương thanh dám khiến người của hoàng tộc họ long bị thương cậu biết tội chưa vù long thiên vũ vừa dứt lời bóng dương thanh bỗng nhoáng lên, lập tức xuất hiện trước mặt cao thủ bán bộ thần cảnh vừa bị anh đánh bay. Rắc, dương thanh dẫm vào đầu gối đối phương, tiếng xương gãy trói tai vang lên. Á, à, ngay sau đó là tiếng hét của cao thủ bán bộ thần cảnh kia. Tiếng hét thê thảm đó vang vọng khắp nhà họ Long. Khiến người của hoàng tộc họ Long bị thương á. Tôi còn dám giết người của hoàng tộc họ Long nữa, anh có tin không? Dương Thanh hờ hững nói rồi dẫm lên cổ cao thủ bán bộ thần cảnh kia. Tiếng kêu rên của cao thủ bán bộ thần cảnh đó lập tức im bặt, không phải ông ta không dám la, mà cú dẫm của Dương Thanh đã khiến ông ta không thở nổi, sao có thể kêu được nữa. Người của hoàng tộc họ Long và nhà họ Long chỉ thấy cao thủ bán bộ thần cảnh kia dẫy ruộng rất mạnh, nhưng chân Dương Thanh như núi Thái Sơn đè lên người ông ta, khiến ông ta không sao thoát được. Cậu chán sống rồi, Long Thiên Vũ gần giọng, ánh mắt đằng đằng sát khí. Hắn ta là cháu đích tôn của hoàng tộc họ Long, đã bao giờ chịu nhục nhã như thế đâu cơ chứ thuộc hạ bị dẫm nát đầu gối ngay trước mặt hắn ta, hơn nữa còn bị người khác nắm giữ sông chết. Đối với hắn ta, chuyện này đúng là mối nhục lớn lao. Giác, Dương Thanh bỗng ấn chân xuống, tiếng xương gãy vang lên, cao thủ bán bộ thần cảnh đang dẫy ruộng kia lập tức đờ ra, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng và không dám tin. Ông ta là cao thủ bán bộ thần cảnh của hoàng tộc họ Long, tuy không phải người mạnh nhất nhưng cũng được trọng dụng, không ngờ lại chết một cách uất ức như thế, bị người ta dẫm chết. Dầm, cơn giận ngút trời lập tức bùng lên từ người Long Thiên Vũ, hắn ta đứng phát dậy, trong mắt tràn ngập sát khí. Những người khác của hoàng tộc họ Long cũng có vẻ tức giận, nhìn chầm chầm vào Dương Thanh. Về phần người nhà họ Long, trước đó, khi bị hoàng tộc họ Long ước hiếp, họ đã thấy uất ức lắm rồi. Lúc này, khi thấy Dương Thanh giết cao thủ của hoàng tộc họ Long, ai cũng cảm thấy vô cùng hả hê, trên mặt tràn ngập vẻ kích động. Long đằng cũng sướng sờ, lão ta định gìn giữ quan hệ tốt đẹp giữa hoàng tộc họ long và dương thanh nào ngờ vừa gặp nhau dương thanh đã giết một cao thủ bán bộ thần cảnh của hoàng tộc họ long rồi bây giờ người đã chết có lẽ không thể hòa giải ân oán giữa dương thanh và hoàng tộc họ long nữa dương thanh vẫn rất thản nhiên sau khi giết cao thủ nửa bước thần cảnh kia xong thì khinh thường nói cao thủ của hoàng tộc họ long cũng chỉ đến thế là cùng anh nhìn lướt qua đám người của hoàng tộc họ long cuối cùng nhìn long thiên vũ đang giận dữ Hỏi miệng, còn ai thuộc hoàng tộc họ Long muốn thử xem sao không? Long Thiên Vũ cảm thấy vô cùng uất ức, không sao hết nổi. Giết cậu ta cho tôi." Long Thiên Vũ hít sâu một hơi, bảo cao thủ thần cảnh bên cạnh. Nhưng cao thủ thần cảnh đó vẫn đứng im, còn khuyên nhủ, "Điện hạ, bất được chuyện nào hay chuyện ấy, nhà họ Long vốn là chi nhánh của hoàng tộc họ Long, không nhất thiết phải tương tàn với họ." Hừm, Long Thiên Vũ lập tức nhướng mày, trong mắt có vẻ bất mãn. Tuy hắn ta có thể tùy ý ra lệnh cho các cao thủ khác của hoàng tộc họ Long nhưng lại không thể ra lệnh cho người này. Cao thủ thần cảnh này tên Long Chiến, tuy không phải người của hoàng tộc họ Long nhưng đã đi theo Long Hoàng mấy chục năm, được Long Hoàng ban cho họ Long, có thể tưởng tượng được địa vị của Long Chiến ở hoàng tộc họ Long. Ngay cả bố hắn ta cũng phải gọi Long Chiến là chú Chiến. Cậu thanh niên, thực lực của cậu rất mạnh, không có đối thủ trong thế hệ trẻ, nhưng cậu nên hiểu đạo lý núi cao còn có núi cao hơn hoàng tộc họ long không phải thế lực mà cậu có thể đắc tội long chiến bước lên trước nghiêm nghị nhìn dương thanh nếu cậu đồng ý gia nhập hoàng tộc họ long tôi có thể cam đoan chắc chắn hoàng tộc họ long sẽ không đối xử tệ bạc với cậu lão ta nói rồi nhìn long đằng long đằng chắc anh bạn này khá thân thiết với ông đúng không nếu cậu ấy đồng ý gia nhập hoàng tộc họ long tôi sẽ thuyết phục long hoàng cho nhà họ long ở yến đô quay về hoàng tộc họ long không những thế anh bạn dương thanh này cũng sẽ thuộc nhánh của ông đấy dầm long chiến vừa dứt lời người nhà họ long đều sững sờ ai cũng biết nhà họ long ở yến đô muốn quay về hoàng tộc họ long tới mức nào cả ba đời người đều phấn đấu vì mục tiêu đó bây giờ cao thủ của hoàng tộc họ long đã đích thân hứa hẹn sẽ chấp nhận cho họ quay về hoàng tộc họ long có lẽ mong muốn này quá sâu sắc đến mức khiến người nhà họ long quên luôn việc long thiên vũ vừa định giết long đằng ai cũng có vẻ kích động long đằng cũng không ngờ việc quay về hoàng tộc họ long lại dễ dàng như thế nhưng lão ta biết rõ hoàng tộc họ long đang muốn có sự gia nhập của dương thanh một cao thủ thần cảnh trẻ quan trọng hơn một chi nhánh của hoàng tộc họ long nhiều nhưng lão ta cũng hiểu dương thanh không bao giờ gia nhập hoàng tộc họ long trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn về phía dương thanh tuy long thiên vũ rất muốn giết dương thanh nhưng cũng hiểu ý long chiến lão ta đang muốn lôi kéo dương thanh một cao thủ thần cảnh trẻ có thiên phú võ thuật rất mạnh mang ý nghĩa vô cùng quan trọng với hoàng tộc họ long chỉ cần cậu bằng lòng gia nhập hoàng tộc họ Long, tôi có thể cam đoan rằng sẽ không bao giờ làm khó cậu vì chuyện ngày hôm nay, còn dốc sức bồi dưỡng cậu nữa. Long Thiên Vũ chợt nói. Dương Thanh hít mắt nhìn Long Thiên Vũ, tuy anh không hề có thiện cảm với hắn ta nhưng cũng phải công nhận hắn ta khá được. Ít nhất, hắn ta biết nên làm thế nào để mang lại lợi ích cho hoàng tộc họ Long. Hơn nữa Dương Sờ, anh đang từ chối gia nhập hoàng tộc họ Long hả? Tức là cậu từ chối đúng không? trong mắt Long Thiên Vũ lóe lên sát khí. Nếu Dương Thanh đồng ý gia nhập hoàng tộc họ Long, đương nhiên hắn ta sẽ không làm khó anh, còn chủ động kết thân, nhưng nếu anh từ chối, hành vi của Dương Thanh hôm nay đã đủ để hắn ta giết anh rồi. Long Chiến cũng rất ngạc nhiên, cậu thanh niên, cậu biết địa vị của hoàng tộc họ Long ở Chiêu Châu chứ? Dương Thanh cười lạnh, ông nghĩ tôi không biết điều đó à? Nét mặt Long Chiến lập tức cứng đờ, đúng thế, Dương Thanh đã là cao thủ thần cảnh, ngay cả lão ta cũng cảm nhận được áp lực từ phía anh sao một thiên tài võ thuật như thế lại không biết về hoàng tộc họ long được chứ long đằng biết dương thanh sẽ không gia nhập hoàng tộc họ long vì nhà họ long ở yến đô nhưng cũng không ngờ anh lại chủ động đề nghị làm bạn với hoàng tộc họ long để giúp nhà họ long được chấp nhận theo long đằng thấy hoàng tộc họ long mà được làm bạn với dương thanh thì sẽ rất có lợi bằng không lão ta đã không quyết định kết thân với dương thanh thậm chí tiết lộ cả bí mật cao nhất của nhà họ Long ở yến đô 12 tướng Long môn cho anh biết rồi. Cũng vì lão ta tin tưởng, ngay cả hoàng tộc họ Long cũng chưa chắc đã có thể ngăn cản Dương Thanh. Nhưng lão ta nghĩ thế, không có nghĩa là hoàng tộc họ Long cũng thấy như vậy. Cậu là cái thá gì chứ? Cũng xứng kết bạn với hoàng tộc họ Long ư? Long Thiên vô tức giận quát, bây giờ tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, hoặc phục tùng hoàng tộc họ Long, hoặc chết. Lần này ngay cả long chiến cũng không can ngăn nữa lão ta nhìn dương thanh bằng ánh mắt sắc lẹm dù sao long thiên vũ mới là người phụ trách lần này lão ta chỉ có trách nhiệm hỗ trợ và bảo vệ long thiên vũ mà thôi nếu long thiên vũ cứ muốn giết dương thanh thì lão ta cũng chỉ có thể làm theo mệnh lệnh trong mắt dương thanh lóe lên sát khí nói vậy tức là hoàng tộc họ long đã quyết định đối đầu với tôi đúng không ông chiến giết cậu ta giúp tôi long thiên vũ trực tiếp dùng hành động để đáp lời dương thanh Long Chiến hơi nhích chân, lập tức lao về phía Dương Thanh. Long Đằng lập tức biến sắc, sợ hãi nói, xin cậu Thanh nương tay. Dương Thanh đã giết một cao thủ bán bộ thần cảnh của hoàng tộc họ Long, nếu anh giết cả Long Chiến thì ân oán giữa anh và hoàng tộc họ Long sẽ không thể hòa giải được nữa. Nghe thấy Long Đằng cầu xin Dương Thanh, người của hoàng tộc họ Long đều cười lạnh. Họ thừa nhận Dương Thanh rất mạnh, nhưng không tin một cao thủ thần cảnh chưa đầy 30 tuổi ở Yến đâu có thể giết chết Long Chiến dù long chiến đã ở hoàng tộc họ long lâu đến thế nào nếu không có thực lực cực mạnh thì sao long hoàng có thể ban họ long cho lão ta được dầm đúng lúc long chiến sắp lao đến chỗ dương thanh một bóng người cường tráng bỗng xuất hiện trước mặt anh rồi vung nắm đấm trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người bóng người đó đã đấm vào ngực long chiến ngay cả cao thủ thần cảnh như lão ta cũng phải lùi về sau mấy bước chỉ dựa vào ông mà cũng đòi giết anh thanh của tôi à người đàn ông cường tráng kia lạnh lùng nói Người vừa đến không phải ai khác, chính là mã siêu anh em tốt của Dương Thanh. Từ sau lần suýt chết ở vương tộc họ Quan vì báo thù cho em gái, Mã Siêu vẫn luôn dưỡng thương, nhờ Phùng Tiểu Huyền chữa trị, bây giờ vết thương của anh ta đã khỏi hẳn. Lúc này, quanh người Mã Siêu tràn ngập khí thế đáng sợ của cao thủ bán bộ thần cảnh. Nhưng chỉ mình Dương Thanh biết, Mã Siêu mới đến vương cảnh trung kỳ mà thôi. Đây chính là thực lực của nhất phương Vị vương mạnh nhất trong số 9 vị vương của biên giới phía bắc sau khi phá giải phong ấn về sức chiến đấu. Sự xuất hiện của Mã Siêu khiến tất cả mọi người sững sờ, người của hoàng tộc họ Long vô cùng kinh hãi. Cậu ta cũng là cao thủ thần cảnh ư? Sao có thể thế được? Từ khi nào yến đô có nhiều cao thủ thần cảnh thế? Người của hoàng tộc họ Long vô cùng rung động. Khí thế của cậu ta hơi khác, chắc vẫn chưa bước vào thần cảnh đâu. Một cao thủ bán bộ thần cảnh của hoàng tộc họ Long nghiêm nghị nói ông ta có thể cảm nhận được tuy khí thế của mã siêu rất mạnh nhưng rõ ràng anh ta vẫn chưa đến vương cảnh hậu kỳ nhưng anh ta lại có thể đấm cho một cao thủ có thực lực thần cảnh sơ kỳ như long chiến phải lùi bước long chiến cũng cảm nhận được như thế nên rất kinh ngạc tuy mã siêu chưa đạt đến thần cảnh việc anh ta có thể đấm lùi lão ta đã rất khó tin rồi quan trọng nhất là cậu thanh niên này lại gọi dương thanh là anh thanh rõ ràng khá thân thiết với dương thanh trong lúc nhất thời, lão ta càng thêm tò mò về thân phận của Dương Thanh. Rốt của cậu là ai? Long Chiến nhìn về phía Dương Thanh. Ánh mắt Dương Thanh vô cùng thản nhiên, không hề định đáp lời lão ta, chỉ bảo Mã Siêu, đi đi. Dương Thanh vừa dứt lời, Mã Siêu lập tức chủ động xông lên, điên cuồng tấn công Long Chiến. Trước đó Long Chiến đang chú ý đến Dương Thanh, không để ý tới sự tồn tại của Mã Siêu nên mới bị anh ta đẩy lùi. Nhưng điều đó không có nghĩa là mã mã siêu như con rán đánh mãi không chết, tuy lần nào tấn công Long Chiến cũng bị lão ta đánh cho hộc máu mồm, nhưng anh ta vẫn đứng dậy chiến đấu tiếp, như không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả Long Đằng cũng vô cùng lo lắng, lão ta biết rõ quan hệ giữa Dương Thanh và Mã Siêu, nếu Long Chiến giết Mã Siêu, có lẽ Dương Thanh sẽ giết sạch người của hoàng tộc họ Long nhỉ. Nhưng Dương Thanh vẫn rất bình tĩnh, hình như không hề lo rằng Mã Siêu sẽ bị Long Chiến giết. Lúc này, Sắc mặt của Long Thiên Vũ khó coi tới cực điểm, khi biết Dương Thanh mới 28 tuổi, hắn ta đã thấy rất không cam tâm rồi. Nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một người thanh niên, tuy chưa bước vào thần cảnh nhưng vẫn có thực lực đánh với cao thủ thần cảnh sơ kỳ. Quan trọng nhất là thanh niên này còn trẻ hơn nữa, chỉ tầm 25-26 tuổi mà thôi. Chuyện này khiến Long Thiên Vũ bỗng hơi nghi ngờ, thiên tài của hoàng tộc họ Long như hắn ta đã 35 tuổi mà mới đến vương cảnh đỉnh phong, có phải thiên phú quá kém cỏi không thế? nhưng rõ ràng hắn ta có thiên phú cao nhất trong đám con cháu của hoàng tộc họ Long cơ mà. Dầm, Long chiến lại tấn công lần nữa, mã siêu bị đánh bay, hộp máu mồm giữa không chung. Cậu Thanh, cậu mau ra tay đi, bằng không cậu siêu sẽ gặp nguy hiểm thật đấy. Long đằng lo lắng nói. Dương Thanh nói, cứ yên tâm, có tôi ở đây, cho dù cậu ấy muốn chết thì cũng không chết được. Long đằng sướng sờ, phải tự tin đến đâu thì mới có thể bình tĩnh như thế chứ. Chẳng riêng gì Long đằng, người của hoàng tộc họ long cũng nghĩ mã siêu sắc không chịu nổi nữa nhưng sắc mặt của long chiến đang đánh với mã siêu lại vô cùng nghiêm nghị lão ta có thể cảm nhận được thực lực của mã siêu đang mạnh dần lên tuy lão ta chưa dốc hết sức nhưng vẫn là cao thủ thần cảnh sơ kỳ thực sự mã siêu còn chưa bước vào thần cảnh mà sức chiến đấu đã mạnh đến thế vậy dương thanh đã đạt đến thần cảnh sẽ mạnh tới mức nào đây long chiến bỗng có ý lùi bước Chắc cậu cũng biết cậu không phải đối thủ của tôi, nếu tôi dùng hết thực lực thì cậu chỉ còn con đường chết. Long chiến nhìn Mã Siêu đang chậm rãi bỏ dậy, không chủ động tấn công nữa mà lên tiếng. Mã Siêu lau vết máu ở khóe miệng, không hề quan tâm, ý chí chiến đấu điên cuồng phun trào, nhìn chầm chầm vào Long chiến bằng ánh mắt sắc bén. Vậy ông cứ dùng hết thực lực đi, Mã Siêu nói với vẻ dí dỏm, trong mắt còn có sự khinh thường. Long chiến được cử đi bảo vệ Long Thiên Vũ, còn được Long Hoàng ban họ cho, đương nhiên cũng không phải người dễ kích động lão ta sẽ không dốc hết sức để đánh với một cao thủ dưới thần cảnh nếu làm thế thì lão ta cũng mất hết mặt mũi cảnh giới võ thuật của lão ta cao hơn tuổi cũng lớn hơn ông chiến đừng tốn thời gian nữa nếu cậu ta muốn chết đến thế thì ông cứ tiến cậu ta một đoạn đi long thiên vũ nghiến răng nghiến lợi hắn ta tự thấy mình không thể đánh với cao thủ thần cảnh sơ kỳ lâu như mã siêu nhưng thế thì sao chứ hắn ta là cháu đích tôn của hoàng tộc họ Long, có địa vị vô cùng cao quý, cho dù Mã Siêu và Dương Thanh là thiên tài võ thuật đáng gờm đến mấy, gặp hắn ta rồi cũng chỉ còn con đường chết mà thôi. Long chiến đắng chát, lão ta vốn không muốn dùng hết thực lực với một cao thủ dưới thần cảnh, nhưng Long Thiên Vũ lại bảo lão ta giết Mã Siêu. Nếu thế thì đành kết thúc chuyện này sớm vậy, dầm, nên đất dưới chân Long Chiến lập tức nứt toác, hơi thở đáng sợ tản ra từ người lão ta. Trong lúc nhất thời, Cả nhà họ Long như bị bao trùm bởi uy thế của Long Chiến. Trong đôi mắt kiêu ngạo của Mã Siêu dần xuất hiện vẻ nghiêm túc. Đương nhiên anh ta biết rõ sự đáng sợ của cao thủ thần cảnh, với thực lực của anh ta bây giờ, anh ta vốn không phải đối thủ của Long Chiến. Nếu muốn đánh bại Long Chiến, anh ta phải đột phá đến vương cảnh hậu kỳ rồi phá giải phong ấn về sức chiến đấu. Cho dù không đánh bại được lão ta, anh ta cũng sẽ có thực lực đấu với cao thủ thần cảnh thực sự một trận. Tới đi, mã siêu giận dữ quát, khí thế cũng đột một tăng mạnh. Lúc này mắt anh ta đỏ ngầu, khí thế đã đạt đến đỉnh cao của bán bộ thần cảnh, như sắp đột phá thần cảnh tới nơi. Dương Thanh nhìn chằm chằm vào long chiến, nếu mã siêu gặp nguy hiểm, đương nhiên anh sẽ xông lên cứu rồi. Không phải lúc nào cũng có cơ hội đọ sức với cao thủ thần cảnh. Ban đầu, khi ở biên giới phía Bắc, anh cũng đã trải qua giai đoạn như mã siêu, từng lấy thực lực vương cảnh hậu kỳ để giết một cao thủ thần cảnh nhờ trận chiến đó anh đã nổi danh trở thành thần linh trong lòng vô số cao thủ ở biên giới phía bắc cậu thanh cậu vẫn chưa ra tay à long chiến là một trong năm cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ long nếu ông ta dốc hết sức thì cậu siêu sẽ gặp nguy hiểm đấy long đằng vô cùng hoảng hốt chỉ sợ mã siêu chết dưới tay long chiến như thế thì mọi chuyện cũng hết đường cứu vãn luôn dương thanh vẫn lắc đầu cứ yên tâm anh em của tôi không chết được anh vừa dứt lời mã siêu đã biến mất lao về phía Long Chiến. Khí thế của Long Chiến đang rất mạnh mẽ, như một vị thần sừng sướng giữa đất trời. Lão ta ngạo nghễ nhìn Mã Siêu, lạnh lùng nói, đúng là không biết tự lượng sức mình. Lão ta bỗng giơ tay lên. Rầm, Mã Siêu cũng vùng nắm đấm lên, nắm đấm của anh ta và tay Long Chiến va mạnh vào nhau. Một luồng khí khủng khiếp lập tức lan ra xung quanh từ chỗ hai người. Dầm dầm rầm, ở chỗ hai người đang đứng, mặt đất nước toác, bụi đất tung bay. Cút, Long Chiến Quát vung tay kia lên đấm một phát. Dầm, Mã Siêu cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ khiến người ta không thể ngăn cản hay trốn tránh. Lồng ngực anh ta bị đánh trúng, cổ họng cũng ngòn ngọt, ngọt, anh ta bất chợt hộc máu rồi bay ra xa như một quả bóng ra. Người nhà họ Long đều trợn mắt há mồm, nhìn Mã Siêu bị đánh bay với vẻ kinh hãi. Long đằng sợ hết hồn, thấy Dương Thanh vẫn đứng im, không định ra tay. Dương Thanh, thấy không? đây chính là cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ long đấy cho dù người bên cậu mạnh hơn nữa thì sao chứ chẳng phải chỉ có con đường chết thôi à rốt cuộc long thiên vũ cũng mỉm cười nhìn dương thanh với vẻ đắc ý nếu bây giờ cậu đổi ý muốn phục tùng hoàng tộc họ long tôi sẽ cân nhắc nhưng hắn ta còn chưa dứt lời tiếng hô kinh ngạc đã vang lên gì thế cậu ta còn sống à cậu ta đứng lên rồi kia định đánh với long chiến tiếp ư nụ cười của long thiên vũ lập tức cứng đờ vì hắn ta đã thấy mã siêu người mà hắn ta tưởng đã chết đứng dậy. Ngay cả Long Chiến cũng rất kinh hãi, sao có thể chứ? Lão ta khiếp sợ không phải vì mã siêu chưa chết, mà vì khí thế của anh ta đã mạnh hẳn lên. Lão ta thoáng cảm nhận được, sức chiến đấu của mã siêu đã đạt tới thần cảnh rồi. Lão ta chưa từng thấy ai có sức chiến đấu của thần cảnh khi chưa bước vào thần cảnh hết. Dương Thanh mỉm cười, rốt cuộc cũng đột phá rồi. Mã siêu siết chặt nắm tay, toàn thân tràn ngập sức mạnh khổng lồ. Anh ta bỗng nhắm mắt lại, nói với vẻ hưởng thụ, cảm giác này tuyệt vời thật đấy. Mã siêu là vương mạnh nhất trong số 9 vị vương của biên giới phía Bắc, có thể phát huy sức chiến đấu của bán bộ thần cảnh từ khi còn ở vương cảnh trung kỳ. Còn bây giờ, cảnh giới võ thuật của anh ta đã lên đến vương cảnh hậu kỳ, sức chiến đấu cũng tăng mạnh tới thần cảnh sơ kỳ. Rốt của các cậu là ai? Long chiến không ra tay, nghiêm nghị nhìn chầm chầm vào Dương Thanh. Nếu đến giờ, lão ta vẫn chưa hiểu mã siêu đang mượn tay lão ta để vượt qua giới hạn đột phá thì đúng là ngu ngốc lão ta có linh cảm có lẽ thực lực của dương thanh đang bình tĩnh đứng đó sẽ càng khủng khiếp hơn ngay cả mã siêu với thực lực vương cảnh cũng có thể sánh ngang cao thủ thần cảnh sơ kỳ người đã đạt tới thần cảnh như dương thanh sẽ mạnh tới mức nào chứ dương thanh thản nhiên nhìn long chiến ánh mắt bình tĩnh của anh khiến long chiến không sao nhìn thấu được chẳng phải hoàng tộc họ long đã điều tra rõ xem tôi là ai rồi ư Dương Thanh chợt nói: Anh là cao thủ đến từ biên giới phía Bắc, trong mắt người khác, cảnh giới võ thuật của anh đã đạt đến thần cảnh rồi. Khắp biên giới phía Bắc có mấy cao thủ thần cảnh đâu cơ chứ? Sao hoàng tộc họ Long lại không đoán ra thân phận của Dương Thanh cho được? Cậu là con người Long Chiến bỗng co lại, lão ta nói với vẻ không dám tin, cậu là tướng quân của biên giới phía Bắc. Dương Thanh từ chối cho ý kiến, mỉm cười dí dỏm: Ông thích đoán thế nào thì tùy, nhưng tôi không nhận đâu. Hoàng tộc và vương tộc có thể dễ dàng đoán ra thân phận của anh, nhưng biên giới phía bắc quá thần bí, không ai dám cam đoan chỉ có mình tướng quân của biên giới phía bắc đã đạt đến thần cảnh. Lời đáp của Dương Thanh khiến Long Chiến càng khẳng định suy đoán của mình, lão ta bỗng cảm thấy ớn lạnh. Nếu Dương Thanh là tướng quân của biên giới phía bắc thì đúng là lão ta không phải đối thủ của anh. Lão ta nhìn về phía Mã Siêu. Lão ta bỗng nhớ ra một việc, theo lời đồn, chín vị vương của biên giới phía bắc đều có thực lực vương cảnh. Nhưng thiên phú võ thuật của chín người này rất cao, có thể phát huy sức chiến đấu của bán bộ thần cảnh. Khi đánh với lão ta, Mã Siêu đã phát huy sức chiến đấu của bán bộ thần cảnh, nhưng lão ta có thể cảm nhận được cảnh giới võ thuật của Mã Siêu chưa đạt đến mức đó. Nghĩ tới đây, rốt cuộc Long chiến cũng chắc chắn Mã Siêu chính là một trong chín vị vương. Người được vương của biên giới phía Bắc đi theo chỉ có thể là tướng quân của biên giới phía Bắc, dương bất bại. Thì ra là thế, thì ra là thế, Long chiến thở dài. Nói với vẻ cay đắng, ngay cả cậu cũng đích thân ra mặt, trong cuộc chiến tranh giành đế thôn, làm gì còn ai có tư cách đấu với cậu nữa. Mọi người đều có vẻ kinh hãi, không ngờ cao thủ thần cảnh Long Chiến của hoàng tộc họ Long lại nói không ai có tư cách đấu với Dương Thanh. Rốt cuộc anh là ai chứ? Chẳng lẽ Long Chiến đang nói về cậu thanh niên chưa đầy 30 tuổi kia thật ư? Người của hoàng tộc họ Long đều nhìn Dương Thanh với vẻ khiếp sợ. Dương Thanh vẫn thản nhiên đứng đó, mở miệng nói, "Về đi." Nghe thấy thế, bóng mã siêu nhoáng lên lập tức xuất hiện sau lưng dương thanh nhưng anh ta vẫn có vẻ không cam lòng anh ta vừa lên đến vương cảnh hậu kỳ rất muốn phá giải hết phong ấn để so chiêu với cao thủ thần cảnh sơ kỳ một phen lúc này lòng chiến hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu nữa lão ta đã đoán được thân phận của dương thanh còn ở đây đánh với mã siêu làm gì cho dù lão ta thắng được mã siêu thì sao chứ tướng quân của biên giới phía bắc không phải người mà lão ta có thể đánh bại đâu ông chiến ông mau giết cậu ta đi long thiên vũ bất mãn nhìn long chiến nhưng long chiến lại lùi về sau lưng long thiên vũ hơi cúi đầu điện hạ chúng ta nên đi thôi đi á long thiên vũ vốn đã khó chịu khi thấy dương thanh và mã siêu có thể phát huy sức chiến đấu của thần cảnh